Tào Vĩnh Quốc là giám đốc sở nên không thể trực tiếp bảo Hạ Tưởng giới thiệu mình với Lý Đinh Sơn, như vậy quá mất mặt. Ông đóng cửa sổ và ngồi xuống trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay ra theo bản năng. Hạ Tưởng vội vàng đưa thuốc tới rồi cười nói. Tào bá hút ít thuốc sẽ tốt hơn. Hạ Tưởng không những chín chắn mà còn rất thông minh, Tào Vĩnh Quốc rất thích hắn. Ông cười ha hả nói. Cai thuốc không được, hút mấy chục năm nên một là nghiện, hai là thói quen. Thói quen của một người rất khó bỏ. Lấy một điếu thuốc và châm, hít sâu một hơi, ông nói. Hạ Tưởng, bác có thể đến sở đo vẽ bản đồ. Nếu còn ở sở xây dựng đô thị thì còn có thể đến huyện bá xem một chút, xem có thể hợp tác vài hạng mục xây dựng nào không. Nhưng bác đến sở đo vẽ bản đồ thì khó nói, chỉ sợ chỉ có chờ một lần nữa vẽ lại bản đồ thì mới có thể đến huyện bá thăm cháu. Cháu thì còn đỡ, giám đốc Lý sau khi đến huyện bá thì do bận công việc nên không thể thường xuyên lên thành phố Yến, nhưng liên hệ với thành phố Yến không thể cắt ngang. Cháu có lẽ không ít lần về thành phố Yến. Chẳng qua giám đốc Lý cũng có căn cơ ở thành phố Yến nên chắc cũng thi thoảng về. Giám đốc Lý xuất thân là nhà tri thức, Tào bá bá lại là lãnh đạo nho nhã, có thể có tiếng nói chung với giám đốc. Không chừng hai người vừa gặp đã thân. Chỉ cần quen biết Lý Đinh Sơn là có thể quan hệ với Tống Chiêu Độ. Tào Vĩnh Quốc mặc dù có chút nuối tiếc thời cơ không đúng, Tống Chiêu Độ sắp thất thế nên dù đồng ý giúp mình cũng không có bao tác dụng. Chẳng qua Tống Chiêu Độ dù sao cũng là trưởng ban công nông tỉnh ủy. Quan trọng nhất là y còn trẻ. Ở trong chốn quan trường thì trẻ tuổi là tài sản lớn nhất. Hạ Tưởng, làm cho tốt, tiến từng bước một, không thể vì được lãnh đạo tin tưởng mà thả lỏng mình, cũng không được vì lãnh đạo không để ý mà bỏ mặc mình. Luôn luôn không được kiêu ngạo, làm việc chắn chắn thì cuối cùng cháu sẽ có ngày thành công. Chỉ cần Tào bá còn công tác thì nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp cháu. Chẳng qua bác phải nói thẳng có người giúp là một mặt. Quan trọng nhất là phải dựa vào bản lĩnh của chính cháu. Tào Vĩnh Quốc rụi tàn thuốc vào gạt tàn rất nghiêm túc nói. Hạ Tưởng đứng lên chăm chú lắng nghe, thái độ rất kính cẩn mà khiêm tốn. Hắn biết Tào Vĩnh Quốc nghiêm túc nói như vậy thì trong lòng đã nhận hắn, đã nhét hắn vào vòng tròn lợi ích của ông. Xem như ông đã thừa nhận năng lực của hắn. Một người còn trẻ không quan trọng, không có cấp bậc cũng không quan trọng. Quan trọng chính là hắn có đủ sức ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác, có năng lực lĩnh ngộ không, có biết cách làm người không. Tất nhiên Hạ Tưởng ở trong mắt Tào Vĩnh Quốc đã từ một thanh niên mới ra trường nhờ ông xin việc ở tỉnh thành, bây giờ đã biến thành một thanh niên có tiền đồ hứa hẹn. Có lẽ trong mắt người khác thì Tào Vĩnh Quốc là một giám đốc sở ở rất cao, ít nhất khi Hạ Tưởng vừa tiếp xúc thì cũng chói mắt vì hào quang của giám đốc sở. Lúc trước khi nhờ ông giúp mình ở lại tỉnh thành, mấy lần đến nhà thì Hạ Tưởng không dám nhìn thẳng ông. Sau một thời gian tiếp xúc, lại còn trực tiếp gặp mặt ở nhà, không có áp lực ở cơ quan hơn nữa ở nhà cũng thoải mái hơn nên quyền uy của giám đốc sở từ từ giảm đi. Làm cho Hạ Tưởng cảm thấy rõ quan lớn trước mặt người khác thì oai phong nhưng ở nhà lại là một ông lão bình thường có đủ tình cảm vui buồn, giận. Hạ Tưởng ở lại ăn tối trong Tào gia, Vương Vu Phân rất nhiệt tình hiếu khách làm Hạ Tưởng có chút xấu hổ. Tào Thù Lê không ngừng hô mẹ mình không công bằng, cứ gắp đồ ăn ngon cho Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc ở bên thì cười hì hì không nói gì. Lúc Hạ Tưởng về thì Tào Vĩnh Quốc chủ động bảo Tào Thù Lê đưa Hạ Tưởng xuống tầng làm hắn khá giật mình. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng hẹn ngày kia gặp, mai cô dành thời gian một ngày để chỉnh lại bản thiết kế. Vừa lúc tô màu thiết kế không phải sở trường của Hạ Tưởng, hắn có một ngày nghỉ ngơi. Nói là vậy nhưng hắn sao có thể nghỉ? Suốt ngày hôm sau Hạ Tưởng dùng để sửa và tìm hiểu tư liệu về huyện bá. Tuy nói không nhớ hết toàn bộ tư liệu nhưng ít ra cũng nhớ mấy điểm đại khái. Lý Đinh Sơn bảo hắn nghỉ nhưng hắn không dám cho mình nghỉ. Mọi người đều biết huyện bá nghèo khó nhưng quan trường huyện bá như thế nào thì Lý Đinh Sơn không rõ. Lý Đinh Sơn điều từ tỉnh đến huyện bá làm bí thư huyện ủy, nhìn thì oai phong nhưng thực ra đột nhiên đến như vậy thì không có căn cơ ở địa phương. Nếu không có một chút thủ đoạn thì đừng nói làm ra thành tích, trong vòng 3 năm có thể mở được cục diện hay không cũng khó nói. Hạ Tưởng có một vấn đề vẫn muốn hỏi Lý Đinh Sơn mà không tìm được cơ hội, cũng không biết Tống Chiêu Độ làm như thế nào. Từ tỉnh điều đến huyện bá làm bí thư huyện ủy nhất định phải thông qua ban tổ chức cán bộ và thành ủy thành phố chương trình. Có thể mạnh mẽ trực tiếp bố trí một bí thư huyện ủy tới thì sức ảnh hưởng của Tống Chiêu Độ ở thành phố chương trình là không nhỏ. Theo Hạ Tưởng đoán thì bí thư thành ủy hoặc thị trưởng là người của Tống Chiêu Độ.
hắn còn dành thời gian gọi cho Phùng Húc Quang, đầu tiên là cảm ơn đối phương tặng mình máy điện thoại di động, không thể không nói vài câu. Sau đó hắn nói bóng gió hỏi tiến độ công trình, có cổ đông nào mới tham gia không? Bởi vì sự nhiệt tình và chủ động của Lý Hồng Giang nên công trình siêu thị Giai Gia đã đảm bảo được chất lượng và tòa nhà chính đã đổ mái xong trước một tháng, bây giờ đang bố trí bên trong, trong vòng 2 tháng là có thể khai trương. Lần trước Hạ Tưởng đề xuất ý tưởng siêu thị cho thuê chỗ bán hàng, thông qua Phùng Húc Quang làm việc thì kết quả nằm ngoài ý tưởng của Phùng Húc Quang. Kỳ thật không ngờ chỉ trong thời gian này là thu được hơn 3 triệu, thu hơn xa với suy nghĩ làm y rất vui mừng. Đồng thời Phùng Húc Quang vừa phục vừa tò mò Hạ Tưởng. Hắn sao có thể nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu như vậy? Vấn đề là các cửa hàng, công ty tham gia đều rất tán thành cách làm này. Thực ra thành phố Yến chậm phát triển hơn so với các thành phố ven biển tầm 10 năm, có thể nói cuối những năm 90 thì phương pháp này đã được tiến hành ở trong các siêu thị tại thành phố lớn phía Nam, cũng không hoàn toàn là mới. Chỉ là do khoảng cách xa, lại do Hạ Tưởng đi trước thời đại nên có hiệu quả kinh người. Phùng Húc Quang vui mừng truyền qua cả điện thoại, Hạ Tưởng rõ ràng có thể cảm nhận được. Hạ Tưởng cười nói, Phùng ca, anh dễ thỏa mãn như vậy sao? Anh về sau là người làm việc lớn, sao có thể đạt chút thành công đã đắc ý, đây không phải là phong cách của một đại tướng như Phùng Húc Quang anh mà. Được rồi, chú đừng nói anh như vậy, tự nhận tội đã, mấy hôm nay anh rất bận, quá nhiều việc nên không có làm việc xác nhận quyền sở hữu của chú. Chú nếu thấy anh chậm trễ thì đó là chú nghĩ nhiều, không thể trách anh, ha ha. Phùng Húc Quang trước hết chụp mũ vào đầu Hạ Tưởng, sau đó nói. Ông em. Chú hỏi có cổ đông mới là có ý gì? Là muốn hỏi 10% của chú hay là có ý khác? Hạ Tưởng không thể nói con của bí thư tỉnh ủy nhìn chúng siêu thị Giai Gia, muốn cưỡng chế đòi một bộ phận cổ phần. Hắn liền trêu chọc. Em là cổ đông nên có quyền biết các quyết định quan trọng của công ty mà. Hơn nữa em cũng lo anh không nhận mà thừa cơ ăn trọn cổ phần của em. Như vậy em hối hận cũng không kịp. Phùng Húc Quang cười nói. Bây giờ tài chính đều dùng tới nên không có khoản tiền lớn cho chú. Chú em, chú nếu cần tiền thì nói một câu, tầm 100.000 thì vẫn có thể lấy ra. Hạ Tưởng không ngờ siêu thị Giai Gia đứng đầu thành phố Yến sau này thì khi mới đầu còn có lúc thiếu tài chính, không ngờ chỉ không lấy ra được vài trăm ngàn. Hắn tin Phùng Húc Quang nói thật, người này lúc nào thật, lúc nào giả thì nắm giữ rất có chừng mực. Tuy rằng Phùng Húc Quang nói chuyện với giọng cười đùa nhưng hắn hiểu chỉ cần cổ đông thay đổi thì Phùng Húc Quang nhất định sẽ báo cho hắn. Hắn chính là chờ Cao Kiến Viễn nhô lên mặt nước. Hạ Tưởng vừa dập máy với Phùng Húc Quang thì có chút ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Văn Dương, nói có chuyện gấp. Chương 42, khoản đầu tư 10 triệu từ trên trời rơi xuống. Văn Dương không biết số điện thoại của Hạ Tưởng nên trực tiếp gọi vào máy nhắn tin của hắn. Hình như còn sợ hắn không nhắn lại nên còn cố ý nói có việc gấp. Văn Dương tìm mình có việc gấp gì? Hạ Tưởng liền lắc đầu nghĩ như vậy, chẳng qua vẫn gọi lại. Hạ Tưởng, tôi là Văn Dương, cậu có thể đến công ty một chút không? Giọng Văn Dương lộ rõ vẻ sốt ruột. Có chuyện gì thì nói luôn trong điện thoại đi phó giám đốc Văn. Hạ Tưởng thản nhiên nói. Cũng được, là như thế này, khu đất của hạng mục màn tinh thể lỏng đã được phê duyệt. Chẳng qua tôi lại nhận được thông báo của thành phố nói là quảng trường nhà ga liên quan đến hình ảnh của thành phố Yến, thiết kế xây dựng của chúng ta có một bộ phận bị thành phố phủ quyết. Với mấy ý kiến thành phố đưa ra để sửa, tôi cảm thấy cậu tốt nghiệp học viện kiến trúc nên muốn giao việc thiết kế lại này cho cậu làm, được không? Đương nhiên công ty cũng không để cậu làm không, tiền thiết kế làm 50.000. Phu Dương nói rất gấp, khi nói đến câu 50.000 thì còn cố ý lớn tiếng hơn. Hạ Tưởng nghe xong khịt mũi đầy khinh bỉ. Không phải hắn không muốn kiếm tiền, cũng không phải hắn ghét tính cách của Văn Dương mà không muốn kiếm tiền. Mà hắn biết tình hình tài chính của công ty bây giờ, đừng nói là 50.000, ngay cả 30.000 cũng không lấy ra. Nếu thực sự có mấy trăm ngàn thì Văn Dương lúc trước cũng sẽ không muốn nhận công ty. Bây giờ còn lấy ra 50.000 tiền thiết kế lừa hắn. Văn Dương đúng là chó không ăn được. Xin lỗi phó giám đốc Văn. Tôi không có thời gian làm việc này. Anh có thể đến mời chuyên gia của viện thiết kế, bọn họ nhiều kinh nghiệm có thể hiểu được ý đồ của thành phố. Tôi có việc, dập máy đây. Hạ Tưởng không muốn nhiều lời nên định dập máy. Từ từ, chờ chút. Văn Dương rất gấp nên thiếu chút nữa hét lên. Hạ Tưởng, cậu đừng dập máy vội. Nghe tôi nói,
tôi tìm một tập đoàn tài chính lớn đồng ý bỏ ra 10 triệu hợp tác với công ty ra, điều kiện rất tốt. Công ty bây giờ có tiền nên chỉ riêng 50.000 tiền thiết kế là không vấn đề gì. Hạ Tưởng trợn mắt há mồm. Sau khi tái sinh hắn đã thành công thuyết phục Lý Đình Sơn bỏ công ty mà theo chính trị, công ty chuyển sang tay Văn Dương thì lịch sử không ngờ xuất hiện việc làm người ta giật mình. Công ty không còn được ngân hàng cho vay vậy mà đang hồi sinh trong tay Văn Dương, đã có nhà đầu tư mới. Ở thành phố Yến thì một công ty lớn một lần bỏ ra được 10 triệu không nhiều. Văn Dương thật sự có thể kéo về 10 triệu tiền đầu tư sao? Hạ Tưởng thậm chí còn nghĩ Văn Dương đây là lừa mình. Nhưng từ trong giọng Văn Dương không ngừng vang lên thì có thể nghe rõ là thật. Hạ Tưởng, cậu có nghe không? Là thật, một công ty cổ phần ở phía Nam chủ động liên hệ với tôi. Mấy câu sau Hạ Tưởng không nghe ra, không phải là không cẩn thận muốn nghe mà là hắn thấy không cần. Chút kinh hãi ban đầu trôi qua, hắn cũng lấy lại bình tĩnh. Cho dù Văn Dương kéo về tài chính thì hắn cũng không coi trọng tương lai của hạng mục màn tinh thể lỏng. Không ai hiểu rõ hơn hắn sự phát triển của mười mấy năm sau. Mới đầu không có sức mạnh mấy, không bao nhiêu người có thể hiểu được sức ảnh hưởng kinh người của trong tương lai. Hạ Tưởng nghĩ Văn Dương có tài chính thì càng kiêu ngạo hơn chứ. Sao có thể kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy với hắn? Y nhất định phải hận mà đá văng mình ra ngoài mới xả giận, bây giờ còn chủ động tìm mình, muốn đưa tiền cho mình. Trong này nhất định có mưu đồ. Hạ Tưởng cắt ngang lời Văn Dương mà nói. Phó giám đốc Văn, nói thật anh có tiền thì càng phải ăn to nói lớn chứ không phải nhờ đến tên nhỏ bé không quyền không thế như tôi. Hơn nữa tôi không phải chuyên gia kiến trúc, anh tìm tôi rốt cuộc có mục đích gì? Văn Dương bị Hạ Tưởng cắt ngang thì có chút không hài lòng, chẳng qua nghĩ tới chuyện này liền cố nhịn cơn tức giận trong lòng mà hỏi. Tiểu Hạ, cậu biết trưởng ban thư ký Cao không? Hạ Tưởng liền hiểu ra. Nhất định là Cao Hải nhúng tay vào hạng mục màn tinh thể lỏng, sau đó ám chỉ với Văn Dương là bảo mình thiết kế. Cao Hải tuy rằng có ý tốt, là muốn báo đáp mình đã cung cấp ý tưởng cho y, đương nhiên cũng không loại trừ y có ý tưởng khác. Nhưng y quan tâm quá mức làm Hạ Tưởng vừa cảm kích vừa dở khóc dở cười. Tôi và trưởng ban thư ký Cao gặp nhau một lần, tôi không biết trưởng ban thư ký có nhớ tôi không nữa. Hạ Tưởng đây là nói thật, với thân phận của hắn bây giờ thì Cao Hải nói biết hắn là cất nhắc hắn. Hắn nếu muốn nói mình quen Cao Hải vậy hơn phân nửa người nghe sẽ cười hắn tự khoe mình. Chẳng qua Văn Dương thấy lại khác, giống như Hạ Tưởng đang cố khoe mình có quan hệ thân mật với Cao Hải vậy. Văn Dương nhớ đến việc Cao Hải khen Hạ Tưởng thì rất khó chịu. Hạ Tưởng có gì giỏi chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng sinh viên thất bại, không biết may mắn như thế nào mà lại được Cao Hải chú ý, còn không ngừng khen hắn. Điều này làm cho Văn Dương rất tức giận mà lại không có cách nào. Đất là dựa vào Cao Hải mà có được. Cao Hải là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đồng thời còn là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, chủ trì công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân. Được phân công quản lý mấy cơ quan quan trọng, không thể làm mất lòng. Cho nên khi Cao Hải ám chỉ để Hạ Tưởng thiết kế thì Văn Dương vốn công tác nhiều năm ở tỉnh đoàn nếu không hiểu ý lãnh đạo, về sau đừng mong lăn lộn trên quan trường và thương trường, về quê cho nhanh. Y mặc dù không muốn nhưng vẫn phải vội vàng nhắn tin cho Hạ Tưởng, còn phải ra vẻ chân thành nhờ Hạ Tưởng giúp y thiết kế bản vẽ. Hạ Tưởng cuối cùng vẫn khéo léo từ chối Văn Dương. Không nói là không làm gì mà nói có thể giới thiệu cho Văn Dương một nhà thiết kế xuất sắc hơn hắn, nhất định có thể thiết kế phương án làm thành phố hài lòng. Hạ Tưởng cũng biết Văn Dương không thực sự chú ý tài năng của hắn, mà là để ý bản thiết kế của hắn có thể đảm bảo thành phố hài lòng. Nói cách khác là làm Cao Hải hài lòng, chỉ cần Cao Hải gật đầu đồng ý thì mới có thể chính thức khởi công. Suy nghĩ một chút, Hạ Tưởng gọi cho Lý Đình Sơn, nói một chút hành động của Cao Hải. Hy vọng y có thể chuyển lời đến Cao Hải là hắn rất cảm ơn việc đã giúp mình, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của trưởng ban thư ký, hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn nỗ lực đạt thành tích mới cho trưởng ban thư ký xem. Lý Đình Sơn nói mấy tiếng tốt, có thể nghe ra tâm trạng khá vui vẻ. Cao Hải chú ý cậu, giúp cậu phải làm thật tốt, đừng làm anh ta mất mặt. Nhớ là có ý tưởng gì tốt thì phải kịp thời liên lạc với anh ta. Trước khi đi tôi sẽ bố trí hai người gặp mặt. Là thân tín của Lý Đình Sơn, bây giờ Hạ Tưởng đã có cách liên lạc với Lý Đình Sơn, cũng được Lý Đình Sơn đồng ý có thể gọi cho y bất cứ lúc nào. Lý Đình Sơn cũng rất vui vẻ vì quan hệ của Cao Hải và Hạ Tưởng. Là hai người y tin nhất, Hạ Tưởng sau này lại là người liên hệ của y với thành phố Yến,
Hạ Tưởng quan hệ tốt với Cao Hải là điều mà Lý Đinh Sơn muốn thấy. Làm y vui mừng chính là vốn nghĩ phải một thời gian nữa thì Cao Hải mới thừa nhận Hạ Tưởng, không ngờ chỉ gặp một lần mà Cao Hải đã có ấn tượng tốt đối với hắn, như vậy làm y bớt không ít chuyện. Đương nhiên nếu Hạ Tưởng không chủ động nói hành động của Cao Hải cũng không sớm thì muộn sẽ nói cho y về việc mình tỏ vẻ với Hạ Tưởng một chút, mà để y thông qua người thứ ba biết Hạ Tưởng và Cao Hải thầm quan hệ thân thiết, Lý Đinh Sơn sẽ không hài lòng. Cũng may cả Hạ Tưởng và Cao Hải đều nói việc này với y, điều này làm y rất vui vẻ. Lại nghĩ tới Hạ Tưởng vừa có năng lực vừa trung thành, lúc công ty nghèo thì không rời bỏ mình, sau khi thành công khuyên mình theo chính trị lại khiêm tốn cẩn thận, thân tín tốt như vậy chính là tảng đá đầu tiên để y đi tới. Lý Đinh Sơn cùng lúc cảm thấy ánh mắt mình rất được, rất may mắn. Thành công kéo được Hạ Tưởng từ công ty xây dựng số 3 về đây, về phương diện khác thì cũng thầm quyết định chỉ cần Hạ Tưởng tận tâm giúp mình, chỉ cần y còn công tác một ngày thì nhất định phải bố trí cho Hạ Tưởng có tiền đồ rộng lớn. Chương 43, giải quyết phiền toái cuối cùng của Tào gia. Hôm nay đã là 10/7, chỉ còn 3 ngày nữa là Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Yến, còn rất nhiều việc cần xử lý, bao việc đều phải bắt đầu làm. Hạ Tưởng cũng có chút đau đầu, hắn suy nghĩ một chút và quyết định hôm nay lại đến Tào gia. Hạ Tưởng đến Tào Thù Lê vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô coi như đã vẽ xong bản thiết kế, việc cô cần làm đã xong thì vừa vặn Hạ Tưởng đến để hắn tìm xem còn chỗ nào không ổn không. Hạ Tưởng nói qua về hạng mục xây dựng màn hình tinh thể lỏng ra, hắn định để Tào Thù Lê thiết kế. Bởi vì trước đây hắn đã tham gia toàn bộ quá trình nên chỉ cần hơi sửa lại chút thiết kế cũ là có thể, không cần sửa quá nhiều. Bởi vì kết cấu thiết kế đã được tính toán tỉ mỉ nên nếu muốn sửa thì rất khó khăn. Bây giờ thay đổi chỉ là mấy cảnh trang hoàng bên ngoài mà thôi. Hắn cũng hiểu ý của Cao Hải, cũng không phải đơn giản là lựa chọn mà là phải làm xây dựng cơ bản phù hợp yêu cầu thực tế, vừa chú trọng hình ảnh. Dù sao đây là ở quảng trường nhà ga nếu công trình quá xấu sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của thành phố. Trước đây khi thiết kế vì lo lắng đến vấn đề tài chính nên yêu cầu xây dựng cơ bản lấy thực dụng làm chính, không chú ý đến hình ảnh bề ngoài. Cao Hải chọn điều này cũng là hợp lý. À, 50.000 tiền thiết kế, em mới là sinh viên đại học năm thứ hai, một người không gánh nổi trọng trách lớn như vậy. Không có anh chỉ điểm và giúp thì em không làm được. Tào Thù Lê tuy là con gái giám đốc sở nhưng cũng biết 50.000 không phải con số nhỏ. Hơn nữa cô học là quy hoạch nên không sở trường trong việc thiết kế công trình đất đai. Sở trường của cô là thiết kế và trang hoàng. Hạ Tưởng lại phải kiên nhẫn giải thích với cô. Nói thiết kế xây dựng cơ bản hắn coi như đã hoàn thành, không cần thay đổi gì, cô chỉ cần là sửa lại cảnh bên ngoài cho đẹp, giống như trang điểm cho một cô gái, đây là chuyện các cô gái quen làm nhất. Thấy mắt Tào Thù Lê đảo đảo, hắn biết cô đã động tâm. Là nhà thiết kế thì ai cũng muốn cho tác phẩm thiết kế của mình đứng ở nơi dễ thấy nhất thành phố, đây là vinh dự và một sự thừa nhận. Tìm một viện thiết kế chính quy, bản vẽ lấy danh nghĩa của bọn họ và đưa ra 10.000 tiền thiết kế là được. Sau đó khi bản thiết kế của em hoàn thành thì ngoài việc đóng dấu của viện thiết kế thì phải nhớ trong đó có tên hai chúng ta. Anh ở bên trên, em chịu thiệt một chút là đứng thứ hai, có được không? Cái gì mà xếp thứ hai, nói dễ nghe mà thôi. Đây không phải là vị trí cuối sao? Anh nói như em muốn tranh vị trí ký tên thứ nhất với anh vậy, ai háo danh như anh chứ? Dù là không có tên em, chỉ có tên anh thì em cũng giúp anh. Tào Thù Lê không biết nghĩ gì mà mắt tròn mở to trong suốt như nước nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị cô nhìn thẳng như vậy mà trong lòng rung lên, thiếu chút nữa không nhịn được ánh mắt nóng bỏng của cô. Hắn trêu chọc, nghe em nói thì hay thật đó. Rõ ràng anh giới thiệu em cơ hội kiếm tiền, em lại như là thành giúp anh, còn muốn anh nhớ kỹ chỗ tốt mà em dành cho mình sao? Vẻ dịu dàng trong mắt Tào Thù Lê càng rõ hơn. Tiền của anh, chỉ cần anh nhớ em giúp anh là được. Anh còn gì nói nữa không? Hạ Tưởng đúng là không còn gì để nói. Tào Thù Lê không có tính cách kiêu ngạo và khinh người như các cô gái con nhà quyền quý. Tâm tư trong sáng, thông minh xinh đẹp có thể nói là một cô gái tuyệt vời. Cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, không tức giận vô cớ khiến hắn đúng là không tìm được khuyết điểm. Chẳng qua bây giờ hắn đúng là không có tâm tư tính chuyện yêu đương. Không nói thân phận của hắn bây giờ còn kém cô. Hơn nữa sắp đi tận huyện bá không biết mất mấy năm, tiền đồ chưa biết, hai nơi xa lìa. Nghĩ đến Dương Bối xa cách chưa đầy nửa năm đã chia tay làm hắn không muốn lặp lại bi kịch đó nữa.
anh đúng là không còn gì để nói. Em đối xử tốt với anh như vậy, anh nhất định sẽ đáp lại. Chờ anh đến huyện bá sẽ gửi một ít đặc sản về cho em, để em ăn no có được không? Hạ Tưởng cười cười khéo léo chuyển đề tài. Đáng ghét, không nghiêm túc, không để ý tới anh nữa. Tào Thù Lê ra vẻ tức giận xoay người muốn đi ra ngoài nhưng thiếu chút nữa va vào Tào Thù Quân đang đẩy cửa tiến vào. Tào Thù Quân vẫn còn dáng vẻ như mọi lần, nhìn Hạ Tưởng mà nói. Có phải động tay động chân với chị tôi? Nếu chị ấy đồng ý thì tôi không phản đối. Nếu chị ấy không muốn mà anh cưỡng ép thì xem tôi có đánh anh không? Chỉ biết nói linh tinh, sang bên. Tào Thù Lê đang tức không có chỗ phát tiết. Tào Thù Quân tự chui đầu vào liền vung chân đá vào chân hắn. Được rồi, coi như em ngu tự chuốc khổ, hai người cứ tiếp tục chơi. Tào Thù Quân loạng choạng định ra ngoài thì Hạ Tưởng gọi lại. Tiểu Quân, có muốn trong ngày nghỉ kiếm 10.000 không? Hạ Tưởng vẫn do dự để ai cùng thiết kế với Tào Thù Lê, miễn cho Văn Dương định làm gì cô. Vừa lúc thấy Tào Thù Quân nhàn rỗi ở nhà, hai nhà cùng xuất trận. Tào Thù Quân lại là kẻ không sợ trời không sợ đất vừa vặn có thể nhìn chằm chằm Văn Dương. 10.000. Mắt Tào Thù Quân sáng lên và nhảy ngược lại nói. Hạ Tưởng, anh đừng lừa tôi, nếu dám lừa tôi thì cẩn thận không có ngày mai. Hạ Tưởng nghiêm mặt nói. Nếu muốn kiếm tiền thì cậu phải thành thật một chút, cứ như thế này thì ra ngoài gặp người thì giới thiệu thế nào. Sao có thể khiến các ông chủ lớn yên tâm? Hắn cố ý đả kích vẻ kiêu căng của Tào Thù Quân. Mặt Tào Thù Quân đổi rất nhanh, lập tức cười hì hì nói. Hạ Tưởng, không, anh rể, anh bảo sao thì em làm vậy. Sao, nếu em mặc áo vest, thắt cà vạt vậy đúng là một anh chàng đẹp trai, đầy uy phong, nhất định không làm anh mất mặt. Vậy 10.000 kia kiếm như thế nào? Tào Thù Quân bị Tào Vĩnh Quốc quản tiền rất chặt, trong tay không có mấy đồng tiền tiêu nên vừa nghe thấy khoản lớn là 10.000 liền ném thân phận con trai giám đốc sở ra sau. Không còn dám nhìn Hạ Tưởng thấp hơn mình nữa, thậm chí còn gọi là anh rể. Mặt Tào Thù Lê đỏ bừng lên, vung đôi tay trắng nõn đấm Tào Thù Quân. Thằng danh này không biết gì cả, 10.000 đã bán chị hả? Đúng là đồ khinh người. Chị, anh Hạ Tưởng đẹp trai lại có tài, không chừng về sau còn là người giàu. Chị thấy anh ấy bây giờ có thể kiếm nhiều tiền như vậy rồi chứ? Anh rể tốt như vậy bây giờ không nhận. Nếu chẳng may bị cô gái xinh đẹp to gan khác chạy tới cướp mất, làm anh rể người khác thì không phải em thiệt sao? Anh rể, làm thế nào để kiếm tiền, mau nói cho em. Tào Thù Quân gấp đến độ đi đi lại lại xung quanh. Hạ Tưởng cười ha hả nói việc thiết kế hạng mục màn hình tinh thể lỏng ra. Hắn bảo Tào Thù Quân cùng Tào Thù Lê đi thiết kế, nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo an toàn cho Tào Thù Lê. Văn Dương nể mặt hắn là vì Cao Hải. Vậy nếu biết thân phận của Tào Thù Lê thì cho hắn mấy lá gan cũng không dám giở trò với Tào Thù Lê. Nhưng nhà ga là nơi lộn xộn, không chừng sẽ có người nào muốn gây phiền phức. Tào Thù Lê nhất định không thể không đến nhà ga xem tình hình, cho nên có Tào Thù Quân ở bên sẽ tốt hơn. Tiền thiết kế tổng cộng 50.000, giao cho đơn vị đóng dấu 10.000, còn lại 40.000 hắn vốn đưa hết cho Tào Thù Lê, bây giờ chia 10.000 cho Tào Thù Quân, chẳng qua chỉ là người nhà chuyển nhau. Hắn làm người tốt thì sao không làm? Tào Thù Quân nghe thấy liền lập tức đáp ứng. Bảo vệ bà chị là trách nhiệm y phải làm, còn có thể thêm 10.000 đúng là không khác gì đột nhiên có được. Y ưỡn ngực nói. Em có hai thằng bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, bọn họ đều ở trong bộ đội. Hai thằng này đều biết công phu, em gọi bọn nó đến nhà ga đi dạo xem ai mù mắt. Không ngờ Tào Thù Quân còn có quan hệ, Hạ Tưởng liền khen y vài câu, mừng đến độ làm y cười phá lên. Cuối cùng Tào Thù Lê không thể không nhận sự thật này, đồng ý phương án thiết kế. Hạ Tưởng liền gọi cho Văn Dương, nói là mình tìm được nhân viên thiết kế, đến lúc đó trên bản thiết kế sẽ có tên hắn, ngày mai sẽ dẫn người đi gặp y. Văn Dương không nói gì mà trực tiếp đồng ý. Ý tưởng của Văn Dương rất đơn giản, chỉ cần trong bản quy hoạch có tên của Hạ Tưởng thì không cần biết đó là của ai, chỉ cần thông qua cửa Cao Hải là tốt rồi. Chương 44, chỗ đáng giận của người đáng thương. Ngoài 10.000 trả cho Tào Thù Quân, 30.000 còn lại thì theo cách nói của Hạ Tưởng là hắn tạm thời đưa cho Tào Thù Lê, để cô giữ. Tào Thù Lê tự nhiên là đồng ý, cho rằng điều này nói rõ Hạ Tưởng tuyệt đối tin tưởng cô. Chờ sau khi Tào Vĩnh Quốc hết giờ làm về, Hạ Tưởng nói việc này với ông, Tào Vĩnh Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu chỉ là dặn Hạ Tưởng phải chú ý nhiều một chút.
Hạ Tưởng biết Tào Vĩnh Quốc làm quan khá chính trực, không muốn làm cho người ta thấy ông có hình tượng lấy việc công mưu lợi riêng. Hạ Tưởng cũng không nói rõ cho ông đây là Cao Hải trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố giúp mà có. Sáng hôm sau vừa vặn là thứ bảy, Tào Vĩnh Quốc phái xe đưa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đến Sở Phong Lâu giao bản thiết kế. Sở Tử Cao rất hài lòng với bản thiết kế này, lập tức giao nốt 10.000 còn lại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không khách sáo, hắn nhận tiền nói vài câu rồi cùng Tào Thù Lê đi đón Tào Thù Quân, sau đó tới công ty. Văn Dương thấy Hạ Tưởng mang tới một người đẹp mắt sáng răng trắng thì mắt sáng rực lên, bắt đầu có ý tưởng. Sau khi ký hợp đồng, Văn Dương liền dẫn đám người Hạ Tưởng ra ngoài thì thấy bên ngoài đỗ xe Audi. Hơn nữa biển số xe của Audi lại là xe công quyền, Văn Dương tự nhiên biết rõ chủ của xe này ít nhất là cán bộ cấp giám đốc Sở, lại nghĩ tới sự thân mật của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, còn cả việc Hạ Tưởng được Cao Hải chiếu cố như vậy, y không thể không áp chế ý đồ xấu xa trong lòng. Hung hăng mắng Hạ Tưởng một trận, đúng là thằng chó quá may mắn, sao chuyện tốt gì mà nó cũng gặp. Đúng là không công bằng. Vừa nghĩ như vậy nên chút vui sướng trong lòng vì tìm được khoản đầu tư lớn của y đã giảm đi. Chờ Hạ Tưởng vừa đi, y đi vòng vo trong phòng một lúc, càng nghĩ càng tức giận, càng tức thì người càng nóng, cuối cùng không nhịn được mà gọi cho Tiếu Giai. Hạ Tưởng sau khi đưa chị em Tào Thù Lê đến dưới lầu thì vốn không định lên, chẳng qua nghĩ một chút lại đi lên. Đầu tiên hắn dặn mấy điểm chú ý của hạng mục, sau đó viết mấy số liệu quan trọng ra để đề phòng sai lầm, cuối cùng nói. Thù Lê, hai hôm nữa anh sẽ rời khỏi thành phố Yến đến huyện Bá, em phải nhớ kỹ chuyện thiết kế không được làm qua loa, phải cẩn thận làm từng chi tiết. Còn có gặp chỗ nào không rõ thì gọi cho anh, đúng anh đi rồi sẽ có một số máy bàn, đến lúc đó sẽ thông báo cho em. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng đứng đối diện với nhau, cô gần như cao bằng hắn. Cái mũi xinh và đôi môi mê người rất gần Hạ Tưởng, trên người tản ra mùi hương cơ thể mê người, thân hình tuyệt đẹp đứng đó mà lại lộ rõ vẻ u buồn. Còn gì nữa không? Cô nhíu mũi tất nhiên không quá hài lòng với những gì Hạ Tưởng dặn. Hạ Tưởng sờ sờ gáy, không rõ ý của cô. Còn gì chứ? Không còn nữa. Tào Thù Quân che mắt, đẩy cửa đi ra mà nói. Không chịu nổi nữa rồi, ngứa ngáy quá. Lúc này Hạ Tưởng không ở lại ăn cơm. Hắn đúng là ngại ăn uống không trả tiền, hơn nữa còn phải nói chuyện từ biệt càng dễ làm người ta buồn. Sau khi chào tạm biệt Tào Vĩnh Quốc, hắn liền rời khỏi Tào gia. Tào Thù Lê không đưa hắn ra, Hạ Tưởng đi đến cửa tiểu khu thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có người gọi tên hắn. Hắn nhìn lại thì thấy Tào Thù Lê mở cửa sổ rồi vẫy vẫy tay gọi hắn. Hạ Tưởng, nhớ là một thời gian nữa em đến huyện Bá thăm anh. Hạ Tưởng xua xua tay với cô. Lặng lẽ nói một câu tạm biệt, cũng không quay đầu lại. Đối với lời của Tào Thù Lê nói thì hắn cũng không để ở trong lòng. Đi huyện Bá, cô bé tinh nghịch này không chừng sẽ có suy nghĩ nào đấy. Cô bây giờ nghĩ vậy cũng không thể rảnh rỗi không có việc gì mà tới huyện Bá. Buổi tối khi đang ăn một mình thì hắn đột nhiên nhận được điện của Tiếu Giai. Tiếu Giai khóc ở trong điện thoại. Hạ Tưởng, anh ở đâu? Mau đến giúp em. Xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng giật mình vội vàng hỏi. Em ở đâu, anh lập tức tới. Chạy xe đến tiểu khu Thuệ Uyển mà Tiếu Giai sống, chạy thẳng lên lầu vừa mới đập cửa phòng Tiếu Giai thì có một cơ thể nóng bỏng lao vào lòng. Tiếu Giai ở trong lòng hắn không ngừng khóc, khóc nức nở thiếu chút nữa không thở nổi. Hai tay Tiếu Giai ôm chặt lấy Hạ Tưởng, giống như muốn thu hết người vào người hắn, dùng sức rất mạnh khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Hạ Tưởng khẽ ôm Tiếu Giai. Cảm nhận cô gái xinh đẹp trong lòng đang run lên và đau lòng, cơn lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng mạnh gần như thiêu đốt lý trí của hắn, khiến hắn muốn xông lên đánh cho kẻ xấu xa dám ăn hiếp Tiếu Giai một trận. Quần áo Tiếu Giai không chỉnh tề, tóc bù xù đã nói rõ tất cả. Cũng không biết qua bao lâu Tiếu Giai từ từ bình tĩnh lại, Hạ Tưởng đỡ cô ngồi xuống ghế, rót cho cô cốc nước và gần từng tiếng. Là Văn Dương. Tiếu Giai đờ đẫn gật đầu, uống ngụm nước rồi bình tĩnh lại. Hắn gọi điện cho em, nói hắn muốn trả tiền lại cho em. Em tin là thật liền tới công ty, kết quả hắn muốn cưỡng ép em. Cũng may em phản ứng mạnh khiến hắn không làm gì được. Thằng chó đó còn uy hiếp em, nói hắn quen phó cục trưởng cục công an thành phố, nếu em dám báo án nhất định sẽ không giải quyết được gì. Hắn còn nói đã chuẩn bị tất cả tài liệu, chỉ cần em tố cáo hắn nhất định làm em phải ngồi tù. Hắn đổ hết chuyện hắn viết thư sang người em.
nếu thật sự xảy ra chuyện thì hắn có thể đẩy hết sang em. Hạ Tưởng nghe ra vấn đề. Vậy khi Văn Dương viết thư thì em đóng vai trò gì? Tiếu Dài cúi đầu không dám nhìn Hạ Tưởng. Quần của cô dính không ít bùn đất, áo sơ mi cũng có mấy chỗ rách lộ làn da bên trong. Hạ Tưởng thầm thở dài một tiếng, người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Tiếu Dài bị Văn Dương uy hiếp nhưng cũng có một phần là tự làm tự chịu. Chẳng qua nếu để hắn gặp, hơn nữa Văn Dương là kẻ vô sỉ như vậy thì hắn không thể không quản. Lúc ấy Văn Dương đáp ứng chia em một nửa, điều kiện là tất cả thủ tục đều lấy danh nghĩa của em mà làm. Hắn lấy lý do mình là phó giám đốc của công ty, không tiện ra mặt. Em ham kiếm tiền nên đồng ý. Tiếu Dài không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, không thể ngờ cô có tính cách nóng nảy mà cũng có lúc dịu dàng như vậy. Lúc này có mắng cô tham tiền và hồ đồ cũng vô dụng. Ai chẳng có thời trẻ, ai chẳng phạm sai lầm. Tiếu Dài muốn kiếm tiền là đúng, sai là cô chỉ thấy cái trước mắt, sai là cô quá đẹp. Một người đàn ông bình thường có nhược điểm của cô trong tay thì đều có suy nghĩ muốn chiếm cô làm của riêng. Bảo sao cô lần thứ hai viết thư, hóa ra lần trước cô đã tham gia quá sâu. Có lẽ Tiếu Dài cũng là bị Văn Dương dọa quá nên sợ. Chứ cho Văn Dương một lá gan nữa cũng không dám thực sự công khai chuyện viết thư mà uy hiếp Tiếu Dài. Bởi vì chuyện này không thể nhắc ra, nếu thật sự truy cứu thì Văn Dương làm chủ con dấu cũng không thoát được tội. Huống chi Tiếu Dài chẳng qua mới ra trường một năm thì sao có thể quen được người trong ngân hàng Bắc Kinh. Văn Dương nhất định biết chuyện một khi bị lộ thì kẻ đen đủi nhất chỉ có thể là y. Y không ngờ còn lấy chuyện này uy hiếp Tiếu Dài. Có thể thấy đây là do quá háo sắc nên vung ra dọa Tiếu Dài để cô nghe lời mà thôi. Chẳng qua Tiếu Dài sau khi lần đầu viết thư thì không biết kiềm chế, còn dám khắc trộm dấu và viết thư lần hai, đúng là quá to gan. Nếu Văn Dương biết chuyện Tiếu Dài khắc trộm dấu thì với thủ đoạn của y, Tiếu Dài nhất định không thoát bàn tay xấu xa của y. Dù sao chỉ riêng việc khắc trộm dấu là có thể trực tiếp xử tội cô. Đây mới là điều Hạ Tưởng lo nhất. Văn Dương có biết chuyện em viết thư lần thứ hai không? Hạ Tưởng nói phân tích của mình cho Tiếu Dài nghe, nói cho cô không phải sợ Văn Dương đe dọa, y không dám nói việc mình viết thư ra ngoài. Quan trọng là lần viết thư thứ hai, đến lúc đó chỉ cần Văn Dương không nhắc đến việc viết thư, chỉ nhắc đến việc khắc trộm con dấu là cô đã không thể thoát. Chương 45, ý loạn tình mê không thể coi là chuyện ngẫu nhiên. Tiếu Dài cũng biết Hạ Tưởng quan tâm đến mình, cô nghĩ một chút rồi lắc đầu. Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và khẩn trương. Mặc dù tóc tán loạn nhưng vẻ mặt thất thần càng đẹp hơn. Đẹp đúng là đẹp dù lúc nào đều có một vẻ mê người. Cô gái quyến rũ tận xương cốt như Tiếu Dài, đẹp đến độ người ta phải si mê, đàn ông đều muốn ăn tươi nuốt sống là phản ứng bình thường. Chỉ có thể trách mỗi một cử động của cô đều đầy gợi cảm. Ngay cả Hạ Tưởng ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt cô hoảng sợ nhưng vẫn rất đẹp. Đôi mắt phượng mở to lộ ra vẻ bất lực khiến tim người ta đập mạnh. Đôi môi đỏ hơi mở lộ ra mấy chiếc răng trắng nõn lại bị ánh đèn mờ nhạt trong phòng chiếu vào. Tiếu Dài như một cô gái tuyệt vọng mong có chỗ dựa, dù là ai thấy đều phải thở dài một tiếng. Báu vật trời sinh, quá đẹp, những thứ đẹp trên đời luôn làm người ta muốn chiếm hữu. Như vậy chuyện Văn Dương em không cần lo, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho em. Em có ba việc phải làm. Một đó là về sau không được có tiếp xúc gì với Văn Dương, không gặp mặt, không gọi điện, tiền hắn nợ em thì tạm thời không cần, về sau có cơ hội sẽ khiến hắn phải trả tất cả. Hai là mau chóng làm tốt sách trong tay em, sau khi kiếm được tiền thì không được làm chuyện phạm pháp nữa, có thể chuyển sang ngành kinh doanh khác. Ba là anh giới thiệu một người cho em, về sau em có việc gì khó có thể trực tiếp đến tìm anh ta. Anh ta sẽ nghĩ biện pháp giúp em. Hạ Tưởng nói một tràng rồi lại nói với giọng không được phép phản đối. Ba điểm anh nói có nhớ không? Tiếu Dài ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Cô cảm thấy chỉ cần Hạ Tưởng ở trước mặt mình, cô liền có chỗ dựa chưa từng có. Cảm giác này xuất hiện từ khi nào? Cô không nhớ rõ, là lần trước khi trời mưa bị hắn ép uống thuốc, hay là tối đó ở bờ sông Bách Tính, hắn kiên quyết ra tay, lại không do dự cho cô vay 10.000. Tóm lại tất cả những điều này làm cô cảm thấy người đàn ông cùng tuổi với mình lại giống như lớn tuổi hơn cô nhiều, làm cô thấy yên tâm, khiến cô thấy yên ổn tận trong lòng, cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng. Tiếu Dài vốn là một cô gái mạnh mẽ, chỉ có điều đột nhiên bị Văn Dương dọa nên lo sợ nên vội vàng cầu cứu Hạ Tưởng. Nghe Hạ Tưởng phân tích và bố trí chuyện về sau, trong lòng cô liền bình tĩnh hẳn.
cô cười cười xin lỗi đứng lên sửa lại một chút quần áo trên người. Anh đã ăn tối chưa? Em đói rồi. Hạ Tưởng cũng đã an tâm vì biết cô đã hiểu ra. Đang ăn thì bị em gọi tới. Đi, chúng ta ra ngoài ăn. Không, trong nhà có đồ ăn, em nấu cho anh ăn. Tiếu Dài không chờ Hạ Tưởng đồng ý hay không mà đã đi vào phòng ngủ rồi nói. Em thay bộ đồ, anh có thể xem TV một lát. Hạ Tưởng lúc này mới có thời gian nhìn phòng mà Tiếu Dài ở, đây là một căn phòng một khách, một ngủ rộng khoảng 30 mét vuông, khá ấm áp, thích hợp một người ở. Vật dụng trong phòng khá thực tế, trong phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế và TV, ban công bên cạnh kiêm cả bếp. Trên bàn cơm đặt rau quả bình thường. Tiếu Dài thay một chiếc váy ngủ rất ngắn đến đùi đi ra, trông giống như một chiếc sơ mi, đằng trước và sau đều có ảnh nhân vật hoạt hình làm cô trông thêm vài phần đáng yêu và ngây thơ. Ngực Tiếu Dài cao vút, ít nhất coi như là tầm trung, liếc mắt một cái là thấy bên trong không mặc áo lót, hai bên núm vú hiện ra cao vút dưới áo ngủ. Tiếu Dài rất nhanh rửa rau, nấu cơm, Hạ Tưởng ngồi trên sofa mà cầm điều khiển bật loạt, hắn có cảm giác một không khí ấm áp, mờ ám từ từ tràn ngập trong phòng. Hắn thi thoảng quay đầu thì thấy Tiểu Giang đang cúi người nhặt gì đó trên mặt đất lộ rõ quần lót đỏ bên trong. Miệng Hạ Tưởng khô khốc, tim đập rất mạnh. Đùi Tiếu Dài thẳng tắp và trắng như tuyết, rất quyến rũ. Hạ Tưởng là người đàn ông bình thường thì không khỏi cảm thấy sao động. Có lòng muốn đi lại không thể chống lại ám chỉ quyến rũ rõ ràng và mạnh mẽ của Tiếu Dài, chỉ có điều trong lòng thi thoảng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Tào Thù Lê, hắn thấy tim mình đập mạnh. Không ổn. Hắn thầm mắng mình giống như đám đàn ông khác, thiếu sức chống cự trước cái đẹp. Hạ Tưởng do dự một chút rồi đột nhiên đứng lên nói. Xin lỗi, Tiếu Dài, anh có việc. Không được đi. Tiếu Dài tay cầm thìa, một tay vén tóc nói. Anh mà dám đi, em sẽ không nghe lời anh nữa. Hạ Tưởng do dự một chút, trong đôi mắt đẹp của Tiếu Dài khóc. Xin anh đừng đi có được không? Em sợ. Hạ Tưởng liền mềm lòng ngồi xuống. Anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, hắn không phải anh hùng thì sao có thể qua cửa người đẹp. Nói là ăn cơm nhưng cả hai đều ăn không ngon, thi thoảng dùng ánh mắt chạm vào nhau khiến không khí đầy mập mờ. Sau khi ăn xong Tiếu Dài bảo Hạ Tưởng đi tắm. Hạ Tưởng tắm một nửa thì một cơ thể trần truồng xông vào, mùi hương như lan, đỏ ửng ôm chầm lấy hắn. Ôm em! Giọng nói rất quyến rũ trong nháy mắt đã châm ngọn lửa trong lòng Hạ Tưởng. Có thể nói cơ thể Tiếu Dài quá quyến rũ. Trắng nõn mịn màng, cả người thậm chí tìm không ra chỗ nào thiếu sót, là cơ thể hoàn mỹ nhất mà Hạ Tưởng đã gặp. Cô nằm trên giường, ngực cao vút có thể thấy núm vú rung lên, hai mắt đầy si mê và quyến rũ, lại mạnh mẽ không chịu nhắm mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng giống như muốn thu lấy tất cả cơ thể của hắn vào mắt mình. Hạ Tưởng chống hai tay nhẹ nhàng hôn lên trên cơ thể trần truồng của Tiếu Dài, hai mắt bốc lửa tận tình thưởng thức cơ thể hoàn mỹ của cô, không chịu bỏ qua từng phân da thịt. Hai má Tiếu Dài đỏ ửng đến tận cổ, thậm chí ngay cả nửa bộ ngực cũng đỏ lên, làm lộ rõ làn da mềm mại như đứa trẻ, lại như nụ hoa mới nở, rất quyến rũ làm người ta yêu thích không rời tay. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai má, cổ, từ từ hướng lên chỗ cao nhất của ngực. Theo ngón tay Hạ Tưởng di động, làn da Tiếu Dài nổi lên những hạt nhỏ, cả người ngứa ngáy khó chịu, hai chân khép chặt. Cảm giác ham muốn làm cô bất chấp xấu hổ, mở hai tay ra ôm chầm Hạ Tưởng vào lòng. Còn chờ gì nữa, đồ nhát gan, không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Hạ Tưởng vốn đã muốn động thì sao chịu được khiêu khích như vậy, lập tức hạ người xuống tiến lên trước phá tan tấm màng ngăn cách. Tiếu Dài, a, một tiếng, cả người co lại, khẽ run lên. A, đau quá, anh chậm chút, đau, không được động. Một đêm hoan ái, một đêm ôm nhau mà ngủ. Khi mặt trời lên, tiếng chim hót vang lên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ tới giường. Là một ngày nắng đẹp. Tiếu Dài dậy nấu bữa sáng cho Hạ Tưởng. Chờ khi hắn ngồi xuống bàn liền nở nụ cười ngọt ngào và xấu hổ. Anh ác quá, không biết thương xót người ta một chút nào cả. Hạ Tưởng cười ha hả nói. Mới đầu thì lạ, sau đó là quen, từ từ sẽ tốt mà. Trong thời gian này cả phòng đầy xuân sắc. Hay là em cùng anh ra ngoài mua mấy bộ quần áo. Nghe nói huyện Bá lạnh hơn ở đây. Anh không nhiều quần áo thì phải. Không ngờ Tiếu Dài vốn mạnh mẽ thì bây giờ lại ngoan ngoãn, dịu dàng như cô vợ nhỏ như vậy. Hạ Tưởng giơ tay ôm Tiếu Dài vào lòng, hai tay xoa xoa lên chỗ cao nhất của cô, mắt si mê mà nói.
không mua quần áo, cả ngày hôm nay chúng ta không ra ngoài có được không? Tiếu Dai mới quan hệ lần đầu còn chưa quen với chuyển biến của cơ thể, hơn nữa sợ đau nên đương nhiên không chịu. Gấp gì chứ, lần đầu đã cho anh, về sau đều của anh. Để em nghỉ chút được không, đau lắm. Người đàn ông biết quan tâm thì sẽ thông cảm cho cơ thể phụ nữ, Hạ Tưởng gật đầu nói. Nhớ lời anh nói, Tiếu Dai về sau khi kinh doanh thì với sự thông minh của em, hơn nữa số vốn em đang có thì một ngày nào đó em sẽ thành tỷ phú. Dù trong tay em có bao tiền thì luôn có một nửa của anh. Em là người phụ nữ của anh, không cần anh có trách nhiệm với em, chỉ cần khi em bị người khác ăn hiếp thì anh có thể ra tay giúp người phụ nữ của anh. Anh đồng ý với em được không? Tiếu Dai rúc vào lòng Hạ Tưởng, dựa vào đùi hắn mà khóc. Anh sẽ như vậy, Tiếu Dai, anh sẽ cố hết sức bảo vệ em không để kẻ nào làm tổn thương em. Hạ Tưởng ôm chặt cô, trong lòng rất cảm động và ấm áp. Tiếu Dai tin và dựa vào hắn, chẳng qua hắn vẫn có cảm giác trong lòng cô chôn giấu bí mật nào đó khiến hắn không thể đi vào trái tim cô. Tiếu Dai lén lau nước mắt, khi đứng lên đã cười tươi như hoa. Lần trước em nói rồi, tiền kiếm được chia anh một nửa. Bây giờ coi như đã có thể xác định là kiếm được 1,6 triệu, chia anh 800 ngàn. Anh bây giờ lấy tiền hay để ở chỗ em, chờ em lãi được nhiều rồi mới lấy. Hạ Tưởng không cho rằng Tiếu Dai phải chia một nửa cho hắn, hắn cũng không bỏ ra chút công sức nào. Chẳng qua Tiếu Dai không đồng ý. Thứ nhất lúc ấy em đã bàn với anh, đã nói rõ có một nửa của anh. Sau đó khi em khắc dấu thì anh không tố cáo em, trên thực tế là đồng lõa với em. Thứ hai 10.000 tiền làm vốn của em là của anh, chia anh một nửa là đương nhiên. Thứ ba chỉ có chia anh một nửa thì em mới yên tâm, mới biết sẽ không có một ngày anh tố cáo em, bị anh vô tình vứt đi. Thứ tư em bây giờ là người phụ nữ của anh, lẽ ra tất cả phải là của anh nhưng em chỉ chia anh một nửa là vì phụ nữ cũng phải có sự kiên cường, có sự nghiệp của mình. Chương 46, tình hình đột nhiên trở nên phức tạp. Hạ Tưởng có thể hiểu suy nghĩ của Tiếu Dai, hắn cũng không cho rằng cô chủ động dâng hiến cho hắn là vì để uy hiếp hắn. Chỉ là làm thì đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng, huống hồ rất nhiều người thành công, người giàu thì ít nhiều đều có mấy thứ không thể công khai. Hắn chỉ hy vọng Tiếu Dai có thể nghe lời mình, bị hắn nắm trong tay sẽ tốt hơn để mặc cô theo đuổi con đường tội lỗi, vì kiếm tiền mà rơi vào vực sâu phạm tội. Hạ Tưởng tin có thể dẫn Tiếu Dai đi vào con đường chân chính, nhất định sẽ thành một nữ doanh nhân thành công. Buổi trưa Hạ Tưởng nhận được điện của Lý Đinh Sơn bảo hắn nhanh chóng đến công ty gặp y. Hắn đành phải bỏ qua cơ hội triền miên với Tiếu Dai. Không chịu được yêu cầu khẩn khoản của Tiếu Dai, Hạ Tưởng đành cầm 50 ngàn, số còn lại coi như đóng cổ phần rồi để Tiếu Dai tự kinh doanh, lỗ lãi hắn đều nhận. Hạ Tưởng về công ty mới phát hiện phòng ngủ của Lý Đinh Sơn ở trên lầu đã trống trơn, phòng ngủ của Cổ Hợp ở dưới lầu cũng đã dọn hết đồ. Hạ Tưởng không khỏi có chút xấu hổ, Lý Đinh Sơn chuyển nhà mà hắn không kịp đến, mất một cơ hội biểu hiện. Giám đốc Lý, sao chuyển đồ mà không báo tôi một tiếng, tôi giúp được một chút có phải hơn không? Hạ Tưởng chào Cổ Hợp, sau đó nói với Lý Đinh Sơn. Vẻ mặt Lý Đinh Sơn không quá tốt, y gật đầu với Hạ Tưởng. Không có gì, cũng không tốn công nên không gọi cậu. Hạ Tưởng, xảy ra chuyện nên chúng ta phải lập tức tới huyện bá. Ngay bây giờ, Hạ Tưởng giật mình. Có chuyện gì gấp vậy? Lý Đinh Sơn vung tay giống như đã hạ quyết tâm mà nói. Đi, trên đường tôi nói. Ba người xuống lầu, Lý Đinh Sơn đi trước, Hạ Tưởng phía sau, Cổ Hợp đi cuối cùng. Trước đây Cổ Hợp thường cố ý không đi sau Hạ Tưởng. Hôm nay thấy chi tiết này làm Hạ Tưởng biết trong lòng Cổ Hợp đã có biến hóa nhất định, biết vị trí của mình trong mắt Lý Đinh Sơn đã xếp sau Hạ Tưởng. Lý Đinh Sơn xuống lầu bắt tay Văn Dương, sau đó không nói gì mà lập tức rời khỏi công ty. Điều này cũng đại biểu từ nay về sau Lý Đinh Sơn hoàn toàn rời khỏi công ty. Cổ Hợp lái chiếc xe của Lý Đinh Sơn rời khỏi tiểu khu, một đường chạy đến cao tốc phía Bắc. Lên cao tốc, Lý Đinh Sơn mới phá vỡ không khí yên lặng mà nói. Một tuần sau sẽ có quyết định bổ nhiệm mới của Tống Chiêu Độ, điều đến làm trưởng ban công nông nghiệp tỉnh ủy. Vị trí thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy của y do Tiền Cẩm Tùng tiếp nhận. Tiền Cẩm Tùng, Hạ Tưởng ngẩn ra, không hiểu sao mà lại đột nhiên có thay đổi lớn như vậy. So với lịch sử vốn có thì nhanh hơn gần một tháng. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút và thầm nghĩ có lẽ bởi vì một cánh bướm nhỏ nhoi là hắn mang tới ảnh hưởng.
hắn thuyết phục Lý Đình Sơn làm bí thư huyện ủy, Tống Chiêu Độ cũng đến làm trưởng ban công nông tỉnh ủy trước một tháng, mà Tiền Cẩm Tùng lại đột nhiên xuất hiện là ai? Hắn không có ấn tượng về người này. Theo quyết định ban đầu thì do bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh từ thành phố Chương Trình tiếp nhận chức vụ của Tống Chiêu Độ, sau đó thị trưởng thành phố Chương Trình Hồ Tăng Chu làm bí thư thành ủy. Kết quả không biết làm sao mà Bắc Kinh đột nhiên phái đến một người Tiền Cẩm Tùng đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Thẩm Phục Minh lên chức là không thể nên nhất định tức giận, hơn nữa Hồ Tăng Chu chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tình hình rất không tốt cho chúng ta. Tình hình thay đổi nằm ngoài suy đoán của mọi người. Chẳng lẽ do người sau lưng Tống Chiêu Độ ra tay? Không giống, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói với Lý Đinh Sơn. Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng à? Nếu Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng, như vậy rõ ràng Hồ Tăng Chu là người của Tống Chiêu Độ. Trong mắt Lý Đình Sơn hiện ra một tia khen ngợi, đây là hài lòng với suy nghĩ nhạy bén của Hạ Tưởng. Đúng thế, lẽ ra Chiêu Độ nhân cơ hội bố trí tôi làm bí thư huyện ủy. Tuy y đã mất chức thường vụ tỉnh ủy nhưng một chức bí thư huyện ủy, hơn nữa còn nhân cơ hội khiến Hồ Tăng Chu lên làm bí thư thành ủy thì coi như là bồi thường. Nhưng Tiền Cẩm Tùng đột nhiên được bổ nhiệm thì khá quỷ dị. Trước không đề cập tới vấn đề trên tỉnh, chỉ riêng chúng ta đến huyện bá thì cũng sẽ bị Thẩm Phục Minh chèn ép mà sống khó khăn. Hồ Tăng Chu là thị trưởng, hẳn là có mong muốn có thể tiến thêm. Nếu như bởi vì Thẩm Phục Minh rời đi mà y có thể tiến thêm một bước thì sẽ rất cảm kích trưởng ban thư ký Tống. Nhưng bây giờ y không có hy vọng lên chức mà trưởng ban thư ký Tống lại không còn là thường vụ tỉnh ủy, y có còn toàn lực ủng hộ chúng ta hay không cũng không rõ. Giám đốc Lý có phải là lo lắng nếu chẳng may bị cả hai người Thẩm Phục Minh và Hồ Tăng Chu gạt bỏ, như vậy ở huyện bá sẽ là nửa bước khó đi. Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhanh và biết lo lắng trong lòng Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn đúng là phải mở miệng khen tư duy nhạy bén của Hạ Tưởng, phản ứng nhanh như vậy, nhìn vấn đề chuẩn như vậy đây chính là người sinh trong chốn quan trường. Y mở to mắt nhìn Hạ Tưởng ngồi trên ghế trên mà hỏi. Cậu nghĩ sao về việc này? Tôi sao có biện pháp, giám đốc Lý bây giờ chỉ có thể ngồi im xem biến hóa. Chẳng qua tôi tin với năng lực quan hệ nhiều năm của giám đốc Lý với cán bộ tỉnh, thành phố thì dù không có Hồ Tăng Chu ủng hộ, nhất định cũng có thể phát huy ưu thế của mình, mượn sức, dựa thế mà lên, rất nhanh mở ra cục diện. Hạ Tưởng đây là miễn phí nịnh bợ, đồng thời nâng trí tuệ của Lý Đinh Sơn, không cho đối phương nghi ngờ mình thông minh quá đáng. Bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện sự cao minh của lãnh đạo. Thân là cấp dưới thì phải có giải thích của mình, lại phải lặng lẽ giao quyền quyết định cho lãnh đạo mới là sáng suốt. Lý Đinh Sơn cười mắng. Với tôi mà cũng dở thủ đoạn sao? Đừng có nịnh, chẳng qua cậu nói mượn lực, dựa thế mà lên rất có lý. Tôi vội vàng đến thành phố Chương Trình trước một ngày chính là muốn âm thầm gặp Hồ Tăng Chu. Trên tỉnh không phái người đưa giám đốc Lý đến đó sao? Tôi từ chối, chủ động đề nghị tự mình đến thành phố Chương Trình báo danh. Tỉnh đã đồng ý. Một bí thư huyện ủy thì bọn họ cũng đâu có coi vào mắt. Huống chi Chiêu Độ lập tức đi, người đi trà lạnh mà. Ô tô này không thể trực tiếp đến huyện bá chứ. Thân là thư ký nên Hạ Tưởng phải thay Lý Đinh Sơn nghĩ hết tất cả các chỗ sơ hở. Lý Đinh Sơn cười nói. Tôi đã đánh cuộc với Cổ Hợp là cậu nhất định sẽ nghĩ đến vấn đề ô tô, Cổ Hợp không phục nói sao cậu nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Cổ, sao, phục chưa? Cổ Hợp vì lái xe nên không dám quay đầu lại, y gật đầu nói. Đúng là ánh mắt của giám đốc Lý nhìn xa, Hạ Tưởng cậu cũng lợi hại, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến. Tôi nếu chuyện gì cũng cần giám đốc Lý nhắc thì sao có tư cách làm thư ký của giám đốc Lý? Không bí thư Lý. Thực ra bây giờ Lý Đinh Sơn đã là bí thư huyện ủy, tuy chưa chính thức nhận chức nhưng đã được bổ nhiệm. Vì thế Hạ Tưởng đổi cách xưng hô. Ô tô tôi đã đăng ký dưới tên của Cổ Hợp và đưa đến huyện bá coi như xe cá nhân. Có một số việc dùng xe công không tiện, dễ bị người chú ý. Lý Đinh Sơn nghĩ cũng xa, chẳng qua y đột nhiên dừng lại mà nói. Theo quy định cán bộ cấp huyện sẽ không có tư cách có thư ký. Sau khi đến huyện bá thì trước hết đưa cậu đến phòng thư ký của huyện ủy, bình thường có thể đi theo tôi là được. Xe chạy một lúc thì trời bắt đầu đen dần. Tuy cảnh bên ngoài đã trở nên mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được đồng rộng mênh mông, núi non xa xa giống như một con thú đang nằm đó rình mồi. Trời tối nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể cảm nhận được mình ở trong một nơi hoang vu, trống trải. Mặc dù còn cách cửa xe nhưng cũng có thể ngửi được không khí tươi mới ở vùng quê.
hắn biết thành phố Trương Trình cũng như bóng đêm trước mặt, tương lai không rõ, làm người ta không thấy rõ phương hướng. Lý Ninh Sơn ngồi ghế sau đã nhắm mắt, chắc ngủ. Nhưng Hạ Tưởng không hề buồn ngủ, hắn đang suy nghĩ rất nhanh ba điểm là ở Bắc Kinh, thành phố Yến và thành phố Trương Trình, hắn đang cố gắng tìm điểm cân bằng. Chương 47, rối loạn lịch trình của thành phố Trình. Thành phố Trương Trình ở tận cùng phía Bắc tỉnh Yến, là thành phố cũ, giao thông không phát triển, kinh tế không phát triển, hơn nữa còn ở vị trí địa lý sát góc nên mùa đông dài, sản xuất nông nghiệp không nhiều, kinh tế luôn đứng cuối của tỉnh. Hồ Tăng Chu từ khi làm thị trưởng đến nay thì vẫn luôn chú tâm vào công việc, tranh thủ khi nhận chức thay đổi được gì đó. Chẳng qua rất nhiều chuyện không phải chỉ có quyết tâm và nghị lực là có thể làm được. Những năm tháng cách mạng thì câu người sẽ thắng trời chỉ là khẩu hiệu. Ở một thành phố không có cơ sở công nghiệp, sản xuất nông nghiệp lại không phát triển, duy nhất thứ có thể lấy ra là thảo nguyên và đồng cỏ thiên nhiên phía Bắc. Thành phố Trương Trình tốt nhất là phát triển du lịch. Nhưng đáng tiếc thành phố Trương Trình không thông đường với bốn phương, ngoài một con đường cao tốc thông với Bắc Kinh thì các con đường quốc lộ bình thường đều bị xe vận chuyển than đá chiếm lấy, kẹt xe vài tiếng là bình thường, thậm chí có lần tắc xe 3, 5 ngày, đoàn xe kéo dài vài trăm cây em cũng là bình thường. Đường sắt cũng rất lạc hậu, mỗi ngày lên Bắc Kinh chỉ có một chuyến tàu, hơn nữa rất chậm. Cách Bắc Kinh có 200 km mà phải ngồi tàu đến 4, 5 tiếng. Mặc dù cũng có cao tốc nhưng bởi vì phải vòng qua núi, nhiều đoạn dễ khiến tốc độ tàu không thể quá nhanh. Ở vùng đồng bằng tốc độ cao nhất là 120 km, vậy mà chỉ có 200 km ngắn ngủi mà có đến hơn 100 km hạn chế tốc độ không quá 70 km/h. Ở nơi khác đi chỉ mất 2 tiếng, ở đây ít nhất mất 4 tiếng. Không có đường thông thoáng thì ý chí đến đâu cũng là không tưởng. Ít nhiều lý tưởng đều bị sự thật bất đắc dĩ đả kích đến không còn. Cho nên Hồ Tăng Chu nhận chức thị trưởng thành phố Trương Trình 3 năm qua đến nay càng lúc càng không vui, càng lúc càng muốn rời khỏi đây. Cho dù không thể đi thì đầu tiên lên làm bí thư thành ủy, sau đó kiên trì vài năm là sẽ tiến thêm một bước, hoàn toàn rời khỏi thành phố Trương Trình không có thành tích này. Hồ Tăng Chu đang rất hy vọng, chỉ chờ Thẩm Phục Minh lên làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì y sẽ thuận lợi tiếp nhận chức bí thư. Cũng coi như báo đáp bao tâm huyết và vất vả của y mấy năm qua tại thành phố Trương Trình. Chỉ có điều không ngờ là khi y và Thẩm Phục Minh cố gắng để thay Tống Chiêu Độ nắm được chức bí thư huyện ủy huyện bá, cũng được Tống Chiêu Độ khen, vui sướng trong lòng chưa biến mất thì nghe thấy một tin động trời. Bắc Kinh điều một trưởng ban thư ký tỉnh ủy tới. Vị trí của Thẩm Phục Minh bị người thay thế, lại không có tin y sẽ đến nơi khác nhận chức. Nếu Thẩm Phục Minh không động vậy Hồ Tăng Chu làm bí thư cũng bay biến. Hồ Tăng Chu rất tức giận, vất vả mấy năm, nếu không chờ tiếp nhận chức bí thư thành ủy thì y tội gì phải ở lại thành phố Trương Trình nghèo khó này. Sự căm tức của Hồ Tăng Chu đã được thể hiện rõ ràng, số lần mắng nhân viên bên cạnh tăng lên, thậm chí ngay cả trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố cũng vì một chuyện nhỏ mà bị Hồ Tăng Chu mắng cho tối tăm mặt mũi. Cũng may có một số người ở cấp bậc nhất định biết nguyên nhân thị trưởng Hồ tức giận nên không ai trách y. Mà người không có tư cách biết nguyên nhân y tức thì cũng không dám có suy nghĩ không hài lòng với y. Hồ Tăng Chu còn cố khống chế cơn tức giận, Thẩm Phục Minh phát tiết không khác gì cơn sấm sét. Chỉ cần ai đến báo cáo công việc với y, chỉ cần y thấy có chút sai lầm liền lập tức đuổi ra ngoài, về nhận ra sai lầm hãy quay lại. Có một phó bí thư quận ủy lưu mù mắt, ỷ mình có chút quan hệ với Thẩm Phục Minh trước đây, từng uống rượu vài lần. Từng tặng quà vài lần nên khi tìm Thẩm Phục Minh báo cáo công việc thì bị đối phương mắng vài câu. Y cảm thấy rất khó hiểu, trong lúc nhất thời không thể hiểu xảy ra chuyện gì nên mở miệng nói. Không đúng, bí thư Thẩm, tài liệu này tôi đã dựa theo chỉ thị của ngài mà sửa, sao lại nói số liệu không hợp lý? Thẩm Phục Minh vốn đang bực tức, bị y nói như vậy thì tức giận mà cười. Nói như vậy tức là tôi không nhớ rõ mình nói gì sao? Hoặc là nói chỉ thị tinh thần của tôi và phương châm chính sách của đảng có xung đột. Phó Bí Thư Lưu nghe thấy thế liền biết hỏng rồi, sao mình ngu như vậy, sao có thể trực tiếp nói lãnh đạo không đúng. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo không đúng là do cấp dưới sai, xảy ra chuyện gì thì sai lầm đều là do cấp dưới chấp hành không đúng, công tác không nghiêm túc, sao có thể là do chỉ thị tinh thần của lãnh đạo sai. Y đổ mồ hôi rồi vội vàng kiểm điểm. Xin lỗi Bí Thư Thẩm. Là tôi sai lầm trong công tác, tôi không nhớ kỹ chỉ thị của lãnh đạo, là tôi làm việc không cẩn thận, thái độ không nghiêm túc, chấp hành chưa đúng mực.
anh nếu đã biết sai mà còn dám chống chế, còn định trốn tránh trách nhiệm. Phó Bí Thư Lưu, nguyên tắc đảng của anh để đâu? Hành vi thường ngày và phẩm hạnh của anh có vấn đề gì? Công tác xây dựng đảng ở quận Hà Đông các anh là do anh lãnh đạo, công tác tuyên truyền và khảo sát cán bộ đều hoàn thành mục tiêu sao? Thực hiện và đẩy mạnh cụ thể như thế nào, phải nói rõ chi tiết, không phải là lời tuyên bố hời hợt như anh nói. Thẩm Phục Minh đập bàn đứng dậy, ném tập tài liệu đến trước mặt Phó Bí Thư Lưu. Tự kiểm điểm đi, nếu còn làm không ổn thì tôi sẽ đề nghị với hội nghị thường ủy điều chỉnh công tác của anh. Nghe Thẩm Phục Minh trực tiếp gọi chức vụ của mình, Phó Bí Thư Lưu càng thấy không ổn. Bí thư Thẩm luôn thân thiện gọi y là Tiểu Lưu, hoặc những nơi nghiêm túc thì gọi là Bí Thư Lưu. Lần này gọi y là Phó Bí Thư Lưu, đương nhiên Bí Thư Thẩm không hài lòng với y đến cùng cực, đến cuối cùng nghe thấy sẽ điều chỉnh công tác làm tên này thiếu chút nữa không thể đứng trên mặt đất. Bí Thư Thẩm nói 102 ở thành phố, y nói điều chỉnh công tác thì chỉ sợ khiến mình tới hội nghị hiệp thương chính trị, hội đồng nhân dân mà dưỡng già. Bí Thư Thẩm, tôi sai rồi. Dưới sức ép của Thẩm Phục Minh, Phó Bí Thư Lưu nói chuyện cũng lắp bắp, chỉ có thể không ngừng cúi đầu khom lưng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc. Đi ra. Thẩm Phục Minh không thèm nhìn y, lớn tiếng nói. Hai lãnh đạo cao nhất bên đảng và chính quyền đều tức giận, mọi người đều rất cẩn thận, sợ mình đụng vào nòng súng, bị bắn sẽ rất khổ, không ai muốn chuốc khổ vào mình. May là cả Bí Thư Thành ủy và thị trưởng tức giận một ngày liền không ai khôi phục bình thường. Chẳng qua không ai dám coi thường, cũng không ai biết sau cơn bình tĩnh này có cơn gió bão nào nữa. Tống Chiêu Độ không có một chút ý kiến nào, Hồ Tăng Chu cũng hiểu rõ hắn làm như vậy là không rộng lượng. Mặc dù hắn cố nén giận, cũng nén giận không đến chỗ Tống Chiêu Độ. Dù sao đối phương cũng không giữ được mình mà, nhưng Hồ Tăng Chu cũng mơ hồ đoán và cho rằng Tống Chiêu Độ không thể nghe thấy tin tức Tiền Cẩm Tùng sẽ được điều tới tỉnh Yến. Đối phương im miệng không nói chính là vì hoàn thành hứa hẹn của y, khiến Lý Đinh Sơn có thể thuận lợi đến làm bí thư huyện ủy huyện bá. Chẳng qua đến khi y rất buồn bực phát tiết cơn tức giận thì lại nghe nói Thẩm Phục Minh cũng không kiềm chế được, trong lòng cũng ít nhiều cân bằng. So sánh giữa việc hắn không thể tiếp nhận chức bí thư thành ủy, Thẩm Phục Minh không được làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy có đả kích và mất mát lớn hơn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xanh mét, đang gầm rú như con sư tử của Thẩm Phục Minh. Hắn liền cười cười một tiếng. Trên thế giới biện pháp tốt nhất để hóa giải cơn đau là thấy được đối thủ của mình còn bị thương nặng hơn mình, mất nhiều lợi ích hơn mình. Nhớ đến mấy năm nay bị Thẩm Phục Minh chèn ép đến độ không thể ngẩng đầu, Hồ Tăng Chu đúng là bớt buồn bực vì không lên làm bí thư thành ủy nhiều, cùng lúc đó hắn lại thấy vui khi Thẩm Phục Minh gặp họa. Chậc chậc, chức thường vụ tỉnh ủy không đến tay, cơ hội tốt như vậy, bước tiến quan trọng như vậy mà cứ thế mất đi. Thẩm Phục Minh ơi Thẩm Phục Minh, mày còn có thể đắc ý bao lâu? Mày chấp nhận làm vua ở thành phố Trương Trình sao? Xem nào, mày năm nay đã 55 tuổi, xem ra mày muốn trước khi về hưu được đãi ngộ cấp tỉnh không thành hiện thực rồi. Hồ Tăng Chu theo bản năng sờ sờ tóc vẫn còn rất đen của mình. Nghĩ năm nay mình mới 50 tuổi, có ưu thế còn trẻ hơn Thẩm Phục Minh, trong lòng lại cảm thấy tự tin và vui sướng. Chương 48, phải nhìn xa. Rốt cuộc có nên làm khó Lý Đinh Sơn không? Hồ Tăng Chu nhận được điện của Lý Đinh Sơn đã một tiếng mà còn chưa có quyết định. Chẳng qua hắn có thể lên làm thị trưởng thành phố Chương Trình cũng là vì Tống Chiêu Độ coi trọng hắn, đã nói giúp hắn không ít. Nhưng quan hệ giữa hắn và Tống Chiêu Độ lại không quá thân mật. Bởi vì sau này có mấy lần hắn tỏ vẻ trung thành với Tống Chiêu Độ mà lại bị đối phương khéo léo từ chối làm hắn rất buồn bực một thời gian. Bây giờ Tống Chiêu Độ thất thế, hắn cũng có ý báo ơn. Sau mấy lần đấu với Thẩm Phục Minh, hơn nữa còn có mấy nơi hắn nhường bước mới khiến cho hắn có được vị trí bí thư huyện ủy huyện bá, coi như là báo ơn chi ngộ. Nhưng bây giờ còn chưa đến mức phải quan hệ gần với Lý Đinh Sơn, nếu không người trên tỉnh lầm mình vẫn đứng chung với Tống Chiêu Độ thì sao? Tống Chiêu Độ hình như mới 43 tuổi. Hồ Tăng Chu đột nhiên giật mình, lại đột nhiên nghĩ tới Thẩm Phục Minh vốn là người của Cao Thành Tùng, lúc đó chẳng phải không thể lên làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy mà bị người từ Bắc Kinh thay sao? Xem ra Tống Chiêu Độ thất thế chỉ là tạm thời, y còn trẻ hơn mình 7 tuổi. 7 năm nếu thuận lợi thì đến năm 50 tuổi nói không chừng Tống Chiêu Độ sẽ thành quan to nhất tỉnh. Làm người phải nhìn xa một chút, cho dù trên tỉnh coi mình là người của Tống Chiêu Độ thì sao chứ?
Sự việc Tiền Cẩm Tùng không phải nói rõ Cao Thành Tùng không thể một tay khống chế Tỉnh Yến sao? Bắc Kinh đột nhiên điều Tiền Cẩm Tùng tới, nhìn như là Bắc Kinh cố ý phái người tới cân bằng cục diện Tỉnh Yến, ai dám nói trong Tỉnh Yến không có người đang nhất trí với Bắc Kinh, cố ý lấy lui làm tiến. Nghĩ đến đây, Hồ Tăng Chu gần như cười cười thành tiếng, không ngờ trí tuệ chính trị của mình sau biến cố này liền có thể dễ dàng phát hiện dấu vết trong cục diện phức tạp. Tiến bộ rất lớn. Y liền lớn tiếng gọi đầy Oai Phong ra ngoài. Tiểu Ngưu vào đây. Ngưu Hân Lượng là thư ký của Hồ Tăng Chu, năm nay 31 tuổi, dáng người không cao nhưng trông khá nhanh nhẹn. Y gõ cửa đi vào rồi cung kính nói. Thị trưởng Hồ có chuyện gì? Gọi điện cho Lý Đinh Sơn, chờ sau khi anh ta đến thành phố chương trình thì trực tiếp đến An Định Uyển ở Tử Khí Các. Hơn 1 giờ chiều, xe từ thành phố Yến lên cao tốc, 3 giờ chiều thì đến Bắc Kinh. Sau đó một đường chạy liên tục hơn 3 tiếng mới đến thành phố chương trình. Xe tiến vào thành phố chương trình thì đã là lúc lên đèn. Đưa mắt nhìn thì thấy ô tô rất ít, còn kém cả thị trấn đời sau. Trên đường đầy người đi xe đạp. Cho dù bây giờ số ô tô ở thành phố Yến không nhiều, so sánh với thời đại bùng nổ ô tô 10 năm sau, lúc nào các con phố cũng tắc vào lúc tan tầm, thì vấn đề giao thông của thành phố chương trình đúng là quá tốt so với dự đoán của mọi người. Sau khi xuống cao tốc thì rất nhanh đã đến Tử Khí Các. Theo Hạ Tưởng tính thì nếu 1/10 xe đạp của người đi đường biến thành ô tô thì tốc độ của bọn họ ít nhất chậm đi một nửa. Mỗi người đều muốn mua ô tô để đi lại không thể tưởng tượng được ô tô lại là thứ hạn chế vấn đề giao thông nhất. Thường là lái xe về nhà còn không nhanh bằng đi xe đạp. Chậm thời gian không nói, còn tốn tiền, ô nhiễm không khí. Có đôi khi xã hội phát triển và tiến bộ là con dao hai lưỡi. Tử Khí Các ở bên ngoại ô thành phố chương trình, bởi vì khá hẻo lánh và yên tĩnh nên cũng tương đương như trang viện. Từ ngoài nhìn giống như nhà dân, cửa đóng chặt không thấy bố trí bên trong, không nghe thấy tiếng ở bên trong. Xe Lý Đinh Sơn có biển bên ngoài nên bị người ngăn lại. Hạ Tưởng vội vàng xuống xe nói là khách của thị trưởng Hồ, khi đó đối phương mới nở nụ cười và mở cửa. Bên trong có màu tím là chủ đạo, đây là một viện rộng hơn 10 mẫu. Thiết kế giả cổ, có các cửa bên. Chủ yếu ở đây là màu tím nên bảo sao không gọi là Tử Khí Các, đây có nghĩa là Tử Khí Đông Lai vì nó ở hướng đông. Đỗ xe, Cổ Hợp còn muốn đi theo, Lý Đinh Sơn suy nghĩ một chút rồi dừng lại nói. Cậu tìm nhân viên phục vụ bố trí một nơi yên tĩnh, tự ăn gì đi. Cổ Hợp ngẩn ra sau đó nhìn Hạ Tưởng, gật đầu rồi rời đi. Hạ Tưởng không nói gì, Cổ Hợp cũng phải từ từ quen với thay đổi này. Hắn thân là thư ký thì có thể xuất hiện ở một số cuộc, Cổ Hợp là lái xe thì không thể ngồi cùng bàn với thị trưởng, đây là không hợp quy củ. Hạ Tưởng do dự một chút rồi nói. Bí thư Lý, tôi vào có thích hợp không? Lý Đinh Sơn đi tới trước, sau khi nhận được điện của Ngưu Hân Lượng thư ký của Hồ Tăng Chu, tâm trạng y tốt hơn nhiều. Hồ Tăng Chu đồng ý gặp y, đây là tỏ vẻ tán thành, lộ thái độ khiến Lý Đinh Sơn khá yên tâm. Không sao. Thị trưởng Hồ nhất định mang theo thư ký. Qua điện thoại tôi đã nghe ra ý của thư ký Ngưu là sẽ đi cùng thị trưởng Hồ tới. An Định Uyển ở phía đông của khu này, Lý Đinh Sơn ngồi xuống rồi gọi cho Ngưu Hân Lượng báo bọn họ đã tới. Hai người ngồi xuống, rửa mặt, uống nước giải lao. Trong phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, cổ kính, trên tường treo tranh của người nổi tiếng. Tuy rằng là đồ giả nhưng nó cũng có thể thấy vài phần bản lĩnh. Lại nghĩ ở đây vừa xa vừa yên tĩnh, Hạ Tưởng thầm nghĩ đây dù không phải tài sản của Hồ Tăng Chu thì cũng có quan hệ mật thiết. Chỉ sợ dù là thiết kế chung của Tử Khí Các hay là phòng này đều thể hiện phong cách của Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng cười thầm trong lòng, thị trưởng Hồ này đúng là người học đòi làm sang. Nửa tiếng sau Hồ Tăng Chu và Ngưu Hân Lượng đúng giờ mà tới. Mặc dù Hồ Tăng Chu cố ý không để Ngưu Hân Lượng gọi điện trước, cố gắng thể hiện hài hòa. Chẳng qua Hạ Tưởng lại rất chu đáo, vẫn cẩn thận nghe tiếng ở bên ngoài. Nghe thấy cửa mở, hắn liền nhắc Lý Đinh Sơn, hai người vội vàng đứng trước cửa, đứng ở bậc thang đón thị trưởng Hồ. Hồ Tăng Chu cũng không ra vẻ gì, xe dừng lại liền đi xuống. Người chưa tới thì tiếng cười đã vang tới, y giơ tay phải ra, nói chuyện rất lớn và nhiệt tình. Bí thư Lý vất vả rồi, sao, thấy thời tiết thành phố chương trình có mát mẻ không? Thành phố chương trình có điểm này là tốt, khí hậu mùa hè rất thích hợp, mát hơn nhiều so với thành phố Yến. Lý Đinh Sơn vội vàng bắt tay Hồ Tăng Chu mà nói. Làm phiền thị trưởng Hồ,
chúng tôi mạo muội mà đến, không biết có làm lỡ việc của thị trưởng Hồ không? Hồ Tăng Chu xua tay nói. Đã sớm đợi người tài giỏi là anh tới. Phóng viên lẫy lừng của tòa soạn cấp quốc gia, phóng viên đại diện ở tỉnh Yến, tôi đã nghe tên từ lâu. Nghe trưởng ban thư ký Tống nói anh muốn đến huyện bá, tôi liền giơ hai tay đồng ý. Lý Ninh Sơn trên đường vẫn lo Hồ Tăng Chu lạnh nhạt với mình, không ngờ đối phương vừa gặp đã nhiệt tình như gặp bạn cũ nên có chút giật mình. Chẳng qua y cũng không phải ngây ngô như kẻ mới vào quan trường, sao có thể bị mê hoặc và không phân biệt rõ đối phương thật tâm hay không. Y liền nói vài câu khiêm tốn, khách sáo. Hai người giới thiệu Hạ Tưởng và Ngưu Hân Lượng một chút. Bốn người do Hồ Tăng Chu đi đầu, Hạ Tưởng đi cuối vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Hồ Tăng Chu cũng không hỏi mà chủ động gọi đồ ăn, nói là phải hết lòng chủ, phải để Lý Đinh Sơn nếm đặc sản của thành phố chương trình. Hồ Tăng Chu bố trí như vậy vừa thể hiện mình mạnh, vừa tỏ vẻ hài hòa và thân thiết. Lý Đinh Sơn không có ý kiến gì, gật đầu hùa theo. Sau khi nói chuyện vài câu, đồ ăn được mang lên, Lý Đinh Sơn giơ chén nói. Mượn hoa hiến Phật, tôi mời thị trưởng Hồ một chén. Tôi uống trước, thị trưởng Hồ thì tùy ý. Hồ Tăng Chu cũng uống hết chén. Hạ Tưởng giơ tay định rót rượu thì bị Ngưu Hân Lượng ngăn lại. Ngưu Hân Lượng dùng tay nhẹ nhàng ngăn chai rượu mà Hạ Tưởng cầm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt và nói với giọng bề trên. Để tôi, anh cứ ngồi. Thái độ này của Ngưu Hân Lượng làm cho Hạ Tưởng hơi động tâm. Chương 49, Công phu thư pháp. Chẳng lẽ Ngưu Hân Lượng có ý kiến với mình? Hạ Tưởng nghĩ không rõ. Hắn không cho rằng mình có mâu thuẫn gì với đối phương, hơn nữa đây là lần đầu gặp mà. Sau đó hắn nghĩ ra cũng thấy bình thường, mỗi người có thói quen của mình. Có lẽ thị trưởng Hồ không thích uống rượu người khác rót. Hắn ngồi lại chỗ và gật đầu. Hắn nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt Ngưu Hân Lượng với mình. Điều này hắn cũng có thể hiểu, thư ký của thị trưởng ít nhất cũng là cán bộ cấp phòng. Bí thư huyện ủy không có tư cách có thư ký, cho dù có thì có khi chưa có cấp bậc, tự nhiên không thể so sánh với thư ký của thị trưởng thành phố rồi. Hồ Tăng Chu ra vẻ không phát hiện chuyện vừa nãy, tiếp tục nói chuyện không quan trọng với Lý Đinh Sơn, ví dụ như nói thành phố Yến phát triển ra sao, Lý Đinh Sơn ở tòa soạn có bài nào ảnh hưởng lớn không? Đường cao tốc từ Bắc Kinh tới đây có dễ đi không? Lý Đinh Sơn mặc dù không nhìn được nhưng không tiện lộ ra, đành phải trả lời đối phó, cũng không biết Hồ Tăng Chu nói mấy chuyện này làm cái gì. Hạ Tưởng cũng biết một chút về lý lịch của Hồ Tăng Chu, biết y là người tỉnh tề bên cạnh, sau đó đại học ở tỉnh Yến, vào chính trị, đi đến ngày hôm nay có thể nói chưa rời khỏi tỉnh Yến, coi như nửa người tỉnh Yến. Cho nên nghe y cứ cố tình nhắc đến thành phố Yến và tòa soạn. Lại nghĩ đến bố trí và thiết kế của Tử Khí Các, Hạ Tưởng liền mơ hồ hiểu ra một chút. Hạ Tưởng nhân cơ hội đứng lên rót nước mà ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, đây là chữ viết bằng bút lông loại chữ thể, ngòi bút cứng cáp cũng có vài phần công lực, viết chính là một bài trong tập thơ của Lục Tự Đào Uyên Minh, bên dưới không ký tên. Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy. Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù chướng nhi độc bi. Đi về, sao chẳng về đi? Ruộng hoang vườn rậm, còn chi không về. Đem tâm để hình hài sai khiến. Còn ngậm ngùi than vãn với ai? Hắn một tay cầm phích, một tay cầm ấm trà xuất thần đứng trước bức chữ viết, một lúc lâu không rời đi. Lý Đinh Sơn trách hắn. Tiểu hạ sao thế, mau rót nước cho thị trưởng Hồ, đừng ngẩn ra đó. Ngưu Hân Lượng từ lúc gặp đã không thích Hạ Tưởng, bởi vì y nhìn ra Lý Đinh Sơn rất coi trọng Hạ Tưởng, tin tưởng hơn xa Hồ Tăng Chu đối với y. Hơn nữa Hạ Tưởng còn quá trẻ, mới hơn 20 đã làm thư ký cho bí thư huyện ủy. Làm lái xe cũng ngại trẻ nữa là, thư ký là công tác gì chứ, là cẩn thận, chu đáo, kiên nhẫn, tổng hợp một loạt năng lực. Là ống truyền thanh của lãnh đạo, là người phát ngôn của lãnh đạo, hắn còn trẻ như vậy thì hiểu được cái gì gọi là tiểu tiết khi gặp mặt. Ít nhất phải học 3, 5 năm mới có thể luyện được ánh mắt hiểu ý lãnh đạo. Ngưu Hân Lượng 26 tuổi mới được bí thư huyện ủy Hồ Tăng Chu chọn từ phòng thư ký lên làm thư ký. Lúc ấy y ở phòng thư ký 3 năm, không có lãnh đạo nào coi trọng cho nên y rất cảm kích ơn của Hồ Tăng Chu. Sau đó Hồ Tăng Chu lên làm phó thị trưởng, y vẫn luôn đi theo Hồ Tăng Chu, cấp bậc cũng từ phóng phòng lên làm trưởng phòng. Chỉ có một điều làm y rất lo lắng đó là thị trưởng Hồ mặc dù đối tốt với y, chẳng qua vẫn không coi y là tâm phúc, luôn có một cảm giác xa cách. Tuy y còn kiêm chức trưởng phòng tổng hợp văn phòng ủy ban,
chẳng qua y vẫn một lòng muốn lên làm phó chánh văn phòng ủy ban. Nếu có thể lên làm phó chánh văn phòng, cũng coi như không phí công theo Hồ Tăng Chu. Chẳng qua làm y thất vọng là sau khi lên làm trưởng phòng, Hồ Tăng Chu như quên yêu cầu tiến lên của y, đưa y đến vị trí trưởng phòng đã 3 năm mà không có động tĩnh lên nửa chức nào cả. Hôm nay thấy thư ký của bí thư huyện ủy kia còn rất trẻ, lại được bí thư rất tin tưởng, lại nghĩ tới tiền đồ ảm đạm của mình, Ngưu Hân Lượng liền thấy ghen ghét Hạ Tưởng. Có lẽ y không muốn thừa nhận là mình ghen tị Hạ Tưởng còn trẻ như vậy mà lại được Lý Đinh Sơn coi trọng. Cho dù bây giờ Hạ Tưởng không có cấp bậc nhưng để bạt cán bộ cấp phòng thì bí thư huyện ủy có thể trực tiếp quyết định. Lòng người luôn khó hiểu như vậy, bởi vì Ngưu Hân Lượng cảm thấy Hạ Tưởng làm thư ký của bí thư huyện ủy khi trẻ hơn mình nhiều, tâm trạng liền không cân bằng. Khi Hạ Tưởng đứng ngẩn ra đó xem bức tranh, quên nhiệm vụ của một thư ký, chỉ lo thưởng thức thì y không nhịn được cười cười một tiếng, đứng lên lấy phích từ tay Hạ Tưởng, rót thêm nước cho Hồ Tăng Chu và Lý Đinh Sơn, còn ra vẻ người từng trải nói. Tiểu Hạ còn trẻ, thị trưởng Hồ và bí thư Lý không nên trách cậu ta. Mọi người đều có thời kỳ trẻ tuổi, tuổi trẻ cần thời gian trưởng thành. Tôi năm đó khi mới làm thư ký cho thị trưởng Hồ cũng phạm không ít sai lầm. Cũng may thị trưởng Hồ rộng lượng cho tôi cơ hội sửa lại mới làm tôi có được trưởng thành như hôm nay. Ngưu Hân Lượng lặng lẽ đưa Hồ Tăng Chu lên cao, lại có vẻ như có ý tốt nói giúp Hạ Tưởng, lại ám chỉ y theo Hồ Tăng Chu đã lâu. Về phần Hồ Tăng Chu và Lý Đinh Sơn hiểu như thế nào, y đương nhiên hy vọng làm Hồ Tăng Chu nhớ công lao của mình. Hồ Tăng Chu cười cười không nói gì, Lý Đinh Sơn lộ vẻ tức giận định mắng Hạ Tưởng vài câu. Không ngờ Hạ Tưởng lại nhận sai trước. Xin lỗi bí thư Lý, tôi thất thần một chút. Xin lỗi thị trưởng Hồ, đã làm ngài cười chê. Chủ yếu là mấy chữ này viết quá nhập thần, thể hiện rõ nét chữ Liễu, tuy rằng không ký tên chẳng qua lại giống ngòi bút của chuyên gia thư pháp. Hồ Tăng Chu hứng thú nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ cũng biết thư pháp, nói xem ưu điểm và chỗ chưa đủ của mấy chữ này. Hạ Tưởng cười cười xấu hổ nói. Tôi không dám khoe khoang trước mặt thị trưởng, hơn nữa tôi chỉ thích thư pháp, chỉ biết sơ sài nên sao dám nói lung tung trước mặt lãnh đạo. Lý Đinh Sơn có chút khó hiểu nhìn Hạ Tưởng, định nói gì lại thôi. Y biết Hạ Tưởng không phải người gây phiền phức, có lẽ có mục đích. Hồ Tăng Chu cười cười và rộng lượng nói. Bí thư Lý, chúng ta đều đã qua thời kỳ trẻ tuổi, cũng biết tuổi trẻ sẽ kích động. Đúng vì kích động nên mới chân thật, cho nên phải cho phép đồng chí trẻ tuổi phạm một chút sai lầm, phải khoan dung, phải trân trọng bọn họ mà. Nhất là Tiểu Hạ vừa nãy chỉ là ngẩn ra một chút, đây không phải sai lầm, có ai không cho phép cấp dưới không được thất thần trước mặt lãnh đạo. Nếu là như vậy thì khi chúng ta đi họp, đồng chí bên dưới ngủ gật thì chẳng lẽ chúng ta lại đuổi họ đi sao? Phải cho đồng chí Tiểu Hạ nói thật, có đúng không? Hồ Tăng Chu nói vừa có lý, vừa như tùy ý làm Lý Đinh Sơn không biết nói gì. Y đành gật đầu với Hạ Tưởng. Nhiệm vụ hôm nay chính là gặp mặt thị trưởng Hồ, làm quen một chút, xin thị trưởng Hồ về sau ủng hộ tôi nhiều hơn trong công việc. Chẳng qua nếu đã ngồi xuống nói chuyện thì nói các chuyện bên ngoài cũng không sao. Lý Đinh Sơn có ý muốn nói cho Hồ Tăng Chu biết mình hy vọng nghe thấy đối phương tỏ thái độ, ủng hộ công tác của mình. Hồ Tăng Chu lại như không nghe ra mà nói với Hạ Tưởng. Nào, hôm nay không nói chuyện công việc, chỉ nói thư pháp. Cậu nói nghe chút. Lý Đinh Sơn cố gắng giấu cơn thất vọng, cúi đầu mà ăn. Hạ Tưởng ra vẻ xấu hổ, quay đầu lại chỉ vào bức thư pháp trên tường mà nói. Thơ của Đào Uyên Minh ngôn ngữ chất phác, phong cách tươi mát và lưu loát, ngôn từ ít. Từ các chữ trên bức thư pháp thì rất đầy đặn, rất có khí thế. Ở giữa ngòi bút vừa chuyển, viết như rồng bay, thế bút mạnh khỏe tự nhiên, cuối cùng nét bút lại sắc làm cho người ta thấy nét chữ rất cứng cáp. Cả bài thơ hành văn liền mạch, lưu loát, ở giữa không có điểm dừng, cho dù chuyên gia thư pháp đương đại thấy cũng phải chọn là kiệt tác. Hồ Tăng Chu nghe mà há hốc mồm, trong mắt lộ ra một tia khác thường, gần như phải vỗ bàn khen hay. Y cố nhịn cơn vui sướng và lo lắng trong lòng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Tiểu Hạ Bình rất giỏi. Có phải là từ nhỏ đã yêu thư pháp? Chương 50, chỗ ngứa của thị trưởng Hồ. Hạ Tưởng khiêm tốn nói. Thị trưởng Hồ quá khen, tôi sao biết bình thư pháp? Chẳng qua là nhìn chữ đẹp mà đột nhiên có suy nghĩ mà thôi. Thị trưởng Hồ nói đúng, tôi lúc nhỏ đã học thư pháp, chẳng qua viết chữ không giỏi. Nhưng tôi đã gặp nhiều bức thiếp của các chuyên gia thư pháp nên tạo thành thói quen không tốt đó là cứ thấy một bức thư pháp là không thể rời chân,
làm thị trưởng Hồ cười chê. Quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Tiểu Hạ, cậu còn trẻ thì phải giữ ý chí phấn đấu, phải dám mở miệng nói nhiều, không nên sợ sai. Chỉ có dám nói, dám làm mới có tiến bộ, đúng không? Mắt Hồ Tăng Chu sáng lên nhìn Hạ Tưởng, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Hạ Tưởng thấy thế liền càng khẳng định suy đoán của mình. Tôi sau này nhất định cố gắng đề cao khả năng công tác của mình dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Hồ và bí thư Lý, không phụ sự ủy thác của lãnh đạo. Hồ Tăng Chu giả vờ không vui nói. Vừa nãy tôi không phải đã nói hôm nay không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện bình thường sao? Đúng rồi Tiểu Hạ, năm nay cậu bao tuổi? Nhà ở đâu? Học ngành gì? Hồ Tăng Chu bỏ thân phận thị trưởng, giống như một bậc bề trên quan tâm con cháu, hỏi một loạt vấn đề, thậm chí còn hỏi Hạ Tưởng có bạn gái chưa? Lý Đình Sơn ở bên không hiểu là Hồ Tăng Chu có ý gì. Mà Hạ Tưởng cứ Hồ Tăng Chu hỏi gì liền cung kính trả lời từng vấn đề, quan hệ giữa hai người sau những câu hỏi mà trở nên gần không ít. Hạ Tưởng sao không hiểu suy nghĩ trong lòng Hồ Tăng Chu, cho nên khi cảm thấy thời cơ đã đến liền không mất cơ hội đổi đề tài sang bức thư pháp trên tường. Đúng rồi, thị trưởng Hồ, tôi đã xem qua tác phẩm của các chuyên gia thư pháp trong nước, có thể nhìn ra được bút tích của bọn họ. Bức thư pháp trên tường này lại không ký tên, không biết là tác phẩm của chuyên gia nào. Chuyên gia gì chứ? Ha ha, người không đáng gì trong giới thư pháp mà thôi. Không biết là do uống rượu hay là do quá hưng phấn mà mặt Hồ Tăng Chu đỏ bừng lên, khi nói chuyện thì lông mi run run. Là chữ của một người bạn nhiều năm của tôi cảm thấy viết cũng được nên cầm tới treo ở đây. Lại nói bức thư pháp này đã treo ở đây không lâu, người khác nhiều lắm nói mấy câu tốt, cụ thể tốt ở đâu lại không thể nói ra. Chỉ có Tiểu Hạ cậu là có chút giải thích, lời bình rất có lý. Chẳng qua theo tôi thấy tuy rằng đúng trọng tâm nhưng vẫn hơi quá, khen hơi quá lời. Lý Đình Sơn tự mình uống hết ly, y cúi đầu mà trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Y thầm nghĩ cậu nhóc Hạ Tưởng này đúng là làm người ta lo, chẳng qua lại là một khối ngọc tốt. Ngưu Hân Lượng ở bên cũng cười theo chẳng qua nụ cười hơi cứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, hận không thể đá bay hắn ra ngoài, khiến hắn đi càng xa càng tốt. Y theo Hồ Tăng Chu 4-5 năm. Hồ Tăng Chu chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với y như vậy. Cho đến bây giờ đều ra vẻ công việc, thi thoảng mới nói đùa nhưng trong sự nhiệt tình vẫn lộ ra một cảm giác cố giữ khoảng cách, làm sao thân thiết như người nhà với Hạ Tưởng như vậy. Điều này làm Ngưu Hân Lượng khá ghen ghét. Vẻ mặt này của Ngưu Hân Lượng thì Hạ Tưởng thấy hết, cũng thấy tên này không vui. Hạ Tưởng thầm tiếc thay cho Ngưu Hân Lượng. Thân là thư ký mà không phải không thể có nguyên tắc của mình nhưng ít nhất khi đi cùng lãnh đạo ra ngoài thì quan trọng nhất là phải làm việc theo sở thích lãnh đạo, cho dù là không muốn nịnh bợ lấy lòng thì cũng không nên làm trái với lãnh đạo. Nụ cười giả của Ngưu Hân Lượng thì ngay cả hắn cũng nhìn ra, Hồ Tăng Chu làm trong chốn quan trường lâu năm như vậy, mắt rất sắc thì sao không nhìn ra. Cuối cùng khi khách chủ vui vẻ chia tay, Hồ Tăng Chu bắt tay Lý Đình Sơn mà nói. Thành ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố chào mừng bí thư Lý đến huyện Bá nhận chức. Về sau có gì khó khăn xin cứ nói, thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nghĩ cách giải quyết. Ngày mai anh đến thành ủy báo danh, gặp mặt bí thư Thẩm sau đó cùng người của ban tổ chức cán bộ đến huyện Bá. Anh phải mau chóng triển khai công việc, nâng cao kinh tế của huyện Bá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ đầu đến giờ Hồ Tăng Chu đều không dùng thân phận của mình để tỏ vẻ ủng hộ Lý Đình Sơn, điều này làm Lý Đình Sơn có chút thất vọng. Chờ Hồ Tăng Chu rời đi, ba người tìm một khách sạn ở. Bọn họ không vào nhà khách ủy ban nhân dân thành phố là lo Thẩm Phục Minh biết bọn họ thầm tiếp xúc với Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu ngồi trong xe mà vẫn còn vui vẻ. Đã 3-4 năm, y mang không dưới 100 người đến nơi đây ăn cơm, doanh nhân có, quan lớn có. Người có quyền trong giới văn hóa có nhưng không ai bị bức thư pháp trên tường hấp dẫn đến độ dừng chân, khiến hắn nghĩ chữ viết của mình rất xấu. Y định gỡ bức thư pháp xuống nhưng cố nhịn, ở sâu trong lòng Hồ Tăng Chu muốn có người thưởng thức thư pháp của mình. Thân là thị trưởng nếu viết được bức thư pháp tốt, lại không thể công khai tên, nếu để người khác thấy tên thị trưởng của y trên bức thư pháp mà khen vài câu, không biết đây có phải thật lòng không? Đây cũng là điều đáng tiếc. Giống như rảnh rỗi luyện viết thư pháp là độc quyền của mấy ông lão bên hội nghị hiệp thương chính trị hoặc hội đồng nhân dân. Hồ Tăng Chu trong lòng còn có chút ích kỷ, không muốn để cho người khác biết hắn thích thư pháp, cũng không muốn có lời đồn bất lợi truyền ra. Nhưng hắn lại là người học văn vẻ,
rất tự tin với bút pháp của mình. Vì thế hắn nghĩ một biện pháp đó là treo một bức thư pháp ở An Định Uyển, không ký tên để cho người khác đi đoán và khen, xem có bao người biết hàng. Nhưng không ngờ trước đây cũng có vài người khen vài câu nhưng chỉ là nói sơ qua, tất nhiên không thể nói được điểm quan trọng. Mà Hạ Tưởng kia còn trẻ như vậy mà lại bình thư pháp của mình vào đúng trọng tâm, một câu có phong độ chuyên gia làm cho Hồ Tăng Chu rất vui sướng, thiếu chút nữa coi Hạ Tưởng là chi kỷ. Một người âm thầm luyện thư pháp hơn 10 năm, thì dù cho là đây chỉ là trò giải trí, chỉ là hoạt động nghiệp dư lúc rảnh rỗi cũng khát khao được người khác thừa nhận. Muốn người ta thừa nhận lại không thể nói rõ, trong lòng vẫn có chỗ ngứa ngáy. Vậy mà đột nhiên có một cậu thanh niên rất trẻ nói đúng chỗ ngứa của hắn, sao không khiến cho hắn hưng phấn như giấc mơ thành sự thật. Hồ Tăng Chu nhắm mắt vô cùng hưởng thụ cảm giác thành công đột nhiên mà đến này, trong lúc vô tình trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Ngưu Hân Lượng ngồi đằng trước lén nhìn vẻ mặt của Hồ Tăng Chu, chút bất mãn trong lòng không nhịn được nói ra. Thị trưởng Hồ, bí thư Lý có ý dựa vào ngài, anh ta có vẻ thật lòng. Chẳng qua thư ký kia của anh ta có trình độ quá bình thường, trước mặt lãnh đạo thất thần không nói, còn bình thư pháp lung tung giống như mình có bản lĩnh lắm vậy, đúng là nói bậy. Hồ Tăng Chu mở bừng mắt, rất không hài lòng nói một câu. Nói nhiều. Sau đó Hồ Tăng Chu nói với lái xe. Tiểu Vương, cho Tiểu Ngưu xuống ở phía trước. Tôi có công việc khác, bảo cậu ta về trước. Tâm trạng Ngưu Hân Lượng gần như rơi xuống vực. Trong phòng khách sạn, ba người Hạ Tưởng ngồi xuống uống trà. Tâm trạng Lý Đinh Sơn không tốt mấy. Vốn nghĩ Hồ Tăng Chu đồng ý gặp mặt thì sẽ tỏ thái độ, dù là thái độ mập mờ cũng khiến y an tâm một chút. Ai ngờ Hồ Tăng Chu chỉ nói chuyện đâu đâu, tuyệt đối không nhắc sẽ ủng hộ công tác của y, thậm chí không nhắc tới Tống Chiêu Độ. Hồ Tăng Chu có ý gì? Chẳng lẽ quên ơn đề bạt của Tống Chiêu Độ? Chẳng lẽ ánh mắt Hồ Tăng Chu kém đến độ qua cầu rút ván sao? Đương nhiên chuyện này ở trong chốn quan trường là quá bình thường, không có gì lạ. Nhưng Tống Chiêu Độ cũng còn là trưởng ban công nông tỉnh ủy, Hồ Tăng Chu không cho chút mặt mũi nào sao? Lý Ninh Sơn nhìn Hạ Tưởng đang uống trà rồi đột nhiên cười nói. Tiểu Hạ, thư ký Ngưu có vẻ có ý kiến với cậu. Chương 51, quan trọng là tự bản thân phải cứng rắn. Hạ Tưởng cũng nhìn ra được thái độ của Hồ Tăng Chu là không xa không gần với Ngưu Hân Lượng, khiến cho Ngưu Hân Lượng phản cảm cũng chỉ là chuyện không ngờ. Cho dù về sau Ngưu Hân Lượng cố tình nói bậy về hắn trước mặt Hồ Tăng Chu cũng chịu, không thể vì e ngại y mà bỏ đi cơ hội tuyệt hảo chiếm được thiện cảm của Hồ Tăng Chu. Việc cũng phải phân biệt nặng nhẹ, cho dù sau này Ngưu Hân Lượng có đâm chọc hắn trước mặt Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng cũng không sợ y có thể gây nên sóng gió gì. Anh ta không làm được gì đâu, chỉ có điều thái độ của thị trưởng Hồ hơi ba phải, thế nào cũng được. Trước khi tới, bí thư Lý có kết nối với trưởng ban thư ký Tống một chút không? Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không hề bất ngờ về biểu hiện của Hồ Tăng Chu. Tình thế hiện tại cũng không sáng sủa, cho dù y làm là để cho Tống Chiêu Độ xem nhưng cũng không tỏ thái độ quá rõ ràng. Hiện tại quyền chủ động trong tay y làm như vậy mới có lợi cho bản thân. Thứ nhất là muốn xem rốt cục Lý Đinh Sơn có năng lực và kỹ xảo hay không. Thứ hai là muốn xem thái độ của Thẩm Phục Minh đối với Lý Đinh Sơn. Nếu Thẩm Phục Minh không quan tâm Lý Đinh Sơn, y lại ra tay lôi kéo, càng có thể khiến Lý Đinh Sơn cảm kích. Nếu Thẩm Phục Minh chèn ép Lý Đinh Sơn, có thể y sẽ mặc kệ Lý Đinh Sơn sống chết, để xem sau lưng Lý Đinh Sơn có lực lượng hùng mạnh nào ủng hộ hay không, cũng nhìn xem Tống Chiêu Độ còn khả năng ảnh hưởng tới mức nào. Đương nhiên, xuất phát từ suy xét tới năng lực và tiền đồ của bản thân, khi thời điểm thích hợp, có lẽ y cũng sẽ hỗ trợ Lý Đinh Sơn một chút. Kỳ thật chỉ có một câu đơn giản, muốn rèn sắt thì tự bản thân phải cứng rắn. Chỉ cần Lý Đinh Sơn có năng lực hơn người, kỹ xảo linh hoạt, lại có chỗ dựa sau lưng, Hồ Tăng Chu chủ động buông bỏ vẻ bề trên mà chủ động thể hiện thiện ý với ông ta cũng không tính là gì. Hạ Tưởng hơi thở dài một tiếng, kỳ thật con người Lý Đinh Sơn không tồi, khuyết điểm là hơi gặp chuyện là vội vàng sao động. Hai lần kinh doanh thất bại đã chứng minh điểm này, thứ hai là mềm lòng, đến thời điểm mấu chốt không đủ quyết đoán. Nếu không, chỉ cần dựa vào mạng lưới quan hệ của ông ta, hiện tại có lẽ đã lên tới vị trí tổng biên tập tòa soạn báo. Cậu thấy thái độ của thị trưởng Hồ hôm nay thế nào? Còn nữa, bức tranh chữ kia hẳn là do thị trưởng Hồ tự tay viết hả? Được đó Tiểu Hạ, bài này của cậu khá cao minh, suýt nữa tôi cũng bị qua mắt. Cậu âm thầm nịnh chữ của thị trưởng Hồ, như vậy ông ta nhất định sẽ cực kỳ cao hứng,
cũng có cảm giác tri âm đối với cậu. Thật ra đó là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Lý Đình Sơn nhớ tới thần thái của Hạ Tưởng lúc đó, vẫn không kìm nổi cười. Tôi hỏi chiêu độ lập trường của Hồ Tăng Chu là gì, chiêu độ nói cứ tính xem biến. Hạ Tưởng nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng cho Lý Đình Sơn. Hiện tại không phải lúc giấu giếm, Lý Đình Sơn không thể mang theo băn khoăn đi nhậm chức. Hắn cũng không muốn Lý Đình Sơn suy nghĩ nhiều, chỉ khuyên nhủ. Bí thư Lý không cần lo lắng quá mức về thái độ của thị trưởng Hồ. Ông ta sẽ không dựa vào bên kia đâu, bởi vì trước kia ông ta không có cơ hội, hiện tại tình thế đại biến, lại càng không có cơ hội. Cho dù trưởng ban thư ký Tống bị giáng cấp, hiện tại mỗi người đều tránh né không kịp, nhưng ông ấy tuổi còn trẻ, còn có thời gian, cho nên tới gần trưởng ban thư ký Tống sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi cho thị trưởng Hồ. Nhưng đã ở trong quan trường, trừ khi thị trưởng Hồ không muốn tiến bộ mới đứng vào phái trung gian, nếu còn muốn tiến bộ, nhất định phải đứng thành hàng. Thấy sắc mặt Lý Đình Sơn giãn ra, Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật nói tiếp. Thị trưởng Hồ đã đến ăn cơm đủ để thuyết minh lập trường. Chẳng lẽ người ta đường đường là thị trưởng còn phải nói lời chi tâm với một bí thư huyện ủy sao? Bí thư Lý, cũng giống như tôi chỉ là một thư ký nho nhỏ, phải thường xuyên thể hiện cho lãnh đạo thấy được lập trường muốn theo sát lãnh đạo của mình. Người ta là một thị trưởng, nói gì thì nói, cũng phải duy trì tư thế của thị trưởng chứ. Lý Đình Sơn vui vẻ mỉm cười. Nhóc tinh quái, còn trêu cợt tôi à? Hạ Tưởng, tôi không phải là bí thư làm từ cơ sở lên. Cậu ở cùng với tôi không cần chú ý nhiều như vậy. Chúng ta tới huyện bá chỉ có một mục đích, nhạn bay qua để lại bóng, người đi qua để lại tên. Cùng dắt tay nhau tiến bộ, làm ra một phen thành tích. Lý Đình Sơn vẻ mặt kiên quyết. Có một khí thế phá phủ trầm chu đập nồi dìm thuyền. Một, phá phủ trầm chu đập nồi dìm thuyền, nói về trận đầu tiên cũng là trận nổi tiếng của Hạng Vũ, tháng 11 năm 207 trước công nguyên, Hạng Vũ thống lĩnh 2 vạn đệ tử binh vượt sông Hoàng Hà, sau khi đến bờ sông đã cho đập hết nồi niêu, đánh đắm hết chiến thuyền phá phủ trầm chu để đưa quân mình vào đường cùng, khiến binh lính sĩ khí nâng cao chiến đấu đến cùng. Nên Hạng Vũ chỉ 2 vạn quân đã đại phá 30 vạn đại quân Trương Hàm ở Cự Lộc. Phá phủ Trầm Chu cũng trở thành một điển tích. Cổ Hợp ngồi ở một bên uống trà không nói lời nào. Không phải y không muốn nói mà là không biết nói gì. Những gì Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng nói, y nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm, căn bản là không hiểu hai người thảo luận cái gì. Tuy nhiên cuối cùng y vẫn hiểu một điều, Lý Đình Sơn cảm giác thị trưởng Hồ không quá ủng hộ mình cho nên hơi lo lắng. Hạ Tưởng nhìn vô cùng thấu triệt sự tình, ngược lại khuyên bảo Lý Đình Sơn thoải mái tư tưởng. Sao cảm giác Hạ Tưởng còn thành thục điềm đạm, chắc chắn hơn cả bí thư Lý vậy? Nghe hắn nói các đạo lý đều rất rõ ràng, các mặt đều có thể nghĩ đến. Hắn còn nhỏ hơn mình vài tuổi, sau khi nói tới chuyện quan trường, dường như sự việc gì cũng hiểu thế. Thật sự là việc lạ, Cổ Hợp không kìm nổi tự âm thầm đánh giá Hạ Tưởng mấy lần. Tâm tình Lý Đình Sơn tốt lên nhưng Hạ Tưởng vẫn còn một chút lo lắng nhỏ. Lý Đình Sơn không hề cứng rắn chút nào. Hắn đi theo một bí thư huyện ủy không quyết đoán như vậy không biết là tốt hay là xấu. Nghĩ lại, nếu Lý Đình Sơn quá mức độc đoán, hắn ở bên cạnh chỉ sợ cũng không có ngày ngẩng đầu. Chỉ có điều chính vì vậy mà mọi chuyện hắn phải suy xét còn chu toàn hơn, lâu dài hơn so với Lý Đình Sơn. Cần phải trước khi mình đủ lông đủ cánh, đảm bảo Lý Đình Sơn bước đi thật ổn thỏa. Trong lòng Hạ Tưởng thủy chung có một nghi vấn không giải được. Theo tính cách và năng lực của Lý Đình Sơn, quả thật rất thích ứng phát triển ở tòa soạn báo, vì sao Tống Chiêu Độ cứ muốn ông ta theo chính trị? Chẳng lẽ Tống Chiêu Độ có suy xét sâu xa gì trong đó sao? Hay là Lý Đình Sơn còn có bối cảnh nào đó khiến Tống Chiêu Độ coi trọng mà mình không hề biết? Hôm sau tới giờ làm việc, Lý Đình Sơn chính thức đến ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố chương trình báo cáo. Tiếp đó lại gặp mặt Thẩm Phục Minh và Hồ Tăng Chu theo trình tự bình thường. Thành ủy quyết định, phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Thục Anh sẽ cùng đi với Lý Đình Sơn tới huyện bá nhậm chức. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chương trình không tách biệt nhau ra mà ở cùng một tòa nhà. Tòa nhà hơi cũ, tường đã có nhiều chỗ bong ra từng mảng, tuy nhiên bên trong lại có cây cối rất tươi tốt, sinh trưởng cực kỳ khỏe mạnh, cành thô to, vừa nhìn đã biết là lâu năm. Hạ Tưởng và Cổ Hợp đứng dưới gốc hòe nói chuyện. Cổ Hợp, anh cũng nên tìm vợ đi chứ. Nếu không nhờ bí thư Lý tìm giúp anh một cô ở thành phố Yến, sau đó mang tới đây. Nếu không sau này còn phải ở huyện Bá Ba,
4 năm, anh có chờ nổi không? Hạ Tường thoải mái nói với Cổ Hợp. Cổ Hợp cười ngượng ngùng. Không vội, không vội. Vội gì chứ, hiện tại tôi không có gì trong tay cả, ai thèm tôi chứ? Tốt nhất là chờ khi tôi có chút tiền, ít nhất cũng có vốn cưới vợ mới suy tính tới chung thân đại sự này được. Phải chuẩn bị hai tay, vừa yêu đương vừa chuẩn bị tiền. Nếu không chờ khi anh đủ tiền, phụ nữ tốt đều lập gia đình hết rồi. Đừng nói tôi, tự nói mình ấy. Hạ Tưởng, giữa cậu và Tiếu Giai có phải có gì hay không? Nhắc tới người khác, vẻ ngại ngùng của Cổ Hợp bớt đi mà chuyển thành hưng phấn. Tiếu Giai, nhớ tới một đêm tình cảm, nhớ tới sự dịu dàng, mềm mại, thơm mát của Tiếu Giai. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, suýt nữa làm hắn để lộ ra trước mặt Cổ Hợp. May mắn ở thời khắc mấu chốt, hắn lại khôi phục bình thường. Tiếu Giai rất được, tuổi cũng bằng em. Nếu có cơ hội, cũng là bạn bè không tồi. Đáng tiếc chính là, em và cô ấy tiếp xúc thời gian quá ngắn, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Lời này nói cho Cổ Hợp nghe nhưng trong lúc vô ý nói ra lại khiến tự bản thân Hạ Tưởng phải giật mình. Giữa hắn và Tiếu Giai rốt cục có tình cảm hay không? Đến tột cùng sẽ có kết quả gì? Hai người có thể đi được bao xa? Chỉ sợ cả hắn và Tiếu Giai đều không biết. Không thể phủ nhận, hắn có một chút thiện cảm với Tiếu Giai, cũng có chút thích, nhưng chỉ sợ chính là cảm giác thích một cách tự nhiên đối với người đẹp mà không phải là tình yêu chân chính. Quan trọng là, Hạ Tưởng luôn cảm thấy không hiểu rõ con người Tiếu Giai. Ẩn dưới tính cách mạnh mẽ, lớn mật của cô, có lẽ còn cất giấu một số bí mật không cho người ngoài biết. Cho dù cho hắn thời gian, Hạ Tưởng cũng không tin tưởng rằng mình có thể chân chính lọt được vào tim Tiếu Giai. Mà sở dĩ Tiếu Giai cho hắn, sợ rằng chính là vì hắn đã cứu cô ở bờ sông Bách Tính, đồng thời cũng không chút do dự cho cô vay tiền, lại còn che giấu giúp cô chuyện con dấu, lại thêm cô vừa bị Văn Dương bức bách quá mức, từ sâu trong nội tâm cô đang bức thiết cần một người có thể tín nhiệm, có thể dựa vào. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là người xuất hiện đúng thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp mà thôi. Cho tới giờ, hắn vẫn không tin rằng mình có sức hút lớn khiến phụ nữ bất chấp tất cả mà lao vào. Chương 52, Phó trưởng Ban Trương nhiệt tình là có dụng ý khác. Lý Đình Sơn đi từ trên lầu tòa nhà thành ủy xuống. Sự tình không khác biệt lắm so với Hạ Tưởng dự đoán. Thẩm Phục Minh và Hồ Tăng Chu đều giữ vẻ giải quyết việc chung, bề ngoài khách khí, ăn nói khách sáo. Thành ủy cũng phái ra một phó trưởng ban tổ chức cán bộ cùng đi với Lý Đình Sơn xuống nhậm chức, xem như làm đủ hình thức. Sự tình trong quan trường là vậy. Văn vẻ bề ngoài sẽ không ai để cho người khác soi mói ra điểm gì, nhưng chỉ khi động tới quyền lợi thật sự mới có thể nhìn ra thân sơ. Huyện Bá cách thành phố Chương Trình hơn 120 km, không có đường cao tốc, hơn nữa còn là đường núi. Mấy người nghỉ ngơi một lát rồi Phó trưởng Ban Trương cũng xuống, bắt đầu khởi hành. Phó trưởng Ban Trương Thục Anh năm nay 36 tuổi, mặc trang phục công sở, có vẻ vừa đoan trang vừa thoải mái. Mặt mũi trông khá đoan chính. Chỉ có điều thân hình hơi cao lớn, nhất là khung xương rất lớn. Khi bắt tay, Hạ Tưởng cảm giác tay cô ta không hề nhỏ hơn so với tay mình, hơn nữa còn có chút cứng rắn. Mặc dù Trương Thục Anh bộ dạng tùy mị, dáng người đầy đặn, nhưng lại cao to, xương lớn như đàn ông khiến người ta sợ, cũng khiến cô mất đi không ít sự dịu dàng nữ tính. Phụ nữ không nhất định phải bộ dạng là lướt mới tốt, nhưng nhân dân không thể bộ dạng quá cao lớn. Bất cứ một người đàn ông nào cũng đều không thích thú gì việc ôm một thân thể cao lớn nằm ngủ. Phó trưởng Ban Trương không hề có thói quen giữ chữ như vàng của các cán bộ tổ chức bình thường. Dọc theo đường đi, cô nói chuyện thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại giới thiệu phong cảnh ven đường, còn hứng thú hỏi tuổi và tình trạng hôn nhân của Hạ Tưởng, thậm chí còn nói đùa sẽ giới thiệu bạn gái cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vội không ngừng khách sáo vài câu để ứng phó. Phó trưởng Ban Trương nghĩ Hạ Tưởng vẫn còn là cậu con trai non nớt, lấy tay che miệng cười ha hả. Tiểu Hạ quá e thẹn, cậu cứ như vậy sao có thể cưa được con gái chứ? Huyện Bá tuy rằng xa xôi, cũng không giàu có, nhưng rất kỳ quái là có rất nhiều mỹ nữ. Hạ Tưởng đã sớm lĩnh giáo về mỹ nữ huyện Bá rồi, bởi vì Dương Bối chính là người huyện Bá. Vừa nghĩ tới Dương Bối, trong lòng hắn liền ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Vốn nghĩ cuộc đời từ nay về sau sẽ không hề gặp lại nữa, không ngờ hiện giờ lại cố tình bất kể ngàn dặm xa tới huyện Bá có thể. Chẳng lẽ kiếp này còn có thể gặp được Dương Bối? Phó trưởng Ban Trương lấy tay che miệng cười khiến Hạ Tưởng hơi rét run, vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ra khỏi thành phố Trương Trình không lâu, cảnh sắc bên ngoài liền biến đổi từ những cánh đồng rộng lớn thành những dãy núi liên miên. Đường núi quanh co, vòng vèo. Chỉ thấy giữa những dãy núi thỉnh thoảng lại có một hai thôn trang thấp thoáng. Đang là mùa hạ nên cây cối khá phát triển, thỉnh thoảng lại có một, hai con sông nhỏ uốn lượn theo đường núi, cũng rất có vẻ đẹp non xanh nước biếc, không hề tương xứng với lời đồn khỉ ho cỏ gái, khiến Hạ Tưởng khá bất ngờ. Xe đi được hơn một giờ, địa thế đột nhiên lên cao, những ngọn núi biến mất không còn mà lọt vào tầm mắt là một thảo nguyên nhìn mãi không thấy bờ. Gọi là huyện bá chính vì trong phạm vi của huyện có thảo nguyên bá thượng. Một nửa huyện là vùng núi, một nửa là thảo nguyên. Thị trấn của huyện nằm ở giao giới giữa thảo nguyên và vùng núi. Lúc này đang mùa cây cối xanh tươi, trời xanh mây trắng, quả nhiên là cảnh đẹp khó gặp. Từng cơn gió núi mát lành thổi tới, ngồi trong xe thậm chí không cần mở điều hòa, cảm giác cả người thoải mái, nhiệt độ không khí rất vừa với người, chỉ khoảng 20 độ. Thiên nhiên mát mẻ tốt gấp trăm lần so với điều hòa lạnh lẽo. Tâm tình Hạ Tưởng lập tức thoải mái hẳn lên. Cảnh sắc trước mắt và khí hậu dễ chịu cho hắn ấn tượng đầu tiên không tồi về huyện bá. Phó trưởng ban Trương dường như nhìn ra thần sắc say mê của Hạ Tưởng, cũng không biết là cố ý đả kích họ hay có ẩn ý gì khác, nói. Huyện bá đẹp nhất là vào lúc này, cũng là lúc làm người ta lưu luyến nhất. Tuy nhiên vừa qua mùa thu chính là mùa đông dài tới 5 tháng. Đến lúc đó cây cỏ khô xác, trên núi cũng trụi lùi. Ngoại trừ đá thì cũng chỉ còn lại đá. Khi lạnh nhất thì nhiệt độ không khí tụt xuống âm 30 độ, lạnh tới mức không ai muốn ra khỏi cửa. Toàn bộ thị trấn không tìm thấy mấy người ở ngoài đường. Lý Đình Sơn nghe ra ẩn ý. Phó trưởng ban Trương hiểu biết huyện bá như vậy, chẳng lẽ là người huyện bá? Đúng vậy. Phó trưởng ban Trương kéo dài giọng. Tôi ở huyện bá mãi tới năm 18 tuổi, sau khi thi đại học mới rời khỏi huyện bá. Tôi coi như may mắn. Sau khi học xong được phân công tới thành phố Trương Trình. Tôi có đứa cháu gái cũng tốt nghiệp đại học, kết quả là học xong được phân công tới ban tuyên giáo huyện ủy huyện bá. Đúng rồi Tiểu Hạ, cháu gái tôi tên là Trương Tín Dĩnh, hình thức xinh đẹp, năm nay 23 tuổi, còn chưa có đối tượng. Cậu có muốn suy xét một chút hay không? Hạ Tưởng vội khoát tay. Phó trưởng ban Trương đừng đùa giỡn tôi nữa. Tôi là một thanh niên thành thật, thấy con gái liền đỏ mặt. Nếu Trương Thục Anh thích nói đùa, hắn cũng thuận theo giả vờ ngượng ngùng. Trương Thục Anh là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, vậy mà nói khá nhiều, không hề giống các cán bộ bình thường của ban tổ chức cán bộ, luôn giữ vẻ trầm mặc để gia tăng vẻ thần bí. Nhưng Hạ Tưởng cũng thấy được cô không phải một nhân vật đơn giản. Cô nói không ít nhưng không hề đề cập tới vấn đề bổ nhiệm cán bộ cũng như tổ chức. Nhìn như đang nói đùa giới thiệu bạn gái cho Hạ Tưởng nhưng kỳ thật là cô đang ngầm nói cho Lý Đinh Sơn biết. Cô có một cháu gái có thể ở ban tuyên giáo huyện ủy. Lý Đình Sơn cười cười không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ, ý là ông ta đã biết. Trương Thục Anh hài lòng mỉm cười, lại quay sang nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ cậu đừng chạy, tôi nhất định phải giới thiệu cậu và Tín Dĩnh quen nhau một chút. Hạ Tưởng không khỏi đau đầu, không phải vì từ chối Trương Tín Dĩnh như thế nào mà là cảm thấy Trương Thục Anh hơi quá. Cán bộ của ban tổ chức cán bộ cao hơn quan cùng cấp một bậc, nhưng tốt xấu gì Lý Đinh Sơn cũng là bí thư huyện ủy, là nhân vật số một của một huyện, lại là từ tỉnh trực tiếp điều xuống. Hơn nữa ông ta tới huyện bá nhậm chức là do Hồ Tăng Chu vạch đường, sợ rằng toàn bộ thành ủy thành phố Trương Trình, không có ai là không biết. Vậy mà cô còn giả vờ lấy danh nghĩa giới thiệu bạn gái cho hắn, muốn Lý Đinh Sơn cũng gặp mặt Lý Đinh Sơn một lần. Chẳng lẽ còn muốn bí thư Lý tự mở mồm hứa hẹn đề bạt Trương Tín Dĩnh thì cô mới yên tâm sao? Cho dù là thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Tiếu Mẫn tự mình xuống, muốn Lý Đinh Sơn chiếu cố bạn bè của mình ở huyện bá, cũng sẽ không biểu hiện nóng nảy không hề kiêng nể gì như vậy. Chẳng lẽ là, Hạ Tưởng đột nhiên kinh hãi, Trương Thục Anh là người của Thẩm Phục Minh, cô ta hành động nhìn như thân thiện, ra vẻ với mình nhưng thực tế là thử thái độ của Lý Đinh Sơn sao? Thấy Lý Đinh Sơn có vẻ hơi khó xử, Hạ Tưởng không hề do dự, khẩn trương đáp ứng. Nếu phó trưởng ban Trương để mắt tới tôi như vậy, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy nhiên cũng phải nói mất lòng trước được lòng sau, nếu chẳng may cháu gái của ngài không thích tôi, cũng đừng quá tổn thương lòng tự tôn của tôi. Nếu không về sau tôi cũng sẽ không dám tìm bạn gái nữa. Trương Thục Anh giả vờ không vui, nói. Nói gì thế Tiểu Hạ, cậu trẻ tuổi đẹp trai. Đầy hứa hẹn như vậy,
tôi dám cam đoan Tín Dĩnh nhất định thích. Tôi còn sợ cậu không thích cháu gái nhà tôi ấy chứ. Cậu là thanh niên thành phố lớn, tầm mắt rất cao, có phải không bí thư Lý? Lý Ninh Sơn làm sao không biết Trương Thục Anh ám chỉ chứ? Ông ta vừa tới huyện bá, hoàn toàn không hiểu biết gì về tình hình của huyện. Mấy phó bí thư và phó chủ tịch huyện, cùng với chủ tịch huyện Thạch Bảo Lũy, còn cả mấy ủy viên thường vụ, rốt cuộc có quan hệ thân thiết với ai trên thành phố? Ai bất hòa với ai? Ông ta hoàn toàn không biết, sao có thể dễ dàng đồng ý. Càng không thể vừa mới tới nhậm chức đã đi gặp một cháu gái của phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Nếu để truyền ra ngoài thì chính là một chuyện cười. Hơn nữa, Trương Tín Dĩnh có bác là Trương Thục Anh làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nếu không được trọng dụng ở ban tuyên giáo, vậy đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có khi một người nhìn như rất bình thường nhưng lại liên quan tới đủ các mặt quan hệ, rút dây sẽ động rừng. Lý Ninh Sơn không phải người không có trí tuệ chính trị. Vừa nghe Hạ Tưởng chủ động nói vậy, ông ta cũng thuận theo nói. Phó trưởng ban Trương, việc của bọn trẻ cứ để họ tự mình giải quyết thì hơn. Hơn nữa về vấn đề cá nhân của tiểu hạ, tôi luôn giữ thái độ mặc kệ không hỏi, cứ để cậu ta tự quyết định. Đúng rồi phó trưởng ban Trương, hôm nay tới huyện bá có lẽ khá muộn, buổi tối tôi bố trí một chút, ngày mai ngài trở về thành phố được chứ. Chương 53, chủ tịch huyện Thạch Bảo Lũy. Thấy Lý Ninh Sơn rời đề tài đi, trên mặt Trương Thục Anh có vẻ không vui. Cô hơi sửa lại một chút quần áo bị nhăn, lại đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Đã lâu không trở lại, tôi cũng rất nhớ quê nhà, ở lại một đêm cũng đúng. Hạ Tưởng nghĩ thầm, ẩn dưới bề ngoài nhiệt tình của phó trưởng ban Trương quả nhiên là một tâm tư giấu kín không để lộ. Đến 11 giờ, cách thị trấn còn 5 km, phía trước liền thấy dừng một loạt 7, 8 cái ô tô. Có 20, 30 người đang đứng ven đường, còn có một băng rôn thật to dơ lên cao, nhiệt liệt hoan nghênh bí thư Lý. Nhìn thấy cảnh này, Trương Thục Anh hơi đảo mắt, thản nhiên nói. Nhân viên 4 bộ máy của huyện đều đến đông đủ, nghi thức coi như long trọng. Lý Ninh Sơn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra được ông ta có ý kiến gì không về nghi thức hoan nghênh long trọng này. Trương Thục Anh lại lơ đãng liếc Hạ Tưởng, thấy hắn cũng bộ dạng không sao cả, trong lòng cô thầm nghĩ, Lý Ninh Sơn chưa từng trải qua chính trị nhưng luôn luôn quan hệ với tỉnh đoàn, đã sớm là cán bộ cấp phòng tại tỉnh ủy, không lạ đối với việc hoan nghênh thế này cũng là bình thường. Nhưng Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, nhìn qua lý lịch thì cũng thấy hắn chưa từng trải qua quan trường. Vậy mà cũng bộ dạng không hề có chút lăn tăn sợ hãi. Điều này không khỏi khiến cô đoán già đoán non thêm một chút về hắn. Vốn tưởng rằng Lý Ninh Sơn khó đối phó, không ngờ cậu thanh niên này cũng không dễ lừa gạt. Trương Thục Anh nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Phục Minh trước khi đi, không khỏi khẽ nhíu mày. Phó bí thư huyện ủy huyện bá chủ tịch huyện Thạch Bảo Lũy năm nay 48 tuổi, mặt đen, dáng người cao lớn, tạo thành một hình ảnh đối lập với khí chất nho nhã, trí thức của Lý Ninh Sơn. Như thể vũ phu so với thư sinh. Thạch Bảo Lũy giọng nói chân thành, tiến về phía trước bắt tay Trương Thục Anh, trên mặt nở một nụ cười khiêm tốn. Hoan nghênh phó trưởng ban Trương tới huyện bá thị sát công tác. Sau đó ông ta lại vội vàng tiến lên hai tay bắt tay Lý Ninh Sơn, vô cùng nhiệt tình nói. Bí thư Lý, rất trông mong ngài tới đây. Từ sau khi lão bí thư mắc bệnh rút lui, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện bá vẫn không có người chủ chốt. Ngài vừa đến khiến tâm trí chúng tôi đều kiên định. Bí thư Lý, ngài phải mau chóng chỉ cho chúng tôi một con đường sáng. Lý Ninh Sơn cảm nhận sự nhiệt tình của Thạch Bảo Lũy, trong lòng không khỏi gợn sóng. Thạch Bảo Lũy năm nay 48 tuổi, lớn hơn Lý Ninh Sơn 8 tuổi. Sau khi bí thư huyện ủy trước mắc bệnh xin nghỉ, ông ta là người có hy vọng nhất tiếp nhận chức phụ bí thư, bay lên một bước, không ngờ mình từ trên trời rơi xuống, làm một bí thư hàng không. Nếu Thạch Bảo Lũy thật sự hoan nghênh mình mới là lạ. Thậm chí còn phải hận ngứa răng vì mình đã ngăn chặn tiền đồ của ông ta. Chủ tịch huyện 48 tuổi sao có thể so sánh với một bí thư huyện ủy 40 tuổi chứ? Một chủ tịch huyện lớn tuổi gặp phải một bí thư huyện ủy trẻ tuổi, chỉ sợ sẽ không hề vui vẻ gì. Tuy nhiên Lý Ninh Sơn cũng không dám phớt lờ, nếu chẳng may Thạch Bảo Lũy cho rằng lên chức vô vọng, được ăn cả ngã về không, đối nghịch với mình ở khắp nơi. Âm thầm làm mấy chuyện xấu, liều mạng làm một lần rồi đi dưỡng lão, chế tạo một ít phiền toái đối với mình, cũng sẽ khiến mình vô cùng đau đầu. Cho nên phải duy trì quan hệ nhường nhịn một chút mới là hợp lý. Lý Ninh Sơn là nhân vật số mọt,
cũng không dám ra vẻ trước mặt Thạch Bảo Lũy lớn tuổi hơn mình, vội vàng nói. Chủ tịch huyện Thạch vất vả, tôi mới đến, rất nhiều tình hình còn không biết, còn phải nghe nhiều ý kiến của anh. Anh phải giới thiệu kỹ một chút tình hình huyện bá giúp tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chăm chú lắng nghe. Hai tay Thạch Bảo Lũy rất lớn, lực rất mạnh, ông ta hơi cúi người xuống, tươi cười nói. Nếu bí thư Lý đã nói, tôi nhất định biết gì nói nấy, nói là nói hết. Tiếp theo là màn chào hỏi xã giao, thời gian ngắn, cũng không thể biết hết được toàn bộ mọi người. 11 ủy viên thường vụ huyện ủy, ngoại trừ một phó bí thư báo bệnh không tới trình diện, toàn bộ những người khác đều có mặt đông đủ. Ngoài ra còn có chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị. Tóm lại là thể hiện đầy đủ sự long trọng hoan nghênh của toàn thể nhân dân huyện bá đối với bí thư huyện ủy Lý Đinh Sơn. Tên mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi rói, thậm chí một số cán bộ cấp bậc thấp không đủ tư cách đứng ở phía trước, ở một bên làm công tác duy trì trật tự, nhưng chỉ cần ánh mắt bí thư Lý đảo qua đều mỉm cười cực kỳ khiêm tốn. Ít nhất, ở bề ngoài vẫn giữ được vẻ yên ổn, đoàn kết khiến người ta vô cùng vừa lòng. Lý Đinh Sơn cũng rất hài lòng cười tán thưởng, càng không ngừng phất tay chào hỏi mọi người. Trong trường hợp này, mọi người đều nể tình lẫn nhau, cái gì nên nói đều nói ra, khi nào cần cười đều cười ngay. Nếu ai có ý kiến gì muốn đề xuất trong trường hợp như vậy chính là biểu hiện của sự ấu trĩ chính trị. Hạ Tưởng ở một bên cố ý quan sát phản ứng của mọi người. Trừ chủ tịch huyện Thạch Bảo Lũy và phó chủ tịch thường trực huyện Lưu Thế Hiên cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi, những người khác đều tươi cười đầy vẻ lấy lòng. Đương nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào điều này để thuyết minh vấn đề gì. Bởi vì dọc theo đường đi, Trương Thục Anh biểu hiện quá mức nhiệt tình cho nên khi Hạ Tưởng âm thầm quan sát mọi người, hắn cũng chiếu cố không ít tới cô. Đặc biệt hắn nhận thấy, khi cô và trưởng ban tuyên giáo Đỗ Song Lâm bắt tay, không hàn huyên vài câu giống với các ủy viên thường vụ huyện ủy khác mà chỉ hơi nắm tay một chút liền tách ra. Mặc dù có thể thấy Đỗ Song Lâm mỉm cười một chút, tuy nhiên nụ cười chỉ thoáng qua, rõ ràng có thể thấy được là cười cho có lệ. Lại liên tưởng tới dọc đường đi, cô nhiều lần nhắc tới cháu gái làm việc ở ban tuyên giáo huyện ủy, Hạ Tưởng không tránh khỏi suy nghĩ sâu xa. Tiệc chào đón bố trí ở nhà khách huyện ủy, cũng là khách sạn tốt nhất huyện bá. Từ đầu đến cuối, Lý Đinh Sơn đều tỏ vẻ tự nhiên thế nào cũng được, khách tùy theo thái độ của chủ, bố trí như thế nào thì theo như thế, không có ý kiến phản đối, cũng không có ý kiến chỉ đạo. Điều này khiến Thạch Bảo Lũy đã tỉ mỉ an bài hết thảy đều vô cùng buồn bực trong lòng, không hiểu rốt cục thái độ của Lý Đinh Sơn như vậy là thế nào. Nhà khách huyện ủy cũ kỹ ngoài tưởng tượng của Hạ Tưởng. Tường bong chóc từng mảng, cửa chính thủng lỗ chỗ, quạt trần trên đỉnh đầu thì bẩn thỉu, rung lắc ầm ầm như thể sắp rơi. Bàn ăn và ghế dựa cũng cũ kỹ. Bàn ăn còn đỡ một chút, có một cái khăn trải bàn, nhưng ghế thì toàn bộ đều là ghế cứng, hơn nữa đều có sứt sẹo, không có một cái nào là hoàn chỉnh không hư hỏng. Lý Đinh Sơn nhíu nhíu mày, huyện dù nghèo cũng không đến mức không mua nổi mấy cái ghế dựa chứ. Vừa rồi trên đường còn có mấy chiếc xe ô tô, vậy mà khi mở tiệc lại tỏ vẻ thế này, giả nghèo là cho ai xem? Là có ý tứ gì? Thạch Bảo Lũy vừa thấy liền biến sắc mặt, mắng. Thôi Trung Cường làm ăn kiểu gì thế này? Mau bảo cậu ta tới gặp tôi. Thôi Trung Cường là tránh văn phòng ủy ban nhân dân. Lý Đinh Sơn khoát tay. Quên đi, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Nếu hôm nay cũng chỉ có mình tôi đến, đơn giản đơn sơ một ít cũng không có vấn đề gì. Dù sao đều là chuyện trong nội bộ huyện bá, có thể đóng cửa giải quyết. Nhưng hôm nay nếu đã hoan nghênh phó trưởng ban Trương tới huyện bá chỉ đạo công tác, nếu quá tùy ý, sẽ biểu hiện huyện bá chúng ta không coi trọng lãnh đạo. Tuy nhiên cũng may mắn là phó trưởng ban Trương là người huyện bá, cũng có thể thông cảm với tình hình kinh tế của huyện bá. Hơn nữa phó trưởng ban Trương cũng rất hiền hòa, dọc theo đường đi vẫn cố ý giải thích không cần phô trương. Có phải không phó trưởng ban Trương? Trương Thục Anh cũng biết chỉ sợ nhân viên trong nội bộ bộ máy huyện bá có vấn đề. Tuy rằng Lý Đinh Sơn đưa cô ra nói khiến cô hơi bất mãn, tuy nhiên nói cũng hợp tình hợp lý, cô cũng liền thuận theo nói. Tôi chỉ đại biểu cho thành ủy đến đưa bí thư Lý nhậm chức, không phải tới công tác hay thị sát, cho nên vẫn lấy bí thư Lý là việc chính. Nếu bí thư Lý đã nói vậy, mọi người cũng đừng đứng nữa, ngồi đi, ngồi đi. Trương Thục Anh ngồi ghế trên, Lý Đinh Sơn ghế tiếp theo, sau nữa là Thạch Bảo Lũy. Các thường vụ huyện ủy cũng ngồi theo xếp hạng, không ai rối loạn trật tự. Hạ Tưởng đương nhiên không có tư cách ngồi vào vị trí.
hắn đầu tiên là bận rộn chốc lát ở một bên, sau đó liền đứng bên cạnh một người trẻ tuổi luôn đi tới đi lui bên cạnh Thạch Bảo Lũy, rõ ràng là thư ký của chủ tịch huyện. Người trẻ tuổi này đeo kính, bộ dạng gầy yếu, nhìn càng giống sinh viên hơn cả Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gật đầu cười với y, y cũng gật đầu, chủ động giơ tay ra. Tạ Trọng Chí, thư ký của chủ tịch huyện Thạch. Chương 54, tính toán. Kỳ thật nếu xét chính thức, thư ký của bí thư huyện ủy và của chủ tịch huyện còn chưa đủ tư cách xưng là thư ký, phải gọi là thông tín viên mới đúng. Nhưng tất cả mọi người đều thấy cao không phải thấp cũng không nên, cho nên vẫn xưng là thư ký. Hạ Tưởng bắt tay Tạ Trọng Chí, cảm giác tay y có vết chai, giống như tay người nhà nông, không khỏi thầm ngạc nhiên. Nhìn kính y khá dày, số mắt kính hẳn không phải nhỏ, chắc không phải nông dân. Hạ Tưởng, thư ký của bí thư Lý. Hạ Tưởng chỉ nói một câu rồi ngừng không nói nữa. Ở trường hợp này, nếu hắn và Tạ Trọng Chí ở một bên khe khẽ thầm thì to nhỏ, chẳng những là thất lễ mà còn là không tôn trọng các lãnh đạo đang ngồi. Tạ Trọng Chí dường như không ý thức được điểm này, vẫn hỏi nhỏ. Thư ký Hạ trước kia đã tới huyện Bá chưa? Có lẽ anh vẫn chưa hiểu biết mấy về tình hình huyện Bá nhỉ? Rất nhiều địa phương còn nghèo khó, người thành phố không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng Tạ Trọng Chí này làm thư ký kiểu gì vậy? Sao không ở một bên sẵn sàng chờ lãnh đạo phân phó mà ngược lại nhân cơ hội tán gẫu thế? Cho dù muốn giới thiệu tình hình huyện Bá thì cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Hắn vừa định giơ tay ra hiệu im lặng lại nghe Thạch Bảo Lũy nói. Tiểu Tạ, cậu đưa thư ký Hạ sang phòng bên cạnh ăn cơm. Ở đây có nhân viên phục vụ là được rồi. Đừng, cứ để Tiểu Hạ và Tiểu Tạ ở lại, cho nhân viên phục vụ ra ngoài đi. Trương Thục Anh ngồi ở chủ tọa, hôm nay coi như cô là chủ. Cô ngắt lời Thạch Bảo Lũy, quay sang hỏi Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý, anh thấy sao? Có phải nên để mấy cậu Tiểu Hạ ở lại không? Như vậy cũng tốt cho họ làm quen với các vị lãnh đạo, tiện sau này triển khai công tác. Trương Thục Anh đã nói vậy, Lý Đinh Sơn còn có thể nói gì chứ? Ông đành phải gật đầu cười đồng ý. Hạ Tưởng lại cảm giác trong lòng không ổn, Trương Thục Anh muốn lưu hắn lại, tuyệt đối là có ý đồ khác. Quả nhiên sau 3 tuần rượu, Trương Thục Anh đột nhiên nói lời tâm tình sâu sắc. Hiện tại càng ngày càng có nhiều sinh viên đi vào công tác tại các cơ quan đảng và chính quyền. Đây là chuyện tốt, bọn họ tuổi trẻ, có tinh thần phấn đấu, có sức hấp dẫn, có học thức, là lực lượng hậu bị kiên cường của đảng ta, cũng là người nối nghiệp cho các cương vị quan trọng sau này. Như Tiểu Hạ, năm nay mới 23 tuổi đã là thư ký của bí thư Lý. Chẳng lẽ chúng ta thấy vì Tiểu Hạ trẻ tuổi thì cho rằng cậu ta không đủ năng lực, không thể đảm đương trọng trách sao? Đương nhiên không phải, dọc theo đường đi tôi và đồng chí Tiểu Hạ giao lưu, cảm giác ý nghĩ của cậu ta mở mang, rộng rãi, tư tưởng sinh động, hơn nữa cậu ta lại được vào đảng từ trong trường đại học. Một hạt mầm tốt như vậy, sao tổ chức không chăm sóc bồi dưỡng chứ? Sau khi trở về tôi sẽ đề nghị ban tổ chức cán bộ thành ủy, xếp đồng chí Hạ Tưởng vào đối tượng trọng điểm bồi dưỡng cán bộ. Hạ Tưởng lập tức cảm thấy đau đầu, người phụ nữ này đúng là không dứt, thực sự lấy hắn ra làm ngụy trang. Cô khen ngợi hắn như vậy, rõ ràng chỉ là nâng cao lên rồi bỏ đó, chẳng qua chỉ là cái cớ thả con tép bắt con tôm mà thôi. Quả nhiên Trương Thục Anh lập tức ném hòn gạch Hạ Tưởng sang một bên, đề xuất ra hòn ngọc mà cô muốn, như cười như không hỏi trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đỗ Song Lâm. Trưởng ban Đỗ, nghe nói trong ban tuyên giáo các anh có một sinh viên trẻ có năng lực. Hôm nay cô ấy có tới không? Vừa lúc có thể giới thiệu cho mọi người một chút, cũng cho Tiểu Hạ và Tiểu Tạ quen biết một chút. Thanh niên ở cùng với nhau có thể xúc tiến nhau cùng tiến bộ. Sắc mặt Đỗ Song Lâm lập tức âm trầm như thể bầu trời đầy mây đen. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, thời gian dường như ngừng lại. Mọi người đều không ai nói gì. Có người cúi đầu nhìn mặt đất, có người cầm chén rượu xoay chơi, như thể chén rượu trong tay là báu vật cực kỳ quý giá. Thạch Bảo Lũy thì ngẩng đầu nhìn chiếc quạt trần, chẳng hiểu là cái quạt trần bẩn thỉu đầy bụi bặm đó có gì hay mà thưởng thức. Lý Đinh Sơn lấy một bao thuốc lá trong người ra, rút ra một điếu, suy nghĩ gì đó lại thả trở về, như thể vô tình liếc Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng nhìn thẳng, trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ khiêm tốn nhưng ánh mắt chắc chắn khiến Lý Đinh Sơn yên tâm không ít. Hạ Tưởng biết rõ Trương Thục Anh khẳng định cực kỳ bất mãn với Đỗ Song Lâm, Đỗ Song Lâm là ủy viên thường vụ huyện ủy. Trưởng ban tuyên giáo, cũng không phải một phó trưởng ban tổ chức cán bộ như cô muốn gõ thế nào thì gõ.
có thể lên làm ủy viên thường vụ huyện ủy, chắc chắn phải có chỗ dựa trong ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng trong quan trường, làm xấu mặt nhau thì vẫn không phải là không có. Hôm nay Trương Thục Anh gọi tới Đỗ Song Lâm trước mặt mọi người, buộc y phải sượng mặt. Mâu thuẫn giữa hai người xem ra không phải tầm thường. Ý vị sâu xa chính là, 10 ủy viên thường vụ huyện bá ở đây đều không ai nói chuyện giúp cho Trương Thục Anh, dường như đều đứng ở lập trường trung lập. Nhưng ban tổ chức cán bộ là quan cao hơn một bậc so với quan chức cùng cấp, Trương Thục Anh cũng là phó trưởng ban, vậy mà không ai nói chuyện giúp cô, điều này đã thuyết minh một vấn đề. Thấy Trương Thục Anh luôn mượn danh mình để đối kháng với người khác, lại giả vờ giới thiệu bạn gái cho mình để cố ý nói cho Lý Đinh Sơn biết cô có một cháu gái làm ở ban tuyên giáo huyện ủy, Hạ Tưởng liền mất đi tất cả thiện cảm đối với cô ta. Muốn cho cháu gái được trọng dụng không có gì là sai, nhưng coi hắn là bùn nhuyễn muốn nhào, muốn nặn thế nào cũng được, lại ở trong trường hợp các thường vụ huyện ủy tề tựu đông đủ, mượn danh nghĩa hắn để nâng cháu gái của mình ra, vậy chính là sai 10 phần. Bề ngoài Hạ Tưởng vẫn thản nhiên nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm đã liệt Trương Thục Anh vào mục tiêu không thể tin và cần phải đề phòng. Đỗ Song Lâm chừng 45 tuổi, đeo kính gọng đen, trông hào hoa phong nhã như một học giả. Hiện tại bị Trương Thục Anh bước tới góc tường, sắc mặt ông ta đen khiếp người. Hai tay ông ta nắm chặt lại như thể đang chịu đựng một áp lực cực lớn. Sau chừng nửa phút, ông ta mới mở miệng nói. Phó trưởng ban Trương tin tức linh thông thật đó. Chỉ có điều không biết ngài nói tới sinh viên là ai? Là nam hay nữ, tên là gì? Gần một năm nay, ban tuyên giáo có 3 sinh viên tới. Hiện tại bọn họ đều đang công tác trong những vị trí trọng yếu. Trương Thục Anh bị Đỗ Song Lâm đá bóng lung tung trả lời thì tức giận đỏ mặt, lại thấy hiện tại ngồi xung quanh đều là lãnh đạo chủ yếu của huyện bá, đành phải đè nén cơn tức, cũng không thản nhiên nói. Người khác thì tôi chưa từng nghe qua. Nhưng thật ra nghe nói Trương Tín Dĩnh tốt nghiệp hệ Trung văn Đại học tỉnh Yên, rất có tài năng. Đỗ Song Lâm không ngăn được cơn lửa giận. Phó trưởng ban Trương, dường như Trương Tín Dĩnh là cháu gái của cô thì phải. Các vị lãnh đạo đều ở đây, cô cố ý đưa tên cháu mình ra, có phải có mục đích riêng hay không? Trương Thục Anh đối chọi gay gắt. Nâng hiền không tránh thân, nhưng thật ra trưởng ban Đỗ Anh thật giỏi. Một sinh viên giỏi hệ Trung văn bị anh bố trí đi quản lý hồ sơ, giao nhận công văn. Có phải cố ý trả đũa hay không? Đỗ Song Lâm đập bàn đứng lên. Phó trưởng ban Trương nói chuyện xin chú ý đúng mực một chút. Là lãnh đạo cấp trên, nhìn vấn đề phải thực sự cầu thị, đừng để bị thân tình che mắt. Đỗ Song Lâm tôi dạy học dạy người mười mấy năm, đã từng làm thầy giáo, làm hiệu trưởng, hiện tại làm trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, chỉ là vì không muốn phụ sự tín nhiệm của đảng ủy. Không phải vì nịnh bợ lãnh đạo thăng quan phát tài, lại càng không dùng người không khách quan. Trưởng ban Đỗ, là cán bộ lãnh đạo, vậy mà đập bàn trước mặt nhiều người như vậy là kiểu gì vậy? Ngồi xuống, có chuyện cứ ngồi nói, có lý không phải vì cao giọng, lại càng không phải vì ngồi ở cao, đúng không nào? Lý Đinh Sơn bắt buộc phải mở miệng, nếu không, quyền uy bí thư huyện ủy của ông hẳn là không còn sót lại chút gì. Đỗ Song Lâm đỏ mặt lên, ngồi xuống. Rất xin lỗi, bí thư Lý. Vừa rồi tôi hơi kích động, đập bàn là không đúng. Tôi thừa nhận sai lầm, xin lỗi mọi người. Trương Thục Anh bị Đỗ Song Lâm phản bác trước mặt mọi người, mất cả mặt mũi. Lý Đinh Sơn nói Đỗ Song Lâm nhưng Đỗ Song Lâm chỉ xin lỗi mọi người, căn bản là không hề nói gì với cô, hiển nhiên là gạt cô sang một bên, không thèm quan tâm. Cô càng không nuốt nổi cơn giận này, liền không chịu buông tha. Trưởng ban Đỗ. Trương Tín Dĩnh đúng là cháu gái tôi, nhưng nó cũng là sinh viên hệ Trung văn Đại học tỉnh Yên. Anh lại cho nó quản lý hồ sơ, giao nhân công văn, có phải là không biết trọng dụng nhân tài hay không? Chương 55, tránh văn phòng huyện ủy nhiệt tình quá độ. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, Trương Thục Anh này ra bài không theo quy củ, lại còn ăn nói không thèm để ý, ỷ vào việc mình là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, có thể chèn ép trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Thực sự nghĩ Lý Đinh Sơn làm bí thư huyện ủy là trang trí sao? Hơn nữa Trương Tín Dĩnh lại là cháu gái cô ta trắng trợn đề cập tới cháu mình trong trường hợp này, rõ ràng là không hề nể mặt toàn bộ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện bá. Một người phụ nữ không hề có trí tuệ chính trị như vậy, sao có thể lăn lộn lên tới vị trí phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy chứ? Lý Đinh Sơn đột nhiên nói, Tiểu Hạ, cậu có muốn làm quen Trương Tín Dĩnh một chút không? Dọc đường đi,
phó trưởng ban Trương chẳng phải luôn nói sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Câu nói đầu tiên đã rời lực chú ý của mọi người lên người Hạ Tưởng. Đột nhiên bị ánh mắt của 10 ủy viên thường vụ huyện bá nhìn chăm chú, Hạ Tưởng thật sự cảm giác bị áp lực. Tuy nhiên hắn cũng biết, không phải Lý Đình Sơn cố ý lấy hắn ra làm bia đỡ đạn mà làm như vậy là cho tất cả mọi người thấy, Hạ Tưởng là người thân tín của ông ta, là người ông ta tuyệt đối tín nhiệm. Thứ hai, đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Dù sao Hạ Tưởng còn trẻ, không cấp bậc, có nói gì không ổn cũng sẽ không ai quá để ý. Hạ Tưởng cũng hiểu chỗ khó xử của Lý Đình Sơn, Trương Thục Anh hơi quá đáng. Lý Đình Sơn vừa mới tới huyện bá, còn chưa biết tình hình thực tế như thế nào, còn chưa kịp đứng vững gót chân, chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn ngay. Trương Thục Anh hành động khoa trương như vậy có lẽ là do tính cách, cũng có lẽ là cố tình kéo ông ta xuống nước. Ông ta không thể không phòng tránh, lại không thể hoàn toàn bàng quan, lại không thể tỏ thái độ, cũng chỉ có thể kéo mình ra làm lá chắn, cũng là lấy lui làm tiến. Hơn nữa ngay từ đầu Trương Thục Anh đã đưa Hạ Tưởng ra làm danh nghĩa, vậy để Hạ Tưởng ra mặt cũng coi như danh chính ngôn thuận. Không ai ngờ, hóa giải trường hợp xấu hổ hôm nay lại nằm ở một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Tất cả mọi người đều đã làm quan nhiều năm, quen với mưa gió, cũng đều có tâm tư riêng đối với chuyện vừa rồi. Hiện tại thấy Hạ Tưởng bị Lý Đình Sơn kéo ra, ai cũng có ý tưởng của mình. Hạ Tưởng hơi cúi người, nối với giọng kính cẩn và khiêm tốn. Đầu tiên là cảm tạ phó trưởng ban Trương và bí thư Lý quan tâm tới vấn đề cá nhân của tôi. Tiếp theo là cũng cảm tạ các vị lãnh đạo đang ngồi ở đây dù vô cùng bận rộn cũng bớt chút thời gian nghe vấn đề tình cảm cá nhân của tôi. Cuối cùng tôi muốn nói chính là, tôi còn trẻ, tuy rằng thân thể thành thục nhưng tư tưởng vẫn chưa chín chắn hẳn. Hơn nữa tôi đối nhân xử thế hơi hướng nội, luôn không thuộc mẫu người các cô gái thích, cho nên tôi muốn chờ khi tư tưởng thành thục hơn một chút, tính cách lớn mật hơn một chút mới cân nhắc tới vấn đề tình cảm cũng không muộn. Kỳ thật cũng không sợ các vị lãnh đạo chê cười, tôi cũng không tự tin về bản thân lắm, sợ khi phó trưởng ban Trương giới thiệu bạn gái cho tôi, kết quả bị người ta chướng mắt thì thật là mất mặt. Hạ Tưởng trả lời vừa nghiêm túc lại hoạt bát, cung kính nhưng vẫn có cảm giác thoải mái. Thạch Bảo Lũy cười trước tiên, nói. Bí thư Lý, chàng trai Hạ Tưởng này rất khá, nói chuyện khôi hài. Ha ha, tuy nhiên tôi vẫn phải phê bình cậu một câu. Tiểu Hạ, không thể chỉ biết công tác, vấn đề cá nhân cũng phải suy xét thích hợp, đúng không? Nếu không, các cô gái tốt đều bị người khác đoạt mất, hối hận thì có thể đã muộn. Mọi người cùng nhau mỉm cười. Lý Đình Sơn rất vừa lòng với câu trả lời của Hạ Tưởng. Chỉ cần hóa giải được không khí xấu hổ chính là điều mà ông ta muốn. Ông quay người lại hỏi Trương Thục Anh. Phó trưởng ban Trương, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều nếu không có việc gì khác, có thể cho Tiểu Hạ gặp Trương Tín Dĩnh một chút được không? Về phần hai người bọn họ có thể tiến triển hay không thì đó là việc của họ. Đúng không nào, chúng ta chỉ có thể vạch ra bước đầu tiên cho thanh niên, con đường sau này đi được xa hay gần là phải do bọn họ tự đi. Lý Đình Sơn ám chỉ rất rõ ràng, chính là nói cho Trương Thục Anh biết, đã cho cô một bậc thang để xuống thang trong việc Trương Tín Dĩnh, tốt nhất là nên dừng ở đây. Trương Thục Anh không thu được kết quả như mong muốn, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không có cách nào. Cô lơ đãng liếc trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi ngồi đối diện, thấy y ngồi như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhòm mồm, thờ ơ. Cô không kìm nổi thầm mắng một câu, kẻ dối trá. Bữa tiệc chấm dứt. Mọi người đi ra theo thứ tự. Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng huyện ủy Ngô Anh Kiệt cố ý dừng ở cuối cùng, sóng vai đi cùng với Hạ Tưởng. Ngô Anh Kiệt khoảng 35 tuổi, mặt tròn, hơi béo, điệu cười tủm tỉm làm người ta cảm thấy cực kỳ thân thiết. Không biết là vì bản tính chân thật hay là vì cố tình biểu hiện, y vỗ vai Hạ Tưởng nói. Tiểu Hạ, lần đầu tới huyện bá hả? Cuộc sống có gì khó khăn thì cứ thoải mái nói. Cần phải coi huyện bá trở thành nhà của mình. Tôi chính là quản gia, có gì cần cứ nói với tôi, nếu không thể giải quyết thì cứ để bí thư Lý phê bình tôi. Chánh văn phòng huyện ủy mặc dù xếp hạng gần cuối trong các ủy viên thường vụ nhưng vì quan hệ công tác nên thường xuyên tiếp xúc với bí thư huyện ủy, có thể nói là một vị trí cực kỳ mấu chốt trong huyện ủy. Hoặc là được bí thư tín nhiệm trọng dụng, hoặc là không được bí thư tán thành thì sẽ bị lạnh nhạt và xa lánh. Cho nên y cố ý tiếp cận Hạ Tưởng. Muốn để lại cho Lý Đình Sơn một ấn tượng tốt cũng là bình thường. Hạ Tưởng không hề mất cung kính, đáp. Đa tạ trưởng ban thư ký Ngô quan tâm, tôi cũng không có yêu cầu gì.
bí thư Lý cũng không có dặn dò gì đặc biệt. Để sau tôi hỏi tỉ mỉ ý kiến của bí thư Lý một chút, chuyển đạt ý tứ của trưởng ban thư ký Ngô tới ông ấy. Nụ cười trên mặt Ngô Anh Kiệt vẫn không hề biến mất, ánh mắt híp lại thành một đường thẳng, rất hài lòng với câu trả lời của Hạ Tường. Y cảm thấy chàng trai này không tệ lắm, năng lực lĩnh ngộ tốt, chỉ một chút đã hiểu, khó trách Lý Đinh Sơn mang theo tới tận đây, lại còn lôi ra trên tiệc rượu. Trong lòng y càng thêm kiên định không được coi thường chàng trai trước mặt. Đừng nghĩ hắn trẻ tuổi mà coi thường, hắn làm việc trầm ổn, nói chuyện có chừng có mực, lại được Lý Đinh Sơn thưởng thức, về sau hắn chắc chắn có một vị trí trong huyện bá. Bí thư Lý an bài ở tòa nhà thường vụ phía sau tòa nhà huyện ủy. Tiểu Hạ, cậu ở phòng 301, dãy nhà 3, tòa nhà thường vụ. Đây là chìa khóa, bên trong đã thu thập tốt rồi. Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói, đừng khách khí. Ngô Anh Kiệt giao một chiếc chìa khóa cho Hạ Tường, không nói tới chìa khóa của Lý Đinh Sơn, khẳng định là muốn tự mình biểu hiện. Hạ Tường nhận lấy chìa khóa, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi. Nhà tập thể độc thân à? Ngô Anh Kiệt cười không nói gì, chỉ ừ một tiếng, chỉ tay về phía xa. Có người tìm tôi đi trước một bước. Đến giữa trưa, Cổ Hợp lặng lẽ lái xe tới huyện bá. Y không cùng với Hạ Tưởng ngồi xe thành ủy tới mà một mình lái xe từ thành phố Chương Trình đến đây, chính là vì muốn giấu giếm người khác. Y đã tìm thuê một căn phòng ở thị trấn, sau khi đỗ xe thì đi vào huyện ủy tìm Hạ Tưởng. Đến trưa, Lý Đinh Sơn cố ý bảo hắn đón Cổ Hợp, cho nên sẽ không đi cùng với hắn. Hắn dẫn Cổ Hợp đi vào chỗ ở, tới dãy nhà số 3 liền cảm thấy không ổn. Dãy nhà không lớn, cũng rất bình thường, nhưng Hạ Tưởng học chuyên ngành xây dựng, liếc mắt liền có thể thấy được tòa nhà này kết cấu phức tạp, bên trong thường có không gian khác. Mở cửa phòng ra, hắn lập tức sợ ngây người. Năm 1998, nhà ở xây dựng tại thành phố Yến đa số là diện tích 60-70 m². Phòng 90.100 m² không dễ bán lắm vì kinh tế của người dân không chịu được. Với mức độ phát triển của thành phố Yến còn như vậy, thành phố Chương Trình là thành phố nghèo nhất tỉnh Yến, mà huyện Bá lại là huyện nghèo số 1, số 2 của thành phố Chương Trình. Vậy mà khi Hạ Tưởng vừa đẩy cửa phòng đi vào, thấy bố trí trong phòng cực kỳ đầy đủ tiện nghi, chỉ riêng diện tích phòng chừng 90 m² đã đủ khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Lại nhìn mọi thứ dụng cụ đầy đủ trong nhà, tuy rằng không tính là xa hoa nhưng chỉ nhìn bề ngoài đã biết ít nhất chất lượng cũng đảm bảo tiêu chuẩn. Còn chưa nói tới tivi, tủ lạnh, điều hòa, thậm chí đồ làm bếp đều được trang bị đầy đủ hết, vừa vào là có thể thoải mái ở. Hai phòng ngủ một phòng khách, ban công rất rộng, còn có đầu ngủ mới tinh. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, hắn còn tưởng rằng đây là một căn phòng đơn, không ngờ Ngô Anh Kiệt lại nhiệt tình quá độ, cho hắn một chỗ ở vượt xa quy cách. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán ma lực thật lớn của quyền lực. Hắn chỉ là một thư ký nho nhỏ không hề có cấp bậc gì, vậy mà bố trí cho ở một căn phòng thậm chí còn vượt cả tiêu chuẩn của chủ tịch huyện. Cũng không biết huyện bá nghèo nàn như vậy, sao lại có tiền để chi cho căn phòng xa hoa như thế. Thật sự là xa xỉ. Không đúng, cho dù Ngô Anh Kiệt muốn thể hiện thiện ý với Lý Đinh Sơn cũng không cần phải ra sức như vậy. Đưa một căn phòng tốt như vậy cho một thư ký nho nhỏ là hắn làm gì chứ? Trực giác của Hạ Tưởng nói cho hắn thấy sự việc không hề đơn giản. Chương 56, buổi chiều hè, cô gái váy xanh. Cổ Hợp vừa thấy thì vui mừng quá đỗi, chậc chậc miệng nói. Làm quan thật tốt, Tiểu Hạ, cậu xem chỉ ở địa phương này mà xa hoa như vậy, phòng của bí thư Lý không chừng hoành tráng hơn gấp mấy lần. Một mình cậu ở phòng lớn như thế này thì cũng quá lãng phí, dù sao cũng có hai phòng ngủ, tôi đến ở cùng cho vui, thế nào? Vừa nói y vừa đẩy cửa bước vào. Từ từ Cổ Hợp. Hạ Tưởng tỉnh táo lại, tiến lên một bước đứng chắn trước cửa phòng ngủ. Đi, đi, anh ra ngoài thuê phòng để ở, cái phòng này chúng ta không ở được. Nếu bình thường thì không sao, nếu chẳng may có chuyện gì, tôi thân là thư ký của bí thư Lý nếu ở nơi này thì sẽ để cho người ta nói xấu bí thư Lý là lấy quyền mưu đồ cho cá nhân. Cổ Hợp sửng sốt, cúi đầu tưởng tượng một lúc, xoa xoa tay cười cười. Tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cũng là cậu nghĩ được chu toàn. Hiện tại bí thư Lý là bí thư huyện ủy, không giống như trước kia, việc phải chú ý cũng nhiều. Hạ Tưởng, về sau nhớ rõ cần phải nhắc nhở tôi việc nào nên chú ý, lúc nào cần cẩn thận, đừng để người ta lấy lý do từ chúng ta công kích bí thư Lý. Hạ Tưởng và Cổ Hợp rời khỏi phòng, không động tay động chân chút gì trong căn phòng đó.
Vốn hắn muốn trả cái chìa khóa cho Ngô Anh Kiệt, nghĩ lại thì thấy mình giữ thì tốt hơn, có lẽ không biết chừng về sau còn có chỗ hữu dụng. Cổ Hợp làm việc rất nhanh nhẹn, đã thuê phòng ở của người bên phòng thủy lợi. Phòng thủy lợi ở thị trấn cũng được xem như một đơn vị tốt, cho nên phòng ở cũng được, tất nhiên là không có thể so sánh với ở thành phố Yến, nhưng ít nhất so với các phòng chức năng khác trong huyện cũng có sự chênh lệch đáng kể. Nhà thuê có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tuy nhiên diện tích chỉ có hơn 60 mét vuông một chút, tiền thuê nhà mỗi tháng 80 tệ. Về mặt tổng thể của tiểu khu này thì có vẻ khá yên tĩnh, khuyết điểm duy nhất chính là ít cây xanh, có vẻ trống trải. Bởi vì ở đây là vùng có khí hậu lạnh giá nên cửa sổ của các phòng đều có 2 lớp kính, chiều dày của tường so với phòng ở thành phố Yến cũng dày hơn không ít. Hạ Tường rất vừa lòng đối với căn phòng này, các đồ vật trong phòng cũng không nhiều lắm, đơn giản nhưng thực dụng, cái chủ yếu chính là chỉ mất 5 phút đi bộ để đến huyện ủy. Hai người lại tới cửa hàng điện thoại bên ngoài mua 2 số điện thoại di động riêng. Hạ Tường là vì công việc của mình, Cổ Hợp thì không có di động, số điện thoại của hắn chính là số cá nhân của Lý Đinh Sơn, tuy nhiên đăng ký chính là tên của hắn. Hạ Tường biết số điện thoại này của Lý Đinh Sơn là một số cực kỳ bí mật, cũng không có mấy người biết, người mà biết dãy số này đều là người mà ông ta tuyệt đối tín nhiệm. Thị trấn huyện Bá cũng không nhỏ lắm nhưng lại hoang vắng, trên đường cái thì người đi đường cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mà có 1-2 cái ô tô đi ngang qua, đa số là xe tải, hoặc là một số xe thuộc dạng phổ thông như Santana, Zeta, cũng có một ít ô tô của Nhật Bản, đa số là xe lậu như xe ngon thuộc dòng Nissan Bluebird, Toyota. Buồn cười chính là các xe này phần lớn đều có biển số của Bắc Kinh, sợ như người khác không biết. Bởi vì rất ít người nên khi đứng ở trên đường phố còn có một loại cảm giác yên tĩnh dị thường. Trên không trung một màu xanh lam bất tận, ở các đô thị lớn không thể nhìn thấy màu xanh như vậy. Xa xa mơ hồ có thể thấy được núi xa sừng sững, thảo nguyên bao la, lại có ánh mặt trời chiếu xuống, trên người không những không có cảm giác khô nóng mà ngược lại thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Làm người ta vui vẻ thoải mái, tâm tình vô cùng thả lỏng. Khó được thời khắc thích thú giống như thế này, Hạ Tường híp mắt đang muốn hưởng thụ một chút tươi mát của bầu không khí, bỗng nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng chuông xe trong trẻo. Ngay tại thời điểm thoải mái say mê luồng không khí của mùa hè sau giờ buổi trưa như vậy thì Hạ Tường bị tiếng chuông xe làm bừng tỉnh, lơ đãng nhìn lại, chỉ thấy từ từ xa đi tới một cô gái thướt tha lả lướt, cô mặc váy liền áo màu xanh lục nhạt. Khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, trên cổ lộ ra một dây đeo màu hồng, sợi dây hồng này chui vào trong áo, không biết là để gánh cái phụ tùng gì, bên hông có một dây lưng có chiều rộng bằng bàn tay đang siết chặt thắt lưng lại, cũng bởi vậy có vẻ phía trên thân khá lớn. Cái mông cao ngất, cô cưỡi một chiếc xe đạp nữ màu hồng nhạt, không ngừng vừa đi vừa rung chuông, tiếng chuông trong trẻo giống như tiếng cười khúc khích. Cô gái đẹp quá, Hạ Tường âm thầm tán thưởng một tiếng. Huyện Bá chuyên sản sinh ra mỹ nữ quả nhiên không sai. Cô gái trước mắt mặc váy màu xanh lục ngồi trên chiếc xe hồng, lại thêm dung mạo thanh lệ giống như một đóa hoa vùng sơn dã, có vẻ đẹp tự nhiên tươi mát. Chỉ có điều trên đường cái người đi đường rất thưa thớt, không ai cản đường đi của cô thế mà cô ta không ngừng rung chuông làm cái gì. Hạ Tường có chút ngây người, ánh mắt nhìn chăm chú, tò mò về cô gái mặc váy xanh lục kia. Xuất phát từ lễ phép. Hắn khẽ gật đầu cười thì đột nhiên thấy cô gái biến sắc, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì vậy, đồ lưu manh, đồ háo sắc. Hạ Tường dở khóc dở cười, vốn định phản bác vài câu, rồi lại cảm thấy cũng chẳng cần thiết tranh luận với cô ta làm gì. Cho dù cô ta đúng là tự cho mình là một đại mỹ nữ, kỳ thật khi so sánh cô ta với những người khác, vừa không quyến rũ như Tiếu Giai, lại không tươi trẻ như Tào Thù Lê. Chẳng qua bởi vì cô ta có một vẻ đẹp chất phác nên mới khiến hắn nhìn mấy lần, không nghĩ tới gặp phải sự khinh thường, lại còn có một chút thóa mạ. Cổ Hợp ở một bên vui sướng khi người khác gặp họa nên cười dài. Hạ Tường kéo cánh tay hắn một cái. Đừng cười nữa, thời gian không sớm, quay về huyện ủy. Hai người bước đi, không nghĩ tới cô gái váy lục nhẹ nhàng, khéo léo nhảy xuống khỏi xe đạp, đem xe chắn ở trước mặt Hạ Tường. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, phải xin lỗi tôi thì mới được đi. Hạ Tường cảm thấy buồn cười, có vẻ hứng thú nhìn cô. Sao lại bảo là khiếm lễ? Tôi đã làm gì cô? Anh nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ không thuần khiết, có ý tưởng dơ bẩn, chẳng khác nào làm nhục tôi, cho nên người phải xin lỗi tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái mặc váy màu xanh lục hơi dơ lên,
Trên chóp mũi mơ hồ có chút mồ hôi toát ra, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có thể thấy được từng lông tơ, đôi môi bặm chặt lại, dường như bị ủy khuất rất lớn. Tuy nhiên trong ánh mắt của cô lại có thần thái ngạo mạn và cao cao tại thượng, làm cho người ta nhìn rất không thoải mái. Hạ Tưởng thấy thời điểm này đúng thực không sớm nữa, lo lắng nhóm Lý Đình Sơn đã nghỉ ngơi xong, bên người cần phải có người sai bảo, làm sao còn có tâm tình để giằng co với cô ta nữa. Hắn liền bỏ ý định phải đùa giỡn cô gái sang một bên, nói. Tuy rằng bộ dạng của cô cũng coi được, nhưng cũng chưa tới mức một cái liếc mắt tới mà đã tạo cho người ta ấn tượng là mỹ nữ, cho nên cô cũng không nên quá tự kỷ như vậy. Tôi có ý tưởng dơ bẩn hay không thì trong lòng tôi rất rõ. Liếc mắt nhìn cô một cái là bởi vì cái chuông của xe của cô không ngừng kêu loạn lên, còn nữa ánh mắt tôi rất thuần khiết, không có nhìn một vùng cơ thể đặc thù nào trên người cô cả. Tốt lắm, giải thích xong, tôi còn có việc, mời tránh một chút, không cần chặn đường. Anh là cái đồ thối tha, khốn khiếp, không dám thừa nhận. Cô gái mặc váy xanh lục tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, điệu bộ hung hăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh làm ở đơn vị nào? Tôi đi tìm lãnh đạo anh, để hắn phải phạt anh thật nặng, làm cho anh biết rằng tôi là người lợi hại. Hóa ra cô có chút bối cảnh. Hạ Tưởng nghe khẩu khí kiêu ngạo của cô ta, không tồn tại chút hứng thú nào. Đương nhiên, bối cảnh của tôi nếu nói ra thì thế nào cũng phải hù chết anh. Bây giờ khẩn trương chịu nhận lỗi với tôi thì còn kịp, nếu không như vậy, cho dù không khai trừ công chức của anh, ít nhất cũng cho anh ăn không ngồi chờ ở đấy. Cô gái mặc váy màu xanh lục cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ cô so với người khác thì cao hơn một tầng, không ngờ dừng ở trong mắt Hạ Tưởng lại giống như cố ý khoe ra bộ ngực đầy đặn của mình. Cổ Hợp nhìn không hợp mắt, tiến lên đang định nói với cô ta vài câu lại bị Hạ Tưởng ngăn trở. Hạ Tưởng dùng chân đá bay hòn đá nhỏ ven đường, lắc đầu nói. Ý thế hiếp người không phải phong cách của chúng ta là người tốt, có chuyện sẽ từ từ giải thích. Cổ Hợp cũng không nói nhiều, gật gật đầu lui trở về. Hắn cũng không rõ ràng lắm Hạ Tưởng sẽ làm thế nào, Hạ Tưởng nói thì hắn sẽ nghe theo không chút do dự, chỉ cần sự tình nào mà Hạ Tưởng đã quyết định thì chắc chắn tốt, nhất định sẽ không có chút lầm lỗi nào, có lẽ là Hạ Tưởng luôn có một bộ dáng định liệu trước làm cho hắn có cảm giác tin cậy, lại có lẽ bởi vì hắn cũng dần dần tiếp nhận rằng Hạ Tưởng mới là người mà Lý Đinh Sơn hiện tại coi trọng nhất. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ có điều buồn bực là một cô gái như vậy, bộ dáng khá xinh xắn, nhìn qua cũng rất thanh thuần, như thế nào lại có một tính tình quá mức tự kỷ như vậy, lại còn quá mức quái đản, bừa bãi không coi ai ra gì. Ở một huyện bá bằng cái mắt mũi này, thiên kim tiểu thư của bí thư huyện ủy cũng chỉ là con gái của một công chức cấp phòng, so với thân phận của Tào Thù Lê là thiên kim tiểu thư của giám đốc sở, độ kém cũng không phải là một cấp. Thứ nhất tôi không bất lịch sự với cô, thứ hai là không có xung đột gì với cô. Vì vậy cô không nên chắn đường của tôi, không để tôi đi. Bây giờ tôi trịnh trọng nói cho cô biết, mời cô tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách khí. Hạ Tưởng nghĩ đến Tào Thù Lê, đột nhiên mất đi hứng thú, cảm thấy cô gái mặc váy xanh lục này thật sự vô vị. Chương 57, phức tạp. Anh đã vô lễ còn dám kiêu ngạo với tôi. Tôi không tránh ra, xem anh có thể làm được gì tôi. Cô gái mặc váy màu xanh lục cũng không biết làm sao lại đầy dũng khí, dùng sức đẩy xe về phía trước, xe ngã rầm một tiếng, thiếu chút nữa đè vào Hạ Tưởng. Lửa giận trong người Hạ Tưởng bốc lên, nhấc chân đá bay chiếc xe đạp sang một bên, nhìn Cổ Hợp nói. Đi, không cần chấp nhặt cô ta, đúng thật là không thể nói lý được. Anh mới là không thể nói lý lẽ, anh là đồ lưu manh, đồ khốn khiếp, đứng lại. Cô gái mặc váy màu xanh lục ở phía sau hô to đến khàn cả giọng. Hạ Tưởng cũng không quay đầu lại. Đàn ông không nên cãi lộn đôi co với phụ nữ, động chân động tay với cô ta thì càng mất mặt. Đối phó với loại phụ nữ có luôn nhìn mình tự sướng này thì khinh thường chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa đi sang bên đường cái phía đối diện, đột nhiên một chiếc Nissan Bluebird từ phía sau phi lên phía trước người, ngay sau đó dừng phát lại. Hạ Tưởng và Cổ Hợp thu thế không kịp, thiếu chút nữa đâm vào chiếc xe, lập tức lửa giận bốc lên. Trên xe bước xuống một người đàn ông, khoảng 26 tuổi. Mặc một bộ quần áo sang trọng, cao lớn lực lưỡng, đầu cạo trọc, vẻ mặt dữ tợn, hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Thế nào anh bạn, vô lễ với phụ nữ rồi cứ thế vỗ mông bỏ đi sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Hôm nay tôi là người trung gian,
anh bạn phải cúi đầu nhận sai trước cô gái xinh đẹp này ba cái thì việc này mới trôi qua được. Nếu không đồng ý làm như vậy, tôi sẽ chơi cùng hai anh bạn một chút, cho các anh biết rằng người huyện bá không phải dễ bắt nạt. Vừa lúc này thì cô gái mặc váy màu xanh lục cũng từ phía sau đuổi kịp tới, cô đi tới trước mặt Hạ Tưởng, hung hăng chừng ánh mắt, nổi giận đùng đùng nói. Muốn chạy, ở huyện bá mà lại có thể để mấy anh chạy trốn thì tôi chẳng phải là rất mất mặt. Cổ Hợp nhìn thẳng về phía trước nói. Các người định kết hợp để ức hiếp người bên ngoài như chúng tôi hả? Người đàn ông đầu chọc lắc đầu, con mắt hình tam giác nhấp nháy mắt nói. Tôi chỉ thấy chuyện bất bình nên dừng lại giúp đỡ, tôi và cô em Trương này cũng không có ước hẹn để ức hiếp hai thằng mày, tuy nhiên vừa đúng lúc tôi đi qua đây, có phải hay không em Trương? Biến đi, ai là em Trương của anh, đừng tưởng là anh tới giúp tôi thì tôi sẽ nhận ân tình này của anh. Lưu Hà, anh tự nguyện xen vào việc của người khác, không có nửa điểm quan hệ với tôi, đừng nghĩ nhân cơ hội này để tiếp cận tôi. Cô gái mặc váy màu xanh lục đúng là một người ngang ngược, tính cách và lời nói giống nhau, mở miệng là đốt cháy người khác. Người đàn ông đầu cắt chọc cũng không tức giận, bộ dáng cợt nhả, có vẻ như bị mắng như vậy đã thành thói quen, hắn lấy tay chỉ vào Hạ Tưởng và Cổ Hợp, cười vẻ lấy lòng nói. Em Trương à, định thu thập bọn họ thế nào? Anh sẽ xử lý miễn phí cho em, có được không? Không khiến anh. Cô gái mặc váy màu xanh lục trợn mắt lên. Lại nhìn về phía Hạ Tưởng. Tôi để anh chịu nhận lỗi với tôi, nói một câu xin lỗi là được. Tôi khuyên anh nên như vậy, ngoan ngoãn xin lỗi, nếu chẳng may bị Lưu Hà hành hung thì sẽ không liên quan đến tôi. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Cổ Hợp một cái, đúng thực là không muốn rằng co cùng với tên đầu chọc và cô gái mặc váy màu xanh lục này, bọn họ nháo nhào chẳng yên, thắng cũng không có ý nghĩa, thua lại càng mất mặt. Hắn ôn hòa nói. Tôi đề nghị hai người tránh ra. Đừng làm chậm trễ công việc của người khác. Công việc của chúng tôi nếu truy cứu đến trách nhiệm thì hai người không gánh vác nổi. Thằng này tốt, khẩu khí mạnh đấy. Ở huyện bá này một mẫu ruộng còn có ba phần đất nhà ông, còn chưa có người nào dám coi thường Lưu Hà tao. Lưu Hà cảm thấy bị tước hết mặt mũi trước mặt cô gái mặc váy màu xanh lục, bị Hạ Tưởng dùng một bộ dạng răn dậy để nói chuyện, lập tức lửa giận bốc ngùn ngụt, giơ chân lên liền đạp tới một cái. Cổ Hợp cũng không biết Hạ Tưởng cũng biết một chút về quyền cước, hắn là bộ đội xuất ngũ, cũng luyện qua vài năm công phu, đánh nhau với người bình thường thì không sợ. Hắn liền lấy hai tay kéo Hạ Tưởng về phía sau hắn, cũng nhấc chân cũng đồng thời đá một cái, mặc dầu là xuất phát sau nhưng mà lại đến trước, đá một cái vào cái đầu gối của tên kia. Tên đầu chọc kia bị đá trúng, đau đến độ phát hoảng kêu to lên. Đánh người, người bên ngoài đánh người, em Trương, mau báo cảnh sát. Bảo nhị tử kéo toàn bộ lực lượng ra. Cô gái mặc váy màu xanh lục rất không hài lòng chừng mắt liếc Lưu Hà một cái, trên mặt cũng hiện lên một tia khẩn trương, vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau khi đặt máy xuống thì vẻ mặt có vẻ cổ quái nói. Cảnh sát cũng không ở đồn, bọn họ đều đến giữ gìn trật tự ở huyện ủy rồi. Lưu Hà, anh cũng đừng khẩn trương quá, tôi cũng không tin bọn họ giữa ban ngày ban mặt lại dám hành hung. Cô gái mặc váy màu xanh lục tay chống nạnh đứng ở trước mặt Hạ Tưởng. Không xin lỗi tôi thì đừng hòng chạy được. Hạ Tưởng có chút phát cuồng, cô gái này là ai thế, như thế nào vẫn không buông tha. Đừng nói là cô ta không phải là một mỹ nữ mà là một người quá xấu xí, cũng không thể động chân động tay đánh con gái, trừng phạt không được, mắng cũng không được, đúng là không có biện pháp nào với cô ta. Hắn thấy Lưu Hà ở một bên lấy ra di động, hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại. Chỉ nghe thấy gọi anh em bạn bè tới, trong lòng lại càng buồn bực, nếu chờ người của thằng này kéo tới, chẳng lẽ lại phải cùng đánh nhau một trận động trời hay sao? Cổ Hợp, tôi đối phó Lưu Hà, anh đối phó cô gái này, khẩn trương đi thôi. Hạ Tưởng nhỏ giọng nói, cũng không để ý Cổ Hợp có thương hương tiếc ngọc hay không, dù sao thì hắn cũng xông lên trước rồi, lách qua cô gái mặc váy màu xanh lục tiến đến tên đầu chọc. Tên đầu chọc cũng rất nghiêm túc, giơ tay ra bắt lấy Hạ Tưởng. Bị Hạ Tưởng lật tay lên bắt lấy cổ tay hắn, thuận thế kéo mạnh hướng xuống đất, đầu bóng mất trụ, thân người trở nên lom khom, Hạ Tưởng cũng không khách khí liền đá một cái vào mông hắn, làm cho hắn thành luôn tư thế chó gặm bùn, sau đó chạy nhanh thoát khỏi hiện trường. Chạy vài bước, vừa quay đầu lại đã thấy Cổ Hợp phía sau đang trộm cười, Hạ Tưởng ngạc nhiên hỏi. Cô gái dã man kia không chặn hả? Cổ Hợp cười ha hả nói. Cậu vừa ra tay thu thập tên đầu chọc kia thì dọa cô ta thành choáng váng, đứng yên không nhúc nhích,
Cũng may cô ta không ngăn tôi, nếu cẩn thật thì tôi cũng chẳng nề hà gì, dù sao mình cũng không thiệt. Hạ Tưởng vươn ngón tay cái. Không nhìn ra, cổ hợp, tư tưởng của anh đúng không thuần khiết, cũng khó trách, quả thật cũng nên tìm một người bạn gái rồi. Cổ hợp không ngừng nhếch miệng cười, lại còn mấy lần không có việc gì cũng quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lộ ra một số hào quang, khiến Hạ Tưởng không kìm nổi nghĩ ác là, chẳng lẽ cổ hợp này thích con gái dã man, năm nay hắn 27 tuổi, cũng chưa nghe thấy yêu đương bao giờ, hắn không thực sự để tâm đến chuyện này đấy chứ. Thời điểm hai người thở hồng hộc chạy đến cũng may là lúc Lý Đình Sơn và Ngô Anh Kiệt vừa cùng xem xong chỗ ở, nhìn thấy Hạ Tưởng, hắn liền ngoắc tay bảo Hạ Tưởng lại đây. Phó trưởng ban Trương vừa rồi còn hỏi cậu ở nơi nào, nói là phải giới thiệu Trương Tín Dĩnh cho cậu biết mặt. Thật đúng là để biết mặt, Hạ Tưởng nhớ tới Trương Thục Anh và trưởng ban Đỗ ở trên bàn rượu không ngừng làm ầm ĩ, trong lòng liền có một sự phiền chán, vấn đề liên quan với Trương Tín Dĩnh cũng không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Tuy nhiên, Lý Đình Sơn nói giỡn một câu. Tiểu Hạ, chịu ủy khuất một chút, đám cưới đám hỏi chính trị chủ yếu là cấp cho nhau mặt mũi. Người ta tặng một cháu gái cho cậu, cho dù cậu không cần thì cũng phải làm dáng để gặp một lần mới tốt. Nếu chẳng may thấy cảm giác cũng được, không phải cậu còn không có bạn gái, một công hai việc luôn. Cho dù sau này không thành thì cậu cũng có chịu thiệt đâu mà. Vẻ mặt Hạ Tưởng rất bất đắc dĩ. Bí thư Lý, đàn ông dù sao cũng không thể tùy tiện mà hy sinh. Lý Đình Sơn cười ha ha, nói thêm với Hạ Tưởng và cổ hợp mấy câu, liền bị người kéo đi mất. Trước khi đi còn cố ý giao cho Hạ Tưởng, bảo hắn đi tìm phó trưởng ban Trương, muốn hắn và Trương Tín Dĩnh gặp mặt trở thành nhiệm vụ chính trị hạng nhất phải hoàn thành. Hạ Tưởng lý giải tâm tư của Lý Đình Sơn, Trương Thục Anh lấy việc đề bạt Trương Tín Dĩnh để thử hắn, hắn mượn Hạ Tưởng đi thử cô. Tóm lại song phương mới vừa tiếp xúc, hiện tại còn đang ở giai đoạn sờ soạng điểm mấu chốt của đối phương, ai cũng sẽ không lật con bài tủ của mình. Trương Tín Dĩnh là uy hiếp của Trương Thục Anh, hoặc là viên đạn của cô ta, mà Hạ Tưởng lại là người phát ngôn của Lý Đình Sơn, đại biểu cho thái độ tiến lùi của Lý Đình Sơn. Thời điểm Trương Thục Anh giáp mặt cùng nháo nhào với Đỗ Song Lâm thì cũng không phải là bắn tên mà không có đích. Giữa hai người có lẽ sớm có mối hận cũ, nhưng lại để dành tới bữa tiệc đón Lý Đình Sơn mà cãi nhau, điều này không thể không làm người ta suy nghĩ sâu xa được. Tuy nhiên khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú chính là trong các thường ủy của huyện bá này khẳng định có người của Trương Thục Anh, nhưng người này ở trên bàn rượu không ra mặt thay cô nói chuyện, tạo thành tình huống một mình cô như một bàn tay vỗ không thành tiếng kêu, không biết là cố ý hay là không có ý định, mà cũng có thể là âm thầm thể hiện ý tốt với Lý Đình Sơn. Chương 58, cái tát thật tốt. Cổ hợp nghe theo sự an bài của Lý Đình Sơn, tới phòng lái xe để đưa tin, Hạ Tưởng kiên trì một mình chuẩn bị lên lầu đi tìm Trương Thục Anh. Nói thật, hắn không sợ loại người nham hiểm, cũng không sợ loại người phụng phịu kiểu cao cao tại thượng, mà chỉ sợ phụ nữ lắm lời, suốt ngày lải nhải không dứt. Khi gây rối, phụ nữ thường có nhiều ưu thế, trừng phạt không được mắng không được, nếu chẳng may không giải thích được câu hỏi của bọn họ thì lại còn có thể càng làm cho người ta vò đầu bứt tai. Hạ Tưởng mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh ồn ào. Chính là hắn, chính là cái tên kia, hai người các anh mau bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy. Cách không xa phía sau hắn, tên đầu chọc dẫn hai cảnh sát, đang đuổi theo. Còn dám bắt người trong trụ sở của huyện ủy, lá gan không nhỏ. Hạ Tưởng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện không biết khi nào phía trước xuất hiện cô gái mặc váy màu xanh lục, vẻ mặt rào rạt đắc ý đang giang hai tay ra ngăn lại đường đi của hắn, bởi vì dùng sức quá mức duỗi tay, dường như làm khoảng cơ ở trước ngực vận động quá mức bình thường, làm lộ ra hai chú thỏ trắng trước ngực đang ngẩng đầu nhìn trời xanh, giống như đang giang tay ra ôm Hạ Tưởng vào trong ngực, làm cho người ta liên tưởng cực kỳ mờ ám. Sau có truy binh, trước có chặn đường, Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa tới huyện bá, thế nào liền gặp được cô gái ngang ngược là cô gái mặc váy màu xanh lục và rắn địa phương là tên đầu chọc như vậy. Hắn không chút hoang mang đứng lại, nhìn cô gái mặc váy màu xanh lục cười cười. Tư thế này của cô rất chướng tai gai mắt, người khác sẽ nghĩ đến việc cô đang định sàm sỡ với tôi. Cô gái mặc váy màu xanh lục mặt đỏ lên, phì, một tiếng. Đồ lưu manh, còn nói anh không có suy nghĩ dơ bẩn. Lời nói mới rồi đã bại lộ đầy đủ bản chất dê gái của anh. Hạ Tưởng lại không cho là đúng nói. Tôi chỉ có sao nói vậy mà thôi, còn cô lại thể hiện ra các động tác yêu thương nhung nhớ, cô bảo ai hơn ai.
Cô gái mặc váy màu xanh lục giống như uống phải một ngụm nước miếng của người khác, mặt đỏ bừng lên, nửa ngày nói không nên lời một câu, đột nhiên, oa, một tiếng khóc thành tiếng. Đồ lưu manh, đồ bại hoại, tôi sẽ đánh chết anh. Cô tiến lên, nhấc chân đá Hạ Tưởng. Tiếu Dài có thể đá hắn, Tào Thù Lê cũng có thể đá hắn, nhưng cô gái mặc váy màu xanh lục ngang ngược không rõ phải trái lại càn quấy trước mắt thì cảm giác thương hương tiếc ngọc của Hạ Tưởng đối với cô ta một chút cũng không có, nếu không phải cô ta là con gái thì đã sớm đánh từ lâu rồi. Không phải cứ sự ngang ngược nào của con gái đều có thể biến thành sự đáng yêu, đại bộ phận là lợn lành chữa thành lợn què làm cho người ta cảm thấy sự vô lại. Hắn lắc mình lui về phía sau, dễ dàng né cú đá của cô gái mặc váy màu xanh lục, vừa lúc lại cảm giác hai cánh tay bị người ở sau lưng giữ chặt. Hắc, thằng nhãi, còn muốn chạy, chạy lại thử xem, trước mắt đưa hắn đến đồn công an, chờ tôi làm chút chuyện xong sẽ qua đó để xử lý hắn. Lá gan khá lớn. Dám trêu em Trương của tao, để xem mày biến thành bị cắt như thế nào. Tên đầu chọc Lưu Hà Vinh mặt hất hàm sai khiến hai cảnh sát đang giữ chặt người Hạ Tưởng lại. Cô gái mặc váy màu xanh lục cắn răng, trừng ánh mắt oán hận. Để tôi cho hắn một bạt tai rồi nói sau. Dám nói năng lỗ mãng với tôi, cũng không hỏi xem tôi là ai. Toàn bộ huyện bá đều không có người nào dám trêu tôi, một người bên ngoài còn dám kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày. Hạ Tưởng bị hai cảnh sát giữ chặt lấy người, muốn cử động cũng không động đậy được. Cô nếu mà làm vậy, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời. Ở tòa nhà huyện ủy bị người khác bạt tai trước mặt nhiều người, hắn đại diện cho chính Lý Đinh Sơn, sự việc này sau truyền đi ra ngoài thì sự việc sẽ lớn, trên mặt Lý Đinh Sơn chắc chắn không có chút ánh sáng, khẳng định sẽ cực kỳ giận dữ, giận chó đánh mèo tới người phía sau lưng cô gái mặc váy màu xanh lục này. Hạ Tưởng cũng không sợ việc Lý Đinh Sơn và thế lực địa phương huyện bá xung đột. Ông ta nhậm chức bí thư huyện ủy, muốn làm ra một thành tích ở nơi đây, kiểu gì thì cũng ở vào thế sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn với thế lực bản địa mà lợi ích đã đóng thâm căn cố đế ở đây, chỉ có điều hiện tại thì chưa phải là thời cơ. Lời vừa ra khỏi miệng Hạ Tưởng liền hối hận, cô gái mặc váy màu xanh lục là người mà không sợ trời cũng không sợ đất, tự cao tự đại, là người mà thích ăn mềm mà không thích ăn cứng. Quả nhiên. Vừa dứt lời, cô gái mặc váy màu xanh lục vung cánh tay lên tát một cái vào mặt Hạ Tưởng. Mày chết cũng xứng đáng, dám ăn nói ngông cuồng. Dừng tay. Đột nhiên một âm thanh vang lên bên cạnh, một bóng người nhảy ra giơ tay chắn lấy trước mặt cô gái mặc váy màu xanh lục, không ngờ chân còn chưa đứng vững, lại đẩy mạnh vào trên người Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng và hai gã cảnh sát đang giữ chặt bên người đều không làm chủ được mà lùi về phía sau một bước. Một bước này vừa lúc khiến cho cái bạt tai của cô gái mặc váy màu xanh lục rơi vào khoảng không. Hạ Tưởng may mắn né được, nhưng tay của cô gái mặc váy màu xanh lục lại không dừng lại, vừa lúc đánh vào đầu của người mới tới. Bốp, một tiếng nghe như đánh vào một thứ gì đó rất rắn chắc. Cô gái mặc váy màu xanh lục còn chưa kịp có phản ứng. Lưu Hà đang đứng bên cạnh thấy rõ người mới đến là ai, sợ tới mức co rụt lại cổ, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ thu liễm lại. Ưỡn người nghiêm mặt kêu một tiếng. Trưởng ban Đỗ. Người mà đã trúng một cái tát của cô gái mặc váy màu xanh lục chính là trưởng ban tuyên giáo Đỗ Song Lâm. Đỗ Song Lâm đang ở xa xa cùng nói chuyện với Lý Đinh Sơn, vô tình nhìn thấy Hạ Tưởng bị hai cảnh sát giữ, lập tức hoảng sợ. Đây đâu phải trò đùa, bí thư huyện ủy ngày đầu tiên nhậm chức mà bí thư đã bị cảnh sát bắt, sẽ nghĩ về trưởng phòng công an Vương Quan Thanh như thế nào. Hắn không chút suy nghĩ. Vội vàng đã chạy tới giải vây, đột nhiên lại nảy sinh biến cố, có người muốn đánh Hạ Tưởng, lại khiến hắn hết hồn. Ở trụ sở huyện ủy đánh thư ký của bí thư, cái này khác gì trước mặt mọi người đánh bí thư Lý một cái tát là cái gì? Hắn tuy là trưởng ban tuyên giáo, công việc bảo đảm an toàn không phải do hắn quản, nhưng hắn là người của huyện bá, xem như thuộc thế lực địa phương, từ trước đến giờ tại huyện bá này thì bí thư huyện ủy và thế lực địa phương đều không ngừng xung đột. Hắn luôn là người đứng ở giữa để tạo thái độ cân bằng. Thực sự nếu thư ký của bí thư bị người địa phương đánh, điều này làm bí thư huyện ủy trong cơn giận dữ, nhân cơ hội bắt vài cán bộ bản địa thì cũng đầy đủ lý do. Lúc Đỗ Song Lâm thấy rõ người đang muốn đánh người là ai thì lập tức cơn tức giận đến nổi lên trận lôi đình, lúc ấy cũng không nghĩ được nhiều, liền chạy lại đây, dưới tình thế cấp bách cũng không ngại thân phận, ra tay ngăn trở. Bất kể thế nào cũng không ngờ đến chính là hắn lại bị người ta đánh vào đầu. Cô gái mặc váy màu xanh lục cũng không ngờ lại xuất hiện tình huống này,
người bị đánh lại là Đỗ Song Lâm, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đỗ, trưởng ban Đỗ, ngại quá, sao lại là ngài? Tôi không phải cố ý đánh vào đầu ngài, thật sự mà tôi muốn đánh chính là đồ lưu manh này. Đỗ Song Lâm vốn đang kiềm nén lửa giận, bởi vì hắn nhận thấy Lý Đình Sơn, Trương Thục Anh cùng với các thường vụ huyện ủy khác đang nói chuyện với nhau, cũng không chú ý tới các phát sinh này, hiện tại lại bắt đầu chú ý tới bên này, tất cả ánh mắt đều đang tò mò nhìn về hướng này. Hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện với Trương Tín Dĩnh, hắn đang cố gắng dàn xếp tình huống liên quan đến Hạ Tưởng rồi sau đó tính toán sau cũng không muộn, không ngờ vừa nghe cô mở miệng đã nói Hạ Tưởng là đồ lưu manh, rốt cuộc không kìm nổi trong lòng cơn tức, thốt ra. Trương Tín Dĩnh, cô có biết cô đang làm cái gì không? Cô có biết người cô đang định đánh là ai không? Cô không làm việc ở ban tuyên giáo mà chạy loạn trong huyện ủy làm gì? Ai cho phép cô rời vị trí làm việc? Ban tuyên giáo nằm trong tòa nhà huyện ủy, tuy nhiên lại ở phía cổng sau của huyện ủy. Trương Tín Dĩnh, Hạ Tưởng trong lòng cười lạnh, hóa ra người trước mắt chính là cô cháu gái tài ba Trương Tín Dĩnh tốt nghiệp khoa Trung văn trường Đại học Thành Yến của phó trưởng ban Trương. Cũng không biết là nuông chiều như thế nào mà có tính tình của một tiểu thư quyền quý như vậy. Hai cảnh sát thấy tình thế không đúng, đã lén lút buông lỏng ra cánh tay của Hạ Tưởng ra. Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn hai người, thấy bọn họ đều chưa đến 30 tuổi, bộ dạng cũng bình thường, liền hỏi. Các anh là cảnh sát, không hỏi trắng đen gì mà đã bắt người, còn cố ý để cho người ta đánh tôi, có phải là hơi quá mức hay không? Lưu Tổng nói cậu là người xấu thì cậu là người xấu. Lời nói của Lưu Tổng thì chúng tôi không dám không nghe. Thái độ của người cảnh sát phía bên trái hơi thả lỏng, nhưng không có thái độ sợ hãi nói. Lưu Tổng, chính là hắn. Hạ Tưởng chỉ tay về phía Lưu Hà. Hắn là ai? Đến ngay cậu ấy mà cậu cũng không biết, thế mà còn dám đùa giỡn ở huyện bá. Cảnh sát này hiển nhiên nhãn lực còn thiếu, còn không nhìn thấy rõ tình thế trước mắt. Anh ta là công tử của phó chủ tịch huyện chúng ta. Từ trước đến nay ở huyện bá nói một là không hai. Hạ Tưởng khoát tay, không muốn nghe hắn tiếp tục thổi phồng nữa, bởi vì hắn đã nhìn thấy đoàn người của Lý Đình Sơn đã đi tới. Chương 59, tìm được điều tốt từ trong chỗ loạn. Lưu Hà không nghĩ tới sự tình sẽ thành nháo nhào như vậy. Hắn thấy Đỗ Song Lâm biết Hạ Tưởng, nghĩ đến ba của hắn đã sớm nói qua với hắn, bí thư huyện ủy Lý Đình Sơn mới tới nhậm chức sẽ mang một thư ký và một lái xe đến đây. Nói như vậy, người trước mắt này không phải thư ký thì cũng chính là lái xe rồi. Bất kể là ai, nhưng phát sinh xung đột với thân tín của bí thư huyện ủy thì cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn không khỏi có chút âm thầm hối hận, nhất thời kích động gặp người đẹp liền lạm phát cảm giác chính nghĩa, lại nghĩ đến ba hắn luôn dặn dò sau khi bí thư huyện ủy mới nhậm chức thì hắn phải kiềm chế một chút. Ý tứ của Lưu Thế Hiên thì Lưu Hà cũng hiểu được, rất nhiều sự tình ngấm ngầm thực hiện mà không cần phải biểu lộ ra mặt. Có thể không sinh ra xung đột thì phải tránh để khỏi phát sinh mâu thuẫn. Cũng không nhất định là chức quan ai cao hơn thì có quyền định đoạt, cảm giác trốn ở sau lưng người khác mà khống chế tất cả các sự việc cũng làm cho người ta rất yêu thích. Làm việc dưới trướng nên Trương Tín Dĩnh cũng là hơi sợ Đỗ Song Lâm, tuy nhiên cô liếc mắt thấy Trương Thục Anh cũng đang đi tới nơi này, sự sợ hãi trong lòng đến một chút cũng biến mất không thấy, không nể nang gì nói luôn. Hắn có thể là ai? Chính là một tên tiểu lưu manh thích ngắm mỹ nữ ở trên đường. Trên đường, hắn mấy lần không có ý tốt liếc nhìn tôi, yêu cầu hắn xin lỗi mà hắn còn không chịu. Trưởng ban Đỗ, tôi chờ ở đây để đợi bác của tôi là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy xuống thị sát dưới này, tôi là cháu gái của bà ấy thì cũng không tính là có cái gì lỗi lầm cả. Vừa rồi tôi ở đơn vị không thấy ngài, bây giờ gặp ở đây xin phép luôn, như thế cũng xem là chấp nhận được đúng không? Trương Tín Dĩnh thái độ có vẻ không sao cả hoàn toàn chọc giận Đỗ Song Lâm, vốn giữa trưa trên bàn rượu đã tranh cãi một trận với Trương Thục Anh đã không thoải mái rồi, bây giờ Trương Tín Dĩnh lại đưa Trương Thục Anh ra để đè hắn làm sao còn nuốt được thái độ này. Vừa lúc lại đề cập đến việc có dính líu đến Hạ Tưởng, hắn lạnh lùng nói. Trương Tín Dĩnh, trong thời gian làm việc cô tùy tiện rời khỏi công việc, tình tiết này cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ tôi quyết định tạm thời đình chỉ công việc của cô. Yêu cầu cô quay trở về viết một bản kiểm điểm nộp cho tôi. Trương Tín Dĩnh gặp tình cảnh Đỗ Song Lâm ngay trước mặt nhiều người như vậy không cấp cho cô chút lưu tình nào cả, vừa tức vừa sợ, vừa lúc Trương Thục Anh đi tới gần, cô vô cùng khí thế lớn tiếng nói. Trưởng ban Đỗ, tôi không phục, không phải là vừa mới rồi tôi không cẩn thận đánh vào đầu ngài một cái,
đây là ngài đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, lấy quyền mưu tư. Ngài đã sớm thấy tôi không vừa mắt, cố ý để tôi chịu sự ghẻ lạnh, vừa lúc bác tôi đến đây, chúng ta phải nói lý với nhau một chút. Hạ Tưởng gần như phải cười rộ lên, Trương Tín Dĩnh thật đúng là một kẻ dở hơi, ỷ vào có chỗ dựa là Trương Thục Anh cũng không có thể cùng đối nghịch với người lãnh đạo trực tiếp. Huyện quan còn không bằng hiện quản, trên quan trường chú ý nhất chính là sự cất nhắc nhau, không phải giáp mặt phá hoại nhau. Quả nhiên sắc mặt Đỗ Song Lâm xanh mét, gần như là gần từng tiếng nói. Chỉ cần cô còn một ngày ở ban tuyên giáo thì cô phải nghe lời nói của tôi. Nếu có bản lĩnh thì chuyển đến thành phố đi. Lời nói này xem như không còn đường sống để quay về, cũng vừa lúc chạm tới chỗ đau của Trương Tín Dĩnh, vẻ mặt cô ta ủy khuất, giữ chặt cánh tay Trương Thục Anh, không cam chịu nói. Bác nghe một chút lời nói này. Trưởng ban Đỗ rõ ràng cố ý chèn ép cháu, còn muốn thiên vị cái tên tiểu lưu manh kia, bác nhất định phải giúp cháu chủ trì công đạo, nếu không sau này ở ban tuyên giáo không có cách nào làm việc được cả. Lý Đình Sơn cười dài nói. Tiểu lưu manh. Tôi muốn nghe xem, thư ký của tôi như thế nào lại thành tiểu lưu manh. Trong lòng Trương Thục Anh cũng căng thẳng, Lý Đình Sơn rốt cục ra tay. Xem ra động đến Hạ Tưởng, chính là động tới sự uy hiếp của hắn. Lý Đình Sơn lại liếc mắt nhìn hai cảnh sát một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Các anh tên gọi là gì? Hai cảnh sát không biết Lý Đình Sơn, gặp tình cảnh toàn bộ đầu não của huyện đều vây quanh Lý Đình Sơn, có ngốc cũng đoán được người này là ai. Không khỏi thất kinh toát mồ hôi lạnh trên cả người. Trưởng phòng công an thấy bí thư huyện ủy còn phải thật cẩn thận, bọn họ tất nhiên là tầng lớp thấp nhất của cảnh sát bình thường muốn gặp phó phòng còn khó, muốn gặp bí thư huyện ủy lại đừng nghĩ tới. Tôi tên là Trần Hải Thân, người này tên là Lưu Minh Quân. Người cảnh sát nhiều tuổi hơn bất an đáp. Lý Đình Sơn cũng không để ý đến bọn họ nữa, lại hỏi Lưu Hà. Cậu là ai, là người thuộc phòng ban nào? Lúc này Lưu Hà cũng đã đoán được người trước mắt chính là bí thư huyện ủy mới tới nhậm chức, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Quyền lực luôn vô hình đưa đến uy áp đến cho người khác, nhất là Lý Đình Sơn, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói thản nhiên luôn toát ra một vẻ chất vấn từ trên cao nhìn xuống, khiến lòng tự tin của hắn biến sạch, lắp bắp đáp. Tôi tên là Lưu Hà, công tác ở phòng thủy lợi. Phòng thủy lợi dường như không đóng trong trụ sở huyện ủy. Lúc này là thời gian làm việc, cậu không ở đơn vị mà làm việc lại chạy tới trụ sở huyện ủy là có việc gì để làm sao? Lý Đình Sơn hỏi thẳng hắn, không lưu tình chút nào. Nhất thời Lưu Hà nghẹn lời, ánh mắt trốn tránh, không dám chạm vào ánh mắt của Lý Đình Sơn. Tuy rằng trong lòng hắn không phục, tuy nhiên nhớ tới lời dặn của Lưu Thế Hiên nên không dám thể hiện ra. Trương Thục Anh nghe ra khẩu khí của Lý Đình Sơn không tốt, vội vàng đi ra hòa giải. Bí thư Lý có thể không biết, ba của Lưu Hà là Lưu Thế Hiên. Thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Lưu Thế Hiên. Lý Đình Sơn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Thế Hiên một cái, thấy hắn quay ngang đầu, dường như tất cả các việc này đều không quan hệ với y, cũng không có ý tứ đi ra nói chuyện. Trong lòng Lý Đình Sơn có vài phần minh bạch, phó chủ tịch huyện cường thế, là nhân vật cầm đầu của phái địa phương. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, rất xin lỗi bí thư Lý, tôi và anh bạn này. Không, thư ký Hạ vừa rồi có chút hiểu lầm, hiện tại sự tình đã trôi qua, không có việc gì. Có điều gì không đúng, tôi sẽ bồi tội thư ký Hạ. Thư ký Hạ, cậu nói đi. Trong lòng Lưu Hà có chút khiếp sợ, Hạ Tưởng xem ra trẻ hơn hắn mấy tuổi, không ngờ là thư ký của bí thư huyện ủy, hắn còn tưởng rằng đây là lái xe nữa. Tuy nhiên xem như hắn có chút ánh mắt, gặp tình thế không ổn, làm bí thư huyện ủy nóng nảy lên cũng không phải là chuyện tốt. Tuy rằng hắn luôn luôn cho rằng ba hắn là Lưu Thế Hiên có thế lực thâm căn cố đế ở huyện bá, không người nào có thể dao động, chưa kể ra không thể không nể mặt mũi, luôn nhường nhịn hắn ba phần. Lưu Hà muốn dàn xếp ổn thỏa, Hạ Tưởng lại không đồng ý, sự tình loạn đến như thế này, đúng là có thể từ trong chỗ loạn để tìm chút lợi ích, thằng này muốn toàn thân quay trở ra chẳng phải là rất tiện nghi cho hắn. Hắn đang muốn cho thêm chút lửa, làm cho lộ nguyên hình của những người nên nhảy ra này. Còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe đến Trương Tín Dĩnh cực kỳ bất mãn nói. Không thể như vậy mà bỏ qua được. Bác, hắn là thằng tiểu lưu manh, khinh rẻ cháu, không thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Cho dù hắn là thư ký của bí thư Lý nào đó thì cũng không cần sợ hắn, bác là lãnh đạo thành ủy, thay cháu nói một vài câu công đạo.
Bỗng nhiên Hạ Tưởng cảm thấy Trương Tín Dĩnh vô cùng đáng yêu. Vốn Trương Thục Anh chính là một người không cần phải ra bài, không nghĩ tới cô cháu gái bảo bối lại càng để cô nhúng sâu vào vụ này, quả thực chính là cực phẩm cố tình gây sự. Nếu cô ta giống như Lưu Hà đúng lúc lùi về sau một bước, Trương Thục Anh ở một bên nói giúp cho mấy câu, Lý Đình Sơn cũng đành phải thôi, không có khả năng tiếp tục bắt bẻ, chỉ có điều nếu như vậy sẽ không đạt được hiệu quả mà Hạ Tưởng mong muốn. Trên mặt Lý Đình Sơn vẫn còn duy trì ba phần ý cười. Đây chắc là Trương Tín Dĩnh. Tôi là Lý Đình Sơn, cô nói xem, thư ký Hạ Tưởng của tôi ức hiếp cô như thế nào, tôi thay cô chủ trì công đạo. Nếu sắc mặt Lý Đình Sơn âm trầm, nói chuyện cực kỳ nghiêm khắc thì còn đỡ, hiện tại trên mặt hắn mang theo vẻ cười dường như không có việc gì, rồi lại tiếp tục xoáy sâu vào sự tình này, khiến cho Trương Thục Anh không thể không xem trọng Lý Đình Sơn một chút. Một người nếu không thể hiện ra sự mừng giận, làm cho người ta cân nhắc không biết được ý tưởng thực sự trong nội tâm của hắn, sẽ rất khó để cho người ta phát hiện nhược điểm của hắn để từ đó lợi dụng. Cô vốn ban đầu tưởng rằng Lý Đình Sơn chưa trải qua các bước cơ sở, có lẽ sẽ rất dễ dàng để người ta dắt mũi kéo đi, không nghĩ tới hắn lại trầm tĩnh như vậy, không khỏi khiến cô cẩn thận hơn vài phần. Tín Dĩnh, trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, đừng có càn quấy. Nơi này không phải chỗ nói chuyện của cháu, thành thật đi theo sau bác, không được nói thêm câu gì nữa, biết không? Trương Thục Anh biết lời Trương Tín Dĩnh không khéo, gặp câu hỏi rất ý tứ của Lý Đình Sơn, cũng lo lắng cô nói năng có gì không phải phép. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Hạ Tưởng ở một bên, vẫn không kêu oan, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ánh mắt trong suốt như vô hại, nhưng lại làm cho người ta cảm giác bị nhìn thấu nội tâm. Nhưng, Trương Tín Dĩnh còn muốn nhiều lời, lại bị Trương Thục Anh kéo một cái. Trương Thục Anh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn cô lại không nói thêm điều gì nữa. Thanh niên ở bên ngoài gặp nhau, có xung đột cũng là chuyện bình thường không thể tránh được. Bí thư Lý, tôi thấy việc này coi như xong. Sự tình của bọn trẻ thì để chính bọn trẻ giải quyết, có được không? Sau này tôi sẽ bảo Lưu Hà cố gắng bồi tội với thư ký Hạ, cố gắng để thư ký Hạ hài lòng. Có nghe không vậy, Lưu Hà? Phó Chủ tịch Thường trực huyện Lưu Thế Hiên mở miệng nói chuyện, thái độ chính là dàn xếp ổn thỏa sự việc này. Chương 60, Ngô Chiêu cũng có chỗ cao minh. Lưu Thế Hiên suýt soát 50 tuổi, vừa đen lại vừa gầy, tương phản với bộ dáng của Lưu Hà. Làm ngòi ta chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn, tuy rằng không lớn, nhưng luôn làm cho người ta cảm giác rất âm trầm, nhìn người luôn híp mắt lại, làm cho người ta không rõ ý tưởng chân thật ẩn núp trong ánh mắt hắn. Chủ tịch huyện Lưu nói đúng, tôi cũng tán thành để cho bọn trẻ tự giải quyết, dù sao cũng là một chuyện nhỏ, không cần phải bí thư Lý đích thân xử lý. Người trẻ tuổi thường khí thịnh. Nhiều thời điểm có thể không hòa thuận, có phải hay không? Người thứ hai bước ra nói chuyện chính là trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi. Lý Đình Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ có điều khẽ gật đầu với Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi. Tôi xin tự kiểm điểm, công tác của tôi không làm tốt, bí thư Lý, ngài phê bình tôi đi. Phó Chủ tịch huyện kiêm trưởng phòng công an Vương Quan Thanh từ phía sau tiến lên, khẩn cấp nói. Hai cảnh sát kia tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, xin bí thư Lý yên tâm. Mặt khác sau khi tôi trở về sẽ khai triển giáo dục trong toàn phòng, để toàn thể cảnh sát ý thức được đầy đủ chức trách của bọn họ là cảnh sát nhân dân, không thể tùy tiện nghe theo lời nói của người khác, bắt người lung tung. Lời này điều ám chỉ khác, Hạ Tưởng nhìn trộm vừa thấy vẻ mặt xấu hổ của Lưu Hà xoay đi. Ánh mắt của Lưu Thế Hiên híp lại, trên mặt vẻ mặt không thay đổi. Vương Quan Thanh cố ý nói một câu như vậy có phải là cố ý đẩy Lưu Thế Hiên vào tình thế khó xử? Tuy nhiên thực tế thì huyện bá cũng có những khó khăn, ngài vừa tới nên không rõ lắm. Bí thư Lý, mặt khác thì sự kiện của thư ký Hạ cũng rất ngẫu nhiên. Dù sao cũng trong trụ sở của huyện ủy, bọn họ là cảnh sát có trách nhiệm giữ gìn trật tự, hơn nữa cũng không biết thư ký Hạ, có chút chuyện này xảy ra cũng không trách được bọn họ vì bổn phận mà làm vậy. Hạ Tưởng không nghĩ tới câu nói kế tiếp của Vương Quan Thanh lại nói như vậy, khiến hắn hơi kinh ngạc đồng thời ánh mắt không khỏi dừng lại vài giây ở trên mặt y. Vương Quan Thanh đúng là giơ cao đánh khẽ, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có gì, chỉ sợ cũng là người của Trương Thục Anh. Một phó chủ tịch thường trực huyện, một trưởng ban tổ chức cán bộ, một trưởng phòng công an, hành chính, nhân sự và trị an tất cả đều nằm trong một lưới. Một việc của nhân vật bé nhỏ đã dẫn các nhân vật ở khắp nơi xuất đầu lộ diện, một uy thế phủ đầu thật lớn. Lý Đình Sơn đến huyện bá đúng thật là cưỡi ngựa vào hang hổ, ba mặt toàn địch,
điều này còn chưa bao gồm các nhân vật đang núp ở sau lưng mà lúc nào cũng có thể nhảy ra đánh cắp thành quả thắng lợi. Hạ Tưởng lo lắng thay cho Lý Đình Sơn, đồng thời trong lòng cũng thấy có một tia may mắn, ít nhiều cũng nhờ Trương Tín Dĩnh này. Nếu như cô ta không làm loạn lên thì đúng thật trong khoảng thời gian ngắn làm sao thấy rõ tâm tư của mọi người. Lý Đình Sơn cũng không thích diễn biến này lắm, là nhân vật số một mà lại thấy nhiều người như vậy công khai khuyên bảo nên làm chìm sự việc xuống. Y cũng không thể tiếp tục dùng chuyện này để làm văn nữa, đành phải liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, vung tay lên nói. Buổi chiều còn có hội nghị thường ủy, thời gian cũng cận kề rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Hạ Tưởng, phải chú ý làm tốt đoàn kết với nhân dân địa phương, không thể vì mình còn trẻ tuổi mà phạm vào sai lầm, không bị truy cứu trách nhiệm. Mặt khác, về sau gặp các sự tình như thế này không thể manh động, phải suy nghĩ nhiều một chút, bình tĩnh hơn một chút, còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian, cách nói ám chỉ ẩn chứa sự ám chỉ và bất mãn mãnh liệt. Trương Thục Anh nghe ra điều này, Lưu Thế Hiên và Vương Quan Thanh tự nhiên cũng biết Lý Đình Sơn tức giận. Hạ Tưởng cũng hiểu được đây là cử chỉ bất đắc dĩ lấy lùi làm tiến của Lý Đình Sơn. Thái độ của hắn nghiêm chỉnh, kính cẩn mà không mất sự độ lượng nói. Đa tạ Bí thư Lý quan tâm và phê bình, đa tạ các vị lãnh đạo đã đưa ra các dạy bảo, đã quan tâm đến người trẻ tuổi như chúng tôi trong lúc nhất thời hành động theo cảm tính mà nảy sinh ra các xung đột nho nhỏ. Tôi xin đại biểu cho những người tuổi trẻ như tôi xin chân thành cảm tạ các vị lãnh đạo, đồng thời tôi cảm thấy cũng cần báo cáo một chút với các lãnh đạo về nguyên nhân nảy sinh ra xung đột giữa tôi, Trương Tín Dĩnh và Lưu Hà. Hạ Tưởng nói ba xạo một hồi rồi đem chân tướng sự tình nói rõ ràng, rồi bổ sung thêm. Lưu Hà cũng là đi ngang qua hỗ trợ, cậu ta lúc ấy cũng không biết chân tướng của sự tình. Ai cũng không nghĩ tới việc đột nhiên Hạ Tưởng giải vây cho Lưu Hà, điều này làm cho cặp mắt của Lưu Thế Hiên vẫn đang híp lại phải mở to ra một chút, có chút suy nghĩ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Nếu anh nói như vậy có nghĩa là tôi không đúng, là tôi cố tình gây sự. Trương Tín Dĩnh chịu không nổi tự thuật bâng quơ và nhẹ nhàng của Hạ Tưởng kể về các chuyện đã qua. Cơ bản nói cô ta không giác ngộ chút nào về các lỗi lầm của mình, lại gạt Lưu Hà sang một bên, không ngờ toàn bộ sự tình này là do cô dựng lên, cô mới là người tạo ra phiền toái. Tôi mặc kệ anh là ai, anh phải xin lỗi tôi. Tuy rằng Trương Thục Anh hơi kinh hãi, bởi vì không ngờ Hạ Tưởng tỏ thái độ tốt với Lưu Hà, nhưng lại cho rằng chỉ bằng một câu nói như vậy mà muốn Lưu Hà và Lưu Thế Hiên sinh ra ấn tượng tốt với hắn thì cũng quá ngây thơ rồi. Đối với hành động này của Hạ Tưởng, trong lòng Lý Đình Sơn cũng cho rằng không cần phải như vậy. Hành động lôi kéo này rất phụng về và trắng trợn, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể thấy được, hơn nữa cũng sẽ không tạo ra tác dụng gì. Tuy nhiên ai cũng không đoán được nguyên bản ý của Hạ Tưởng cũng không phải lôi kéo Lưu Hà, mà là muốn để Trương Tín Dĩnh chủ động nhảy ra. Tôi chắc chắn là xin lỗi, tuy nhiên không phải với cô, mà là xin lỗi với trưởng ban Đỗ. Hạ Tưởng xoay người, bái Đỗ Song Lâm một cái. Vẻ mặt xin lỗi nói. Trưởng ban Đỗ, vừa rồi vì cứu tôi nên đầu ngài bị trúng cái tát của Trương Tín Dĩnh. Nếu không phải là trưởng ban Đỗ chịu đòn thay thì người bị đánh chính là tôi rồi. Do tôi mà trưởng ban Đỗ bị ủy khuất, trong lòng tôi rất áy náy, đến thời điểm trưởng ban Đỗ không bận thì tôi sẽ dẫn ngài đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem thử có bị thương không. Đỗ Song Lâm bị một cô bé cấp dưới của mình cho một bạt tai, vốn đang tức nghẹn bụng. Chẳng qua vừa rồi do Lý Đình Sơn, Trương Thục Anh và các thường ủy huyện ủy khác đều vây quanh tại đây, sau đó Lý Đình Sơn và Trương Thục Anh lại tranh đấu gay gắt nên mặc dù trong lòng hắn không thoải mái nhưng cũng không dám mạo muội chen vào nói. Hơn nữa vừa rồi y bị cái tát kia, bởi góc nhìn nên khả năng nhóm người Lý Đình Sơn đều không nhìn thấy. Do vậy hắn rất ngại ngùng khi nói ra việc này, chỉ sợ người ta chê cười. Trước tới nay y là giáo sư từng làm hiệu trưởng, được người khác vô cùng tôn kính. Hiện tại làm trưởng ban tuyên giáo, lại bị một cô bé gõ đầu, trong lòng vừa nhục nhã lại vừa khổ sở. Cả đời y đào tạo rất nhiều người, tất cả học sinh nhìn thấy y đều cung kính kêu một tiếng là giáo sư, chưa từng phải chịu đãi ngộ kiểu này. Hơn nữa bộ dáng Trương Tín Dĩnh cũng không thèm quan tâm, dường như đánh hắn cũng là chuyện thường thôi, đừng nói một câu xin lỗi ngay cả thái độ tỏ vẻ xin lỗi cũng không có. Vừa rồi người xung quanh có tâm tư khác nhau, ngôn ngữ đối nhau bôm bốp. Đỗ Song Lâm lại cảm thấy sự thê lương trước mắt, không có người nào quan tâm tới việc hắn chịu sự bất công và khuất nhục, trong lòng sự tức giận khó tiêu không có chỗ giải phóng thì bỗng nhiên nghe thấy Hạ Tưởng chân thành xin lỗi, còn ngay trước mặt mọi người mà cúi đầu xin lỗi y,
Đỗ Song Lâm cảm thấy giống như một học sinh sinh bị ủy khuất đột nhiên được giáo sư an ủi, tự nhiên trở nên kích động. Y cầm lấy tay Hạ Tưởng, ngay thanh âm cũng có điểm run rẩy. Tiểu Hạ, thư ký Hạ, không trách cậu, cậu không sai, vốn cậu cũng là người bị hại. Tất cả các sự tình tôi đều nhìn thấy hết, cậu xử lý công việc rất có tình có lý, không có lỗi gì đâu. Nếu có người tiếp tục ức hiếp cậu, tôi còn có thể giúp cậu giải vây. Cái gì? Lý Ninh Sơn lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Trưởng ban Đỗ bị người khác đánh. Rốt cuộc là sao vậy? Tín Dĩnh, cháu thế nào lại có thể ra tay đánh trưởng ban Đỗ, rất quá mức, mau xin lỗi trưởng ban Đỗ. Một nhân vật nhỏ bé mà dám ra tay đánh một thường ủy huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, cho dù là nhất thời lỡ tay thì cũng không thể tha thứ được. Trương Thục Anh mặc dù là lãnh đạo thành ủy thì cũng phải tỏ ra tư thái, nếu không trên thành ủy nghe được việc này thì mặt cô cũng không chút ánh sáng, mà chưa kể còn có thể bị người ta công kích. Cho tới bây giờ mà không ngờ Trương Tín Dĩnh vẫn chưa nhận thức rõ tình thế, lại đang còn muốn cãi lại. Cháu không phải cố ý, chủ yếu là cháu muốn đánh Hạ Tưởng, ông ta lại đột nhiên chạy vọt lại, là chính ông ta đụng vào trên tay cháu. Đầu tiên là muốn đánh thư ký Hạ, kết quả lại đánh trưởng ban Đỗ, đồng chí Tiểu Trương đúng thật là rất giỏi, ai cũng đều dám đánh. Xem ra về sau khi tôi nhìn thấy cô cũng phải nép sang một bên, không cẩn thận cũng bị cô đánh. Ngô Anh Kiệt vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên đột nhiên tung ra một quả bom tấn. Ngài không trêu chọc tôi, lại không lưu manh đùa bỡn thì sao tôi lại đánh ngài? Trương Tín Dĩnh nghe không hiểu sự châm chọc của Ngô Anh Kiệt, lại còn thể hiện vẻ mặt khó hiểu hỏi. Trong những người ở đây có người không nhịn nổi phì cười châm biếm, nhóm người thuộc phái trung lập cũng bị kẻ dở hơi cực phẩm là Trương Tín Dĩnh chọc cười, tất cả đều không kìm nổi phải phát ra tiếng cười. Chương 61, ba phe phái ở huyện Bá. Tiếng cười nhạo như con dao đâm vào tim Trương Thục Anh. Cô ta bây giờ mới biết thủ đoạn của Hạ Tưởng, đầu tiên là đẩy Lưu Hà ra, đỡ bị bố con họ Lưu phản kích, tương đương với việc khiến cô ta và Trương Tín Dĩnh hoàn toàn cô lập. Sau đó dùng thái độ khoan dung để tạo quan hệ tốt với Đỗ Song Lâm, lấy danh nghĩa xin lỗi để mà truyền tin việc xấu hổ của Trương Tín Dĩnh, sau đó lại làm cho Trương Tín Dĩnh tự nhận xấu về mình, vừa làm Trương Tín Dĩnh mất mặt, lại cũng làm cô ta mất mặt. Đúng là kế hay, một mũi tên bắn hai con chim. Lại nghĩ tới vừa nãy dưới sự bức bách của Lý Đinh Sơn khiến có ba người liên tiếp nhảy ra nói chuyện giúp mình, như vậy mới hiểu Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng một sáng một tối không ngừng chiêu sát thủ. Lý Đinh Sơn dẫn ra ba người nói chuyện giúp cô ta, nhìn như là giúp một chút. Nhưng cuối cùng lại bị Hạ Tưởng nhẹ nhàng lướt qua, lợi dụng thành công chuyện Đỗ Song Lâm bị đánh mà kéo lại tình thế, còn rất đơn giản, khiến ba người vừa nói giúp cô ta phải khó xử. Trương Thục Anh vừa xấu hổ vừa giận, vung tay tát Trương Tín Dĩnh một cái. Câm mồm, ở đây đâu đến lượt cô lên tiếng, lập tức về nhà kiểm điểm cho tôi. Bác! Trương Tín Dĩnh thật không ngờ Trương Thục Anh lại tát mình trước mặt mọi người. Theo cô ta thấy thì bác mình không có con, luôn quý cô ta như con gái, mắng cô ta vài câu còn hiếm chứ đừng nói động vào ngón tay của cô ta, không ngờ hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy mà còn tát mạnh vào mặt mình. Cô ta thấy rất nhục nhã, rất xấu hổ, ôm mặt mà khóc lớn. Còn không mau cút, Trương Thục Anh vẫn chưa hết giận. Hội nghị thường vụ huyện ủy đúng lịch cử hành. Trong hội nghị, Trương Thục Anh đại biểu ban tổ chức cán bộ thị ủy tuyên bố bổ nhiệm Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn chính thức tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy huyện Bá, theo lệ thường thì cô ta sẽ nói một tràng dài nhưng lần này do Trương Tín Dĩnh vừa xảy ra chuyện nên cô ta không có tâm trạng, chỉ nói vài câu đơn giản rồi giao mic cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn cũng không nói nhiều chỉ nói mấy câu khách sáo. Ông ta cảm ơn thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng, nhất định không phụ sự ủy thác của thị ủy. Ủy ban nhân dân thành phố. Hội nghị rất nhanh kết thúc, Trương Thục Anh vì trong lòng có tâm sự nên không nhận lời ở lại huyện Bá của Lý Đinh Sơn, nói là lập tức quay về thành phố Trương Trình. Chẳng qua mọi người đều biết cô ta nhất định phải đi thăm Trương Tín Dĩnh. Ánh mắt mọi người khác nhau, có người thấy không liên quan đến mình, có người vui mừng, có người lo lắng. Thú vị chính là hai người Ngô Anh Kiệt và Đỗ Song Lâm bình thường có quan hệ vừa phải thì bây giờ lại ngồi gần nhau, thi thoảng nói đùa vài câu. Lại nhìn Lý Đinh Sơn bình tĩnh ngồi chính giữa, mọi người lại nghĩ đến vừa rồi ở bên ngoài y và Hạ Tưởng phối hợp quá kín kẽ. Mặc dù có muốn thừa nhận hay không thì mọi người đều rõ huyện Bá sẽ có một cục diện hoàn toàn mới, một vài lực lượng sẽ tổ chức lại.
Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có xung đột lớn do các lực lượng này va chạm với nhau. Còn có một điểm đó là tất cả mọi người đều nhớ kỹ Hạ Tưởng kia. Một thanh niên còn trẻ vậy mà thành thư ký của bí thư huyện ủy. Mặc dù cấp bậc của hắn bây giờ còn thấp nhưng trong mắt tất cả thường vụ huyện ủy thì Hạ Tưởng là người mà mọi người không thể bỏ qua. Vài hôm sau, Lý Đình Sơn đã hoàn toàn thích nghi với thân phận bí thư huyện ủy. Hạ Tưởng cũng thành thư ký của ông ta, sửa đổi văn bản, bố trí lịch cho ông ta cũng dần quen tay hơn. Cổ Hợp bình thường ở trong ban lái xe của huyện, làm lái xe riêng của bí thư huyện ủy, là người lái xe số 1 của huyện bá, tất cả lái xe đều kính trọng y. Chỉ cần vừa đi làm là có người ân cần rót nước mời thuốc làm y, thật sự rất thỏa mãn. Ngoài việc cùng Lý Đình Sơn ra ngoài, các lãnh đạo huyện khác đều không dám nhờ Cổ Hợp làm gì. Mà Lý Đình Sơn vừa nhận chức nên cũng rất bận, cả ngày đều làm quen với một loạt chuyện ở huyện ủy, vừa phải nghe các phòng trong huyện báo cáo công việc, bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian đi đâu. Cổ Hợp lại thành người nhàn nhất trong ba người. Chẳng qua y cũng không có vài hôm rảnh đã bị Hạ Tưởng sai đến thị trấn Cổ Trại cách 20 km để điều tra nghiên cứu, xem xét thực địa việc trồng cây ở địa phương. Cổ Hợp vốn từ nhỏ ở nông thôn nên quen với hoa màu của nông dân, rất nhanh biết rõ tình hình. Y về liền vội vàng đến nói với Hạ Tưởng, quả nhiên không khác mấy so với suy đoán của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền có biện pháp, quyết định chờ thời cơ phù hợp sẽ báo cáo với Lý Đinh Sơn. Ngô Anh Kiệt và Đỗ Song Lâm dựa vào Lý Đinh Sơn là trong dự đoán của Hạ Tưởng. Khi nói chuyện thì Ngô Anh Kiệt đã ám chỉ mình là người của Hồ Tăng Chu. Sau khi được Lý Đinh Sơn tin tưởng, Ngô Anh Kiệt liền trình bày một cách đơn giản về tình hình huyện bá. Trong 11 thường vụ chia làm 3 phái. Phái bản địa do Phó Chủ tịch Thường trực huyện Lưu Thế Hiên cầm đầu, bao gồm trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi và Phó Chủ tịch huyện kiêm trưởng phòng công an Vương Quan Thanh. Mặc dù Vương Quan Thanh không phải là thường vụ nhưng y giữ chức trưởng phòng công an nhiều năm, gần như tất cả các lãnh đạo trong công an huyện đều do y đề bạt. Lưu Thế Hiên, Hoàng Bằng Phi và Vương Quan Thanh có quan hệ mật thiết với Trương Thục Anh. Tuy nói là phái bản địa nhưng không phải bọn họ đều là người huyện bá, đây là do bọn họ ở huyện bá nhiều năm, có quan hệ rất nhiều. Nếu nói phái bản địa đều là người địa phương, vậy ở đây còn có một phái hỗn hợp, vừa có người địa phương lại có người bên ngoài. Do Phó Bí thư Trịnh Khiêm cầm đầu. Bao gồm Bí thư Đảng ủy Công an huyện Vương Toàn Hữu, Chính ủy Ban Chỉ huy Quân sự Quách Sáng và Trưởng Ban Tuyên giáo Đỗ Song Lâm. Phái trung gian này không quá đoàn kết, chẳng qua bọn họ vừa không giúp phái bản địa, vừa không làm mất lòng phái từ ngoài đến, chỉ lo vùi đầu phát triển, khác với phái từ ngoài đến là luôn khiêm tốn, cũng không bồi dưỡng thế lực của mình. Cuối cùng là phái bên ngoài tới gồm Chánh Văn phòng huyện ủy Ngô Anh Kiệt, Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Dương Phàm. Phái bên ngoài đều là người bên ngoài đến huyện bá công tác, đến từ các huyện khác hoặc là trực tiếp từ thành phố chương trình phái đến. Bọn họ cùng có đặc điểm chung là rất muốn phát triển, vừa muốn làm công việc vừa muốn tạo phúc một phương, dựa vào thành tích mà thăng chức. Phái từ ngoài tới bởi vì ôm khát vọng nên cần có người để dùng, qua đó nhất định phải có mâu thuẫn với phái bản địa. Lý Đinh Sơn biết một ít tình hình thực tế mà Ngô Anh Kiệt nói. Tình hình này 3 ngày trước khi ông ta nói chuyện với Hạ Tưởng thì về cơ bản đã đưa ra kết luận này. Hơn nữa cũng đã phân loại mấy thường vụ huyện ủy ra thì không khác mấy so với Ngô Anh Kiệt nói. Chẳng qua không đáng tin bằng chính bản thân Ngô Anh Kiệt kết luận. Bởi sự suy đoán giống 100% như kết quả, hơn nữa từ trong quá trình nói chuyện thì ý tưởng của Hạ Tưởng rất rõ ràng, có lý lẽ, nhớ tên và bộ mặt của tất cả các thường vụ. Còn có thể căn cứ bọn họ giọng điệu của bọn họ và số lần đến báo cáo công việc trong mấy ngày qua mà đưa ra suy luận đơn giản, hơn nữa còn nói rõ và phân tích với ông ta nên lôi kéo ai, nên xa lánh ai, nên giữ cự ly với ai, nên chèn ép ai, làm cho Lý Đinh Sơn không thể không thầm than Hạ Tưởng đúng là một nhân tài quan trường trời sinh. Nghĩ đến việc Hạ Tưởng đối phó Trương Thục Anh và Trương Tín Dĩnh, hắn đã vừa biết tạo thế, vừa biết dựa thế. Hơn nữa trước đó còn đẩy Lưu Hà ra ngoài. Đúng là cách chia lẻ để tiêu diệt từng bộ phận, thủ đoạn đúng là quá lão luyện. Lý Đinh Sơn càng nghĩ càng cảm thấy mình thật may mắn có Hạ Tưởng ở bên cạnh giúp tốt hơn Văn Dương chỉ biết một chút thủ đoạn bao lần. Nghĩ đến Văn Dương, Lý Đinh Sơn lại nghĩ đến khi mình nói chuyện với Hạ Tưởng, nói đến việc Văn Dương không ngờ kéo về được tài chính mạo hiểm làm ông ta cũng rất kinh ngạc. Chẳng qua kinh ngạc trôi qua thì Lý Đinh Sơn lại không nghĩ nhiều, dù sao y cũng đã quyết định bỏ kinh doanh theo chính trị. Công ty tốt hay xấu cũng không liên quan đến y.
y cũng sẽ không có ý ác muốn công ty đi vào đường phá sản. Lý Đình Sơn thực ra mà nói cũng là người rộng lượng, mặc dù có khi cũng không đủ cứng rắn. Chương 62, ai là người câu cá? Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng không biết Văn Dương có thể kiếm được khoản tài chính đầu tư đó là vì quan hệ của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đã âm thầm giới thiệu tài chính đầu tư mạo hiểm tới, lại thông qua phương thức mập mờ nào đó giúp Cao Kiến Viễn và Văn Dương lập quan hệ, tương đương miễn phí tặng cho Cao Kiến Viễn một món quà lớn. Bởi vì với tính cách của Cao Kiến Viễn thì khi thấy lợi là phải thò một tay vào. Sau khi biết hạng mục màn hình tinh thể lỏng có lợi mà không xen vào kiếm cổ phần thì hắn đã không phải là con của Cao Thành Tùng. Có đôi khi phía sau một món lợi từ trên trời rơi xuống sẽ giấu một vòng xoáy rất lớn. Ở bên ngoài là chiếc bánh ngọt ai cũng muốn ăn, hương vị cũng rất ngon nhưng không ai biết nhân thịt bên trong bánh có trộn các chất độc hay không. Trong quan trường, có thể ngồi vào vị trí như Tống Chiêu Độ thì không ai là đơn giản, không ai cam lòng chịu trói. Chẳng qua có người phản ứng mạnh một chút, có người lại làm việc bí mật một chút, còn có người thích lẳng lặng trốn ở phía sau buông cần câu cá lớn. Đối với việc Ngô Anh Kiệt gia nhập vào, Lý Đình Sơn lấy thái độ nghe ngóng và có cái nhìn giống Hạ Tưởng. Nếu Ngô Anh Kiệt này mấy hôm trước tới tỏ vẻ dựa vào, sớm nói ra quan hệ ở huyện bá mà không chờ Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng điều tra và đã đưa ra kết luận thì vị trí của Ngô Anh Kiệt trong mắt Lý Đình Sơn sẽ tăng nhiều. Bây giờ Ngô Anh Kiệt mới đến để dựa vào thì trong lòng Lý Đình Sơn có cảm giác cho rằng Ngô Anh Kiệt do dự không quyết định, nghe ngóng một thời gian thì mới hạ quyết tâm. Chẳng qua Hạ Tưởng cũng không cho rằng như vậy, bởi vì theo hắn thấy Ngô Anh Kiệt không phải không muốn tỏ thái độ từ trước, mà đây là Ngô Anh Kiệt cố ý làm như vậy, không muốn cho người ta cảm thấy y quá vội vàng cần thứ trước mặt. Ngô Anh Kiệt đang chọn cơ hội thích hợp, chờ Lý Đình Sơn hết đường xoay sở rồi mới xuất hiện, như vậy có hiệu quả cao hơn. Chẳng qua y không ngờ Hạ Tưởng đã sớm nhìn ra rõ ràng các mối quan hệ ở huyện bá. Đương nhiên điều này cũng không thể trách Ngô Anh Kiệt. Y sao có thể ngờ Hạ Tưởng là nhân vật tài ba quá đáng như vậy? Đây cũng không phải là do Hạ Tưởng đoán vô căn cứ. Mấy hôm trước hắn lấy danh nghĩa Đỗ Song Lâm bị thương mà đến thăm nên cũng biết một chút. Mặc dù Đỗ Song Lâm không nói nhiều nhưng có khi chỉ điểm một chút thì với sự thông minh của Hạ Tưởng là nghĩ ra. Hạ Tưởng cũng biết Đỗ Song Lâm là người địa phương, cho dù quan hệ không quá gần với Lưu Thế Hiên thì cũng không thể quan hệ quá gần với Lý Đinh Sơn. Dù sao y là người huyện bá. Hơn nữa tuổi cũng cao thì có lẽ cũng không còn suy nghĩ thăng chức rồi ra bên ngoài công tác. Cho nên y cũng không thể quá căng thẳng với cán bộ phái bản địa. Đúng là vì như vậy nên y mới giữ khoảng cách nhất định với Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn cũng không muốn mình vừa đến huyện bá đã gây chiến, chuyện điều chỉnh nhân sự phải để tạm đó. Người không nghe lời thì để đó xem tình hình mà làm việc. Nếu bây giờ lỗ mãng làm việc thì một là do ông ta chưa hoàn toàn khống chế được huyện bá. Không nói đến bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh không đồng ý, ngay cả thị trưởng Hồ Tăng Chu cũng không dễ dàng chấp nhận cho ông ta làm như vậy. Làm quan thì tối kỵ đó là ý đổ biến bên dưới thành sân sau nhà mình, thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Dù sao càng kinh doanh một nơi quá chắc chắn, sau khi anh được điều đi thì sự phản kích sẽ càng mạnh, di chứng càng nhiều, có khi còn có hậu họa vô cùng. Đương nhiên Lý Đình Sơn cũng ôm khát vọng chính trị của mình, nhất định muốn đưa ra những ý tưởng chấp chính của mình. Đến lúc đó nếu gặp sức cản lớn, động tới lợi ích một đám người mà bọn họ lại quấy nhiễu thì y nhất định không thỏa hiệp, nhất định sẽ ra tay. Chẳng qua không phải bây giờ mà là từ từ. Giống như cách nói của Hạ Tưởng, phân hóa một tên, đánh một tên, không cho bọn họ có cơ hội đoàn kết với nhau. Hạ Tưởng vẫn luôn giữ bổn phận một thư ký. Ngồi một bên nghe Ngô Anh Kiệt báo cáo với Lý Đình Sơn, hắn lại không mở miệng. Lý Đình Sơn không phải là quan chức nhiều năm trong quan trường. Với phương thức làm việc của mình, trong lòng ông ta cảm thấy Hạ Tưởng cái gì cũng tốt, chỉ là quá cẩn thận, ở trước mặt ông ta cũng thường không chủ động phát biểu ý kiến. Sau khi ông ta nói Hạ Tưởng vài lần mà hắn vẫn không thay đổi, Lý Đình Sơn đành bất đắc dĩ bỏ qua. Lý Đình Sơn nhân lúc Hạ Tưởng rót trà liền đứng lên đưa cho Ngô Anh Kiệt một điếu thuốc. Ngô Anh Kiệt vội vàng đứng dậy, mặt đầy cung kính cầm trong tay, cười nói. Nhờ bí thư Lý mà được hút thuốc ngon. Văn phòng Lý Đình Sơn không lớn, thiết bị bình thường, là văn phòng của cựu bí thư trước. Ông ta cứ thế vào đây làm việc, không chú ý nhiều. Bởi vì ông ta vẫn là phóng viên thường trú ở thành phố Yến sau đó đến làm trưởng chi nhánh và mở công ty, hơn nữa hôn nhân không thuận lợi nên hàng năm Lý Đình Sơn về cơ bản đều một mình ở bên ngoài.
Vì thế Lý Đình Sơn không yêu cầu cao về chỗ ở và chỗ làm việc, đủ dùng là được. Văn phòng của bí thư trước đây là một căn phòng 30m², chia gian trong và gian ngoài. Bình thường Hạ Tưởng làm việc ở gian ngoài, Lý Đình Sơn ở gian trong. Phòng trong bố trí cũng được, diện tích lớn hơn gian ngoài một chút. Không biết do bí thư trước Liêm Khiết hay do kinh tế huyện bá quá kém mà bàn làm việc và ghế đều đã mòn. Ngô Anh Kiệt đề xuất muốn thay bộ mới nhưng Lý Đình Sơn kiên quyết từ chối. Hạ Tưởng không khỏi cười thầm trong lòng vì Ngô Anh Kiệt cố biểu hiện. Nếu y muốn đổi thì đã sớm đổi trước khi lãnh đạo đến rồi, không nên chờ sau khi lãnh đạo tới mới đề nghị đổi. Không phải là y cố ý dùng tâm tư để tỏ ý tốt, đồng thời lại biểu hiện ra thái độ cung kính với lãnh đạo đấy chứ. Thấy Lý Đình Sơn nhìn về phía mình, Hạ Tưởng biết y muốn mình hỏi Ngô Anh Kiệt một vài vấn đề. Lý Đình Sơn không phải không tiện nói, mà là muốn mượn miệng của hắn để thử thách Ngô Anh Kiệt một chút. Hắn cười cười ra vẻ hiểu, rót nước cho Ngô Anh Kiệt rồi nói. Trưởng ban thư ký Ngô, không phải tôi có ý hỏi ngài mà vừa nãy ngài nói có 11 thường vụ, ngoài bí thư Lý ra thì còn 10 người. Ngài nói ra chỉ có 9, số người là 10 nhưng có một không phải là thường vụ. Đúng, là trưởng phòng Vương Quan Thanh, vậy một người vẫn còn bỏ qua. Ngô Anh Kiệt hiện ra một tia xấu hổ, lập tức bừng tỉnh, hiểu ý mà nói. Đúng, tôi quên chủ tịch huyện Thạch. Thạch Bảo Lũy là nhân vật quan trọng như vậy thì sao Ngô Anh Kiệt có thể quên? Hạ Tưởng cũng không nói ra mà bưng chén trà lên nói. Trưởng ban thư ký Ngô, mời ngài uống trà. Chủ tịch Thạch đầy kinh nghiệm, chín chắn, nhìn qua là làm người ta tin tưởng. Tay Ngô Anh Kiệt run lên, thiếu chút nữa không cầm được chén trà. Trong tất cả các thường vụ thì làm Hạ Tưởng không thấy rõ chính là Thạch Bảo Lũy. Thạch Bảo Lũy trong lần xung đột trước đó thì từ đầu đến cuối không tỏ độ gì, ra vẻ lạnh nhạt nhìn mọi người. Dáng vẻ đó của Thạch Bảo Lũy làm Hạ Tưởng không phán đoán được suy nghĩ thật của đối phương. Hơn nữa Thạch Bảo Lũy đã tiếp xúc với Lý Đình Sơn vài lần nói là báo cáo công việc, đây đúng là thái độ báo cáo công việc, không kiêu ngạo, không nịnh bợ, vừa không có tỏ ra lấy lòng Lý Đình Sơn, lại không tỏ vẻ tự tiện làm việc, không tỏ vẻ tách đảng và chính quyền ra. Chương 63, làm thế nào biến ưu thế thành lớn nhất? Lẽ ra thái độ lạnh nhạt của Thạch Bảo Lũy cũng là bình thường, không thể nói có vấn đề gì. Nhưng bởi vì Thạch Bảo Lũy biểu hiện quá bình thường, không hề tỏ vẻ khác thường khi Lý Đình Sơn đến. Ví dụ như đi lại gần hơn một chút với mấy thường vụ, ví dụ như tỏ vẻ quan hệ tốt hoặc thị uy Lý Đình Sơn, ví dụ như thầm gây chút phiền phức thử thái độ của Lý Đình Sơn. Mọi việc đều không có, y giống như người không có việc gì, vẫn đi làm như bình thường, lúc cần báo cáo thì báo cáo, không cần báo cáo thì không đến quấy rầy, bình tĩnh đến mức làm người ta buồn bực. Khả năng lớn nhất khi có hành động này thì một là người bất động như núi, hoặc rất rộng lượng, hiểu mọi việc thông suốt, hoặc là người rất thâm trầm chờ đợi thời cơ tốt nhất mà hành động. Hạ Tưởng thà coi y là người sau chứ không muốn vì coi thường Thạch Bảo Lũy mà ở lúc quan trọng lại bị đối phương phản kích cho chết. Ngô Anh Kiệt không nhắc đến Thạch Bảo Lũy, Hạ Tưởng biết với sự khôn khéo của người này thì sao có thể quên, mà là cố ý giấu. Sốt cuộc có gì cần giấu, ngoài việc chính là trước đây Ngô Anh Kiệt và Thạch Bảo Lũy đi lại gần. Tránh văn phòng huyện ủy và chủ tịch huyện có quan hệ chặt chẽ không có gì lạ. Chính trị là đoàn kết, cho đến bây giờ đảng và chính quyền chưa bao giờ phân chia. Không ai có thể cấm Ngô Anh Kiệt trước đây có quan hệ với Thạch Bảo Lũy mà. Cũng không thể vì tránh văn phòng huyện ủy trước kia có quan hệ mật thiết với chủ tịch huyện mà bây giờ bị bí thư huyện ủy bài xích. Hạ Tưởng vốn không nghĩ gì về việc Ngô Anh Kiệt muốn quan hệ tốt với Lý Đình Sơn. Con người luôn muốn đi lên cao, hơn nữa Lý Đình Sơn cũng không phải muốn quan hệ quá chặt với Ngô Anh Kiệt, chỉ là ông ta có chút hứng thú với việc vì sao Ngô Anh Kiệt cố ý giấu không nhắc đến Thạch Bảo Lũy mà thôi, muốn từ miệng hắn hỏi ra vài điều có tác dụng. Ngô Anh Kiệt cầm chặt chén trà và có chút lo lắng nhìn Lý Đình Sơn. Y phát hiện Lý Đình Sơn giống như không thấy thất thố của mình, Lý Đình Sơn đang đứng trước cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Ngô Anh Kiệt lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm rồi còn không quên gật đầu với Hạ Tưởng rồi đứng lên nói. Chủ tịch Thạch rất có năng lực, cũng có sức hấp dẫn. Tôi và chủ tịch Thạch không có tiếp xúc nhiều, biết rất ít về chủ tịch. Chỉ biết chủ tịch Thạch là người thành phố Chương Trình. Trước đây vẫn làm thư ký bên cạnh cựu bí thư thành ủy, sau đó bắt đầu làm từ phó chủ tịch xã, một đường đi tới hôm nay. Chủ tịch Thạch đã làm chủ tịch huyện bá được hơn 2 năm. Ngô Anh Kiệt chỉ nói một chút về quan hệ của y và Thạch Bảo Lũy,
điều này làm Hạ Tưởng có chút thất vọng. Ngô Anh Kiệt rời đi, Hạ Tưởng mở cửa sổ cho thoáng khí. Huyện Bá cuối tháng 7 mà thời tiết mát mẻ khiến cho người như hắn vẫn sống ở thành phố Yến, nơi được xưng là hỏa lò, khó có thể tưởng tượng được. Trừ khi trực tiếp đứng dưới ánh nắng thì mới thấy nóng, nếu không chỉ cần ở trong nhà hoặc dưới một tán cây râm mát bên ngoài cũng làm người ta thoải mái. Hơn nữa không khí rất tươi mát, hít vào một hơi thấy rất thoải mái. Dùng từ ngữ chuyên nghiệp thì gọi là trong không khí mang theo nhiều hàm lượng ion âm phong phú. Huyện Bá rất nghèo. Lý Ninh Sơn không có hứng thú nhắc đến Ngô Anh Kiệt nữa. Y bây giờ quan tâm nhất là làm như thế nào thay đổi hiện trạng nghèo của huyện Bá. Không tự mình đến địa phương nhìn thì đúng là tôi không biết trên đời còn có nơi nghèo như vậy. Ở đây giao thông không phát triển, sản vật ít, bởi vì lạnh nên sản xuất nông nghiệp không phát triển, nói là phát triển du lịch. Chưa nói chuyện có thể kéo được đầu tư không, dù có người chấp nhận đến đầu tư cũng không có khách du lịch đến. Đường khó đi thì làm sao có tâm trạng mà vui chơi. Lý Ninh Sơn sau khi biết tình hình của huyện Bá, lại hoàn toàn tiếp nhận cương vị bí thư huyện ủy thì mới biết được ngoài việc đấu đá ra thì muốn phát triển kinh tế, tạo phúc một phương cũng rất khó khăn. So với Lý Ninh Sơn, Hạ Tưởng đã trải qua hơn 12 năm. Tuy hắn không có ấn tượng về huyện Bá sau này, nhưng bởi vì biết đường sẽ thay đổi, biết sự phát triển trong tương lai của Bắc Kinh. Mà huyện Bá chỉ cách thành phố Trương Trình có hơn 100 km, cách Bắc Kinh cũng hơn 100 km, trên thực tế khoảng cách từ huyện Bá đến Bắc Kinh theo đường thẳng cũng chỉ có hơn 130 km. Đương nhiên vấn đề giao thông không phải đơn giản dựa theo khoảng cách thẳng trên bản đồ là giải quyết được. Hạ Tưởng biết giữa huyện Bá và Bắc Kinh có một vùng núi non trùng điệp với những đoạn đường núi. Bởi vì đường núi vòng vèo, hơn nữa rất ít người trực tiếp từ Bắc Kinh đến huyện Bá nên con đường này ít người biết. Cũng không phải vì con đường này bí mật gì mà là gần như không ai liên hệ Bắc Kinh và huyện Bá với nhau, cho nên từ trước đến giờ con đường nhỏ này vẫn ẩn trong núi, trở thành con đường thông nối liền giữa các thôn trong núi. Các ngọn núi giữa Bắc Kinh và huyện Bá là một bộ phận của dãy Thái Hành Sơn, tên là Tam Sơn. Một năm sau bởi vì mở đường vào các làng du lịch trong núi nên con đường nhỏ này được mở rộng thành đường quốc lộ cấp 2, vấn đề giao thông được cải thiện tốt. Mặc dù chỉ là đường hai làn nhưng lái xe đi trên đường núi rất thoải mái, trên đường có thể ngắm cảnh xung quanh. Hạ Tưởng từng cùng bạn đến đây du lịch, lái xe trên đường rất thoải mái. Làng du lịch được kiến thiết ở đoạn giao nhau giữa huyện Bá và Bắc Kinh, cách huyện Bá chỉ 20 km. Nói cách khác huyện Bá hoàn toàn có thể mượn ngọn gió đông sửa đường tới làng du lịch mà làm nốt đoạn đường 20 km trong huyện là có thể thu hút các khách du lịch đến nhà. Thảo nguyên của huyện Bá là điểm du lịch trời sinh, chỉ cần hơi sửa lại một chút, sau đó có thể cưỡi ngựa chạy quanh, cũng không cần đầu tư nhiều. Mùa hè huyện Bá rất thoải mái, có thể mạnh mẽ tuyên truyền du lịch thảo nguyên, tránh nắng nóng mùa hè. Huyện Bá mùa đông đầy tuyết, có thể thuận tiện tạo thành điểm trượt tuyết thiên nhiên, đều có thể thu hút rất nhiều khách du lịch Bắc Kinh. Huyện Bá cách Bắc Kinh không xa, cũng không nhất định phải nhìn chằm chằm vào thành phố Trương Trình. Không nên từ thành phố Trương Trình mới đi đến Bắc Kinh. Chúng ta có thể lợi dụng ưu thế của mình, tài nguyên thiên nhiên chính là tài sản vô tận. Chỉ cần đường thông thì chỉ cần bỏ ra ít nhất là có thể đạt được hiệu quả rất lớn. Hạ Tưởng cũng không nói chi tiết về sự tình làng du lịch. Hắn chỉ mập mờ nói đến tài nguyên du lịch về của Tam Sơn, rất nhiều nơi như tranh vẽ, đã có không ít công ty lớn ở Bắc Kinh chuẩn bị đầu tư khai thác. Huyện Bá vừa lúc có thể mượn ngọn gió đông này. Hạ Tưởng, cậu sau khi tốt nghiệp đại học thì vẫn ở thành phố Yến sao? Lý Đình Sơn nghe Hạ Tưởng nói một lúc không nói gì, đột nhiên y mở miệng hỏi một câu. Đúng thế. Hạ Tưởng có thể đoán ra sự khiếp sợ và khó hiểu trong lòng Lý Đình Sơn. Vậy tài nguyên du lịch mà cậu nói của huyện Bá cũng tốt, đường từ Bắc Kinh đến huyện Bá cũng tốt, còn cả làng du lịch trong đoạn Tam Sơn cũng vậy, việc này sao cậu đều biết thế? Khi biết sẽ cùng bí thư đến huyện Bá, tôi đã lên mạng tìm không ít tài liệu về huyện Bá. Là thứ rất tốt, rất nhiều tài liệu muốn tìm đều có thể tra ra. Thực ra năm 1998 thì ở thành phố Yến cũng không có mấy hàng mạng, tốc độ lên mạng rất chậm. Chủ yếu nhất chính là trên mạng cũng không có nhiều tài liệu cụ thể như bây giờ mà tra. Trang web địa phương cùng các loại tư vấn càng ít, chẳng qua Hạ Tưởng nói tin tức xuất phát từ trên mạng chẳng những có thể giải đáp câu hỏi của Lý Ninh Sơn. Cũng có thể khuyên Lý Đinh Sơn là về sau phát triển rất mạnh. Thực ra muốn thu được tin tức chính xác không có gì khó. Bí thư có quan hệ rộng ở Bắc Kinh,
nếu như có người quen ở sở du lịch, sở giao thông Bắc Kinh thì có thể hỏi ngay hạng mục liên quan này đã được duyệt chưa. Hạ Tưởng đưa ra mấy câu này chính là vì thể hiện quan hệ phức tạp của Lý Đinh Sơn, đây cũng là chỗ tốt của việc quan hệ rộng. Nếu là bí thư huyện ủy bình thường thì sao có thể duỗi tay lên Bắc Kinh? Mặc dù bây giờ còn không phải thời kỳ tin tức nổ mạnh, giá trị tin tức còn không phóng đại ra vô hạn, nhưng một tin tức có thể mang đến giá trị rất lớn thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Lý Đinh Sơn nghe xong liền nở nụ cười hiểu ý. Hạ Tưởng, làm thư ký cho tôi thì thiệt cho cậu. Nói thật, lần trước Cao Hải còn muốn điều cậu đến bên anh ta, tôi không đồng ý có phải là hơi ngang ngược. Lý Đinh Sơn thật không có ý thử Hạ Tưởng, y nói đây là thật lòng. Hạ Tưởng biết tính tình của Lý Đinh Sơn, hắn thực ra giúp Lý Đinh Sơn là coi trọng mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, thứ hai đó là mượn thế của Lý Đinh Sơn mà đi lên con đường làm quan. Thứ ba, Lý Đinh Sơn là một người trọng tình cảm đáng để làm bạn. Mặc dù tính cách Lý Đinh Sơn có một khuyết điểm là mềm yếu và không cứng rắn, nhưng không có ai là hoàn hảo cả. Trong mắt Hạ Tưởng thì Lý Đinh Sơn tin tưởng hắn như vậy, là điều kiện kiên quyết để hắn có thể bên cạnh Lý Đinh Sơn mà thể hiện năng lực. Hơn nữa chỉ cần là người Lý Đinh Sơn tán thành thì ông ta luôn có thái độ tha thứ và nhẫn nại. Cổ Hợp ở bên Lý Đinh Sơn 5-6 năm và vẫn trung thành và tận tâm với ông ta là thấy được. Vị trí của Cao Hải mặc dù tốt nhưng Cao Hải chưa chắc đã 100% tin tưởng hắn. Hơn nữa hắn và Cao Hải cũng không có một cảm giác đồng tâm hiệp lực với nhau. Cho nên Lý Đinh Sơn đưa ra vấn đề này, Hạ Tưởng không hề suy nghĩ đã nói.